hắn cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nếu như thánh vực tam lão cũng chạy đến, có lẽ cao tầng yêu tộc sẽ bị hốt gọn. Ra lệnh một tiếng, chiến xa tiến lên phía trước, nhìn qua Vi Thanh và hơn 10 cường giả thánh vực. Vi Thanh cười lạnh nói, người ngăn cản chết, ta đúng là muốn nhìn trong thiên hạ hiện tại ai có thể làm ta chết. Hắn giơ tay lên, giang sơn như họa bay ra khỏi lòng bàn tay, diễn biến dị tượng trên không trung. Bức họa cuộn tròn không ngừng mở rộng ra, nó giống như bức tường thành bao phủ người yêu tộc vào trong. Chút tài mọn, làm trò cười cho người trong nghề. Hoàng giơ tay lên, năm ngón tay nắm lại, lập tức một đạo tinh vân lưu chuyển trong tay của hắn, giang sơn như họa bị lực lượng mênh mông này hút vào trong. Không chỉ giang sơn như họa bị hút vào trong, tất cả cường giả yêu tộc đều biến sắc, chỉ cảm thấy linh khí đầy trời, thậm chí nguyên lực trong người cũng bị hút theo, vội vàng vận chuyển nguyên lực chống cự. Hiện tại cho ngươi biết ai sẽ giết ngươi. Hoàng hét lớn một tiếng, âm thanh đã biến hình, tràn ngập dã tính cùng hung tàn, giống như hung thú gào rú. Lực lượng xé rách xoay tròn trên không trung, lập tức đánh ra một kích khiến thiên địa sôi trời, hủy thiên diệt địa. Bành! Giang sơn như họa bị hấp thu một nửa linh khí, tại bị đánh trúng một quyền liền vỡ ra, hóa thành vô số ánh huỳnh quang. Đây là thần thông gì? Vi Thanh cũng chấn động, đồng thời trong nội tâm đau xót, huyền khí đỉnh cấp làm bạn với hắn vài chục năm đã bị hủy. Một quyền này không chỉ đánh nát giang sơn như họa, thế đi không giảm, lập tức tấn công vào Vi Thanh, tất cả những vật ngăn cản đều nát bấy. Lui! Vi Thanh quát một tiếng, hắn hiểu rõ những cường giả sau lưng không cách nào ngăn cản, chính mình đánh ra hai chảo, kim quang bao phủ các nơi, hắn kết ấn đơn giản sau đó đánh tới một kích. Ầm ầm! Lực lượng khủng bố nổ tung, lập tức những cường giả thánh vực vội vàng chạy trốn, có mấy người bị dư âm còn lại chấn động thất điên bát đảo, miệng phun máu tươi, hiển nhiên bị thương nặng. Vi Thanh đứng mũi chịu sào, hắn bị lực lượng kia đánh lui ra phía sau, miệng không ngừng thổ huyết. Giang sơn như họa nổ tung làm tâm thần của hắn bị thương, lại ngạnh kháng một quyền này làm lục phủ ngũ tạng nóng như thiêu đốt. Người thánh vực đều hoảng hốt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, ngay cả chấp chính tư cũng không đỡ nổi một chiêu, làm sao có thể cường hãn như vậy. Lê cũng cực kỳ khiếp sợ, nói. Đại tế tự, Hoàng chính là thiên yêu nhất tộc. Chủ ký sinh yêu thú của hắn là thứ gì vậy? Không ngờ cường hoành như thế. Thiên yêu nhất tộc trong cả yêu tộc đều là tồn tại cực kỳ lạ thường. Thiên yêu nhất tộc trong quá trình tu luyện và trưởng thành, tất nhiên sẽ tìm một chủ ký sinh, cùng đồng sinh cộng tử với nó, cộng hưởng lực lượng. Cho nên thiên yêu nhất tộc cũng là yêu tộc cực kỳ cường đại, chỉ cần thiên yêu có điều kiện thật nhỏ đều chọn tìm một ít cửu giai yêu thú làm chủ ký sinh. Như vậy liền có thể mượn nhờ lực lượng cửu giai yêu thú tăng lực chiến đấu lên gấp đôi. Nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể tùy ý tìm được chủ ký sinh yêu thú cao cấp, nếu thực lực bản thân quá mức rác rưởi, vô cùng có khả năng bị chủ ký sinh nuốt mất, hoặc là cắn trả mà chết. Bờ môi từ khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng nhìn xuống, nói. Ta cũng chưa bao giờ thấy qua chủ ký sinh của Ngô Hoàng Bệ Hạ, chỉ nghe nói qua một hai, giờ phút này đang tranh đấu với nhân tộc. Không tiện nói ra. Lực lượng và thần thông của chủ ký sinh là có thể mượn, giờ phút này phong ấn Ngũ Hà Sơn đã mở, Từ và Hoang không còn mâu thuẫn, liền có nhất trí đối ngoại. Hoang đánh ra một quyền thanh tảo chướng ngại, Vi Thanh còn ngăn cản ở phía trước, lạnh giọng nói. Quả nhiên có tài, trúng một quyền của ta mà không chết, lại không tránh ra thì tiếp thêm một quyền của ta. Nắm đấm của hắn giơ lên, hắn tiếp tục thu nạp lực lượng. Vi Thanh mặt âm trầm, lau vết máu trên miệng, lạnh giọng nói. Càn rỡ. Năm ngón tay của hắn có kim quang hiện ra, giống như mặt trời đang mọc, chiếu rọi thân thể của hắn sáng ngời. Lý Vân Tiêu thấy bọn họ đang tranh chấp, mượn cơ hội mà đi, hắn đi thẳng tới chỗ có truyền tống trận. Đột nhiên một đạo nhân ảnh rơi xuống, trực tiếp ngăn cản trước mặt của hắn, đúng là Hắc Vũ Hộ, trầm giọng nói. Thời điểm này, mong rằng phá quân đại nhân không nên tự tiện vọng động. Lý Vân Tiêu nói, hiện tại Vi Thanh đang gặp nguy hiểm sống còn, ngươi không đi cứu hắn còn để ý tới ta, hẳn là ngươi muốn nhìn hắn chết. Hắc Vũ Hộ nói, Vi Thanh đại nhân chính là thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay suốt mấy ngàn năm qua của thánh vực, nào có chuyện dễ chết như thế, hiện tại hai tộc phân tranh, mong rằng phá quân đại nhân có thể dùng đại cục làm trọng. Hắn nói thập phần khách khí, tuy không biết Lý Vân Tiêu muốn đi làm cái gì, nhưng mà hơn phân nửa không phải chuyện tốt.
Lý Vân Tiêu đang muốn nói chuyện, đột nhiên tâm thần run lên, vội vàng nhìn qua phía Ngũ Hà Sơn. Hắc Phú Hộ cũng cảm nhận được dị thường, cả kinh kêu to. Tài quyết chi nhận. Chỉ thấy Vi Thanh cầm một đám kim quang, nó từ từ xuất hiện chiến nhận khổng lồ, tuy kim quang cực nóng nhưng lại sinh ra hàn ý lẫm liệt. Bổn tọa đã từng nói qua, người có thể giết ta còn chưa ra đời đâu. Gương mặt Vi Thanh trở nên dữ tợn đáng sợ, tài quyết chi nhận tỏa ra sát khí vô tận, giống như lệ quỷ thoát ra từ địa ngục. Ánh mắt của Hoang cũng trầm xuống, hắn cảm nhận được bất thường từ trên thân đao này. Cái gọi là tài quyết chi nhận không phải là thật thể, chính là ngưng tụ vô số máu tươi và tinh hoa của cường giả, còn có oán hận mà sinh ra, có thể nói bản thân là mộ địa của cường giả. Cây nhận này nhanh chóng áp chế khí tức của Hoang, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Máu tươi và lệ khí của yêu hoàng, cây nhận này chắc chắn sẽ thích đấy. Vi Thanh cười rộ lên, tiếng nói của hắn làm người ta sởn hết gai ốc, dường như đã bị tài quyết chi nhận ảnh hưởng, bắt đầu trở nên tà dị. Hoang trầm giọng nói, tất cả mọi người tản ra, bảo vệ tốt Ngả tiên sinh. Lưỡi nhận sắc bén làm nội tâm của người ta run lên. Ha ha, rốt cục sợ hãi sao? Đã quá muộn rồi, dùng máu của yêu tộc các ngươi gia tăng uy lực của nó đi. Tài quyết thiên hạ. Hai tay Vi Thanh cầm nhận chém xuống. Hào quang sắc bén chém thẳng tới phía trước, lực lượng khủng bố tập kích tới, Hoang cảm thấy sởn hết gai ốc, thân ảnh khôi ngô của hắn cũng trầm xuống. Quyền diệu cửu thiên. Yêu hoàng Hoang hét to một tiếng, thân hình yêu hóa trong chốc lát, trở về bản thể, nắm tay của hắn có tinh quang lóe lên. Hắc Phú Hộ hoảng hốt, điên cuồng hét lên. Tất cả mọi người lui. Ầm ầm. Hai lực lượng này va chạm với nhau, ngay cả Ngũ Hà Sơn ở xa xa cũng bị dư âm ảnh hưởng nuốt vào. Người thánh vực sợ tới mức vội vàng thi triển phòng ngự, còn có Bách Chiến Thắng cùng một đám trưởng lão Phủ Thiên Nhạc đã sớm lui ra xa ngàn trượng, giờ phút này càng quay đầu muốn đi, nhưng mà vẫn có không ít người bị dư âm ảnh hưởng đánh bay. Sơn mạch phía dưới Phủ Thiên Nhạc bị chiêu này đánh nát bấy, phạm vi hơn 10 dặm bị cải biến, hóa thành phế tích khô cằn. Cả thiên địa bị đánh nát không chịu nổi. Nhìn qua bầu trời, tà dương như máu. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn qua một kích kinh khủng này, nhịn không được toàn thân run rẩy, dường như đã bị lực lượng của tài quyết chi nhận ảnh hưởng, chỉ cảm thấy cả không gian run rẩy quái dị giống như địa ngục. Vi Thanh cùng yêu hoàng vẫn đứng đó, hai người chưa từng lui nửa bước, hoàn toàn cảnh giác nhìn đối phương. Cho dù chưa lui ra phía sau, dường như cũng bị trùng kích thật lớn, cũng không phán định được hai bên sống chết thắng thua thế nào. Cứ lạnh lùng nhìn nhau như thế. Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn qua, nội tâm của hắn ngưng trọng, dưới một kích này, đúng là yêu hoàng bị thua, yêu khí của Hoang vào lúc này hỗn loạn, thương thế còn nặng hơn Vi Thanh. A! À, đột nhiên hắn cả kinh kêu một tiếng, phục hồi tinh thần trước một kích cường đại này, con mắt sững sờ, ngẩn người nhìn qua phía dưới, vốn Phủ Thiên Nhạc sơn mạch bị san thành bình địa, hắn triệt để ngây ngốc. Phòng nhỏ có truyền tống trận phía dưới càng bị hủy không thấy. Thông đạo hoàn toàn đóng cửa. Cái này, hắn lúc này chóng mặt. Nếu thông đạo hai không gian độc lập đứt rời, như vậy sẽ triệt để tách ra, muốn đi vào không gian khác rất khó, trừ khi có tọa độ chuẩn xác. Nhưng hắn nghĩ lại, từ Thiên Vũ Đại Lục tiến vào Bất Quy Cảnh rất khó, nhưng từ Bất Quy Cảnh trở về thì dễ dàng, dù sao tọa độ đại lục cho dù là Khúc Hồng Nhan hay là Lạc Vân Thường cũng có không ít. Nhưng mà hiện tại không biết hai người đã thoát ly khốn cảnh hay chưa. Thấy thông đạo bị hủy, ảo não cũng không làm nên chuyện gì, Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào Hắc Phú Hộ sau đó bay vào trong chiến trường. Giờ phút này trên người Hoang đầy máu tươi, hơn nữa miệng vết thương lập tức mở rộng hư thối, dường như bị lực lượng tài quyết chi nhận ăn mòn khó khép lại. Vi Thanh cũng không tốt tới đâu, trên thân thể đầy vết thương, nhưng trong vết thương có kim quang lóe lên, trạng thái còn tốt hơn Hoang không ít. Hừ, vạn yêu chi hoàng chỉ có chút thực lực này thôi sao? Vi Thanh mỉa mai cười một tiếng, vung vẩy tài quyết chi nhận trong tay, nói. Còn không phải bị ta chém hay sao? Nguyên lực bành trướng tiếp tục rót vào trong đao, tài quyết chi nhận diễn hóa địa ngục trần gian lần nữa, biển máu và lệ quỷ không ngừng sinh ra. Trên mặt Hắc Phú Hộ xuất hiện thần thái ngưng trọng, Vi Thanh vào lúc này trong mắt đầy tà ác, tâm tính đã bị tài quyết chi nhận ảnh hưởng, nếu như lại xuất đao sẽ là tình cảnh giết địch 1000 tự tổn 800. Hắn quát. Vi Thanh, thu đao lại. Vi Thanh nhe răng cười nói. Thu dao lại, khó được dánh thoải mái như thế,
chờ ta chém đầu chó của yêu hoàng rồi nói sau. Tài quyết thiên hạ, lại chém ra một đao, càn khôn biến sắc. Hoàng kinh hãi, với thương thế của hắn bây giờ thừa nhận một đao này rất khó, hắn thân là yêu hoàng nên không thể trốn, hắn giận dữ hét to lên, hóa ra hình thái bản thể, lại ngưng tụ ra một quyền đối địch. Ầm ầm, dị tượng khủng bố lại sinh ra, nội tâm của mọi người sợ hãi rất nhiều, lệ khí mạnh mẽ như ngưng tụ thành thực chất hóa thành rất nhiều gương mặt ác quỷ bay khắp bốn phía. Ngô hoàng bệ hạ, mấy tên cường giả yêu tộc vừa sợ vừa giận, vượt qua dư âm ảnh hưởng còn lại tiến lên đỡ hoang. Phốc, hoang phun máu tươi lần nữa, thân thể của hắn đầy thương tổn, sắc mặt trắng như giấy. Thương thế nhìn mà giật mình, không ngừng bị lệ khí ăn mòn, rất nhiều nơi đã nát như tương. Ngô hoàng bệ hạ, tất cả yêu tộc đều khó có thể tin, run rẩy kêu to lên, cho tới bây giờ yêu hoàng chính là thần minh trong lòng của bọn họ, là tồn tại vô địch trong suy nghĩ bọn họ, lại bị một gã nhân loại chém hai đao thành ra nông nỗi này. Ngay cả Tử và Lê đang đứng ngoài quan sát cũng cả kinh, cho dù đứng ở lập trường đối lập nhưng ánh mắt nhìn qua Vi Thanh biến thành âm trầm tới cực độ. Vi Thanh chém ra một đao này cũng không tốt đi nơi nào, khiếu huyệt toàn thân hắn không ngừng nổ tung, huyết vụ bao phủ các nơi. Hắn phun vài ngụm máu tươi, tài quyết chi nhận trong tay nổ bành hóa thành vô số kim quang bay khắp nơi, có vài phần đứng không vững. Mặc dù cường hãn như hắn cũng không cách nào nắm giữ tài quyết chi nhận quá lâu, hai đao này đã là cực hạn bản thân hắn. Ha 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 ha, toàn thân Vi Thanh là máu, hắn vẫn cười như điên, nói. Đây là vạn yêu chi hoàng sao, đúng là làm bổn tọa thất vọng quá đây. Hoàng đầy giận dữ và xấu hổ, cắn răng nói. Đi. Hôm nay hắn trọng thương trên người, đã không có lực lượng chống lại người thánh vực, ở lâu vô ích. Hiện tại mới đi, có cảm thấy quá muộn không? Vi Thanh lạnh lùng mỉa mai nói. Tất cả người thánh vực không ngừng chạy tới nơi này, vây quanh đám người yêu tộc, ngay cả Tử và Lê cũng không bỏ qua. Hoang tức giận. Như thế nào, các ngươi muốn một mẻ hốt gọn? Vi Thanh nói. Bổn tọa không thể ngờ yêu tộc lại nhu nhược như thế, không chịu nổi một kích. Sớm biết như thế ta đã không buông thả tinh nguyệt ảo cảnh của các ngươi rồi. Ngả lạnh lùng nói. Lời này của ngươi quá tự đại rồi, nếu không phải tộc ta nội chiến, phân liệt làm cho thực lực suy yếu, bằng không sao bị các ngươi khi dễ. Vi Thanh nói. Kẻ thất bại thường ưa thích tìm lý do, mà người thắng luôn dẫm lên thi cốt kẻ thất bại tiến lên phía trước, hôm nay các ngươi chính là thi cốt dưới chân bổn tọa. Xiết toàn bộ. Trên mặt của hắn đầy hàn khí và sát khí. Tất cả người yêu tộc đều tức giận, sát khí bộc phát, toàn lực đề phòng. Đột nhiên Hắc Phú hộ quát. Chậm đã. Người thánh vực đều dừng lại, không biết nghe ai mới tốt. Hắc Phú hộ thấy bộ dáng Vi Thanh không vui, giải thích nói. Mục đích chúng ta tới đây chính là đề phòng phong ấn Ngũ Hà Sơn bị phá vỡ, cũng không phải là đại chiến sinh tử với yêu tộc. Hiện tại yêu hoàng đã bị ngươi kích thương, cứ thả chúng rời đi đi, miễn gây nên xung đột sâu xa của hai tộc. Hừ, xung đột sâu xa. Vi Thanh cười lạnh nói. Chỉ cần những người này nằm xuống ở đây, chúng ta lại tổ kiến đại quân đánh vào tinh nguyệt ảo cảnh, mặc dù không thể trừ tận bọn chúng, ít nhất mấy ngàn năm yêu tộc sẽ không ra hồn. Từ đại tức giận. Vi Thanh, ngươi thật là ác độc, cho dù mấy ngàn năm qua tộc ta không thể chống lại các ngươi, ngươi có thể đảm bảo thế cục mấy ngàn năm sau sao? Kẻ thù truyền kiếp đời đời tương truyền. Luôn luôn có một ngày yêu tộc sẽ dồn các ngươi vào tuyệt cảnh. Vi Thanh khinh thường cười nhạo nói. Luôn luôn có một ngày. Sự thất bại ấy cũng chỉ có thể dùng tự kỷ tinh thần an ủi bản thân, mấy ngàn năm sau ta quản làm gì. Nếu như hậu duệ nhân tộc vô năng như thế, ngày khác bị các ngươi tiêu diệt ta cũng không cảm thấy đáng tiếc. Thế giới này chính là vật cạnh thiên trạch, vật đua trời lựa, người thích ứng thì sinh tồn. Hắn nói câu này từ á khẩu không nói được gì. Mở to mắt không biết phản bác thế nào, ngay cả Hắc Phú Hộ cũng sửng sốt, tuy không muốn khai chiến, càng không muốn sinh ra xung đột hai tộc, lại không cách nào nói phục Vi Thanh, chỉ có thể nói. Dù vậy, cũng không cần phải chém tận giết tuyệt a. Vi Thanh không vui nói. Hắc Phú Hộ ngươi chính là người không quả quyết, lòng dạ đàn bà, chuyện hôm nay sẽ do ta chủ trì, ngươi đứng ở bên cạnh phối hợp là được, giết. Hắn cường hoành ra lệnh một tiếng. Làm thủ thế trảm thủ. Sắc mặt Hắc Phú Hộ đột biến, hiển nhiên đã tức giận, nhưng Vi Thanh từ trước tới nay bá đạo thành quen, nếu như mình tranh chấp với hắn,
sợ là sẽ phá hư thế cục trước mắt, cũng chỉ nặng nề hừ nặng một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Các cường giả thánh vực không ngừng phóng thẳng về phía yêu tộc, sát khí rung trời. Yêu tộc tuy ít người nhưng đều là tồn tại cực kỳ cường hãn, tăng thêm một đám cửu giai yêu thú, song phương vừa va chạm chết tổn thương một đám lớn, trong nháy mắt hai bên không ai làm gì được ai. Đặc biệt là từ, dùng thực lư xê siêu phàm nhập thánh chém giết người rất dễ dàng, ngân kiếm đi qua, máu tươi chảy dài. Sắc mặt Hắc Phú Hộ trầm xuống, hắn thuấn di tới, vận lực vào hai tay áo chế tử, xu thế tan tác mới vãng hồi được. Vi Thanh nhìn về phía xa xa, nói. Huyền Hoa, Trần Vũ, hai vị tới đây vì chuyện phong ấn sao? Giờ này khắc này, hy vọng hai vị cũng có thể ra tay trợ trận, xuất một phần tâm lực cho đại kế ngàn năm của tộc ta. Hai người nhíu mày, nhìn nhau, không biết làm thế nào cho phải, cảm giác không ra tay không được, mà ra tay cũng không xong. Huyền Hoa hỏi. Lý Vân Tiêu, người thì sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Các vị đại nhân thánh vực thực lực vô cùng cường hoành, bây giờ đã chiếm cứ thượng phong, không cần ta ra tay. Nếu thời cuộc cải biến, ta sẽ không đứng ngoài quan sát đâu. Đúng đúng đúng, chính là ý này, rất hợp với ta. Huyền Hoa cười đùa nói. Nếu thế cục nghịch chuyển, chúng ta sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát, hiện tại mạo muội gia nhập vòng chiến, như vậy quá xem thường các vị đại nhân rồi. Vi Thanh bực mình hừ một tiếng, ác ý nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, nhưng mà đối phương làm biểu lộ lớn chết không sợ nước sôi, làm cho hắn càng thêm phiền muộn không thôi, dứt khoát quay mặt đi không hề để ý tới, miễn cho ảnh hưởng tâm tính, tăng thêm thương thế. Hắn lúc này nhìn qua đám người bách chiến thắng, nói. Các vị đại nhân phủ thiên nhạc, kính xin tận tâm tận lực. Bách chiến thắng cũng không dám học Lý Vân Tiêu, vội vàng ôm quyền nói. Nên, người phủ thiên nhạc có liên can nên tự nhiên phải lao vào vòng chiến. Nhưng bên trong sát khí cường hoành, khí tràng rất mạnh, vài tên trưởng lão thực lực hơi yếu xông vào trong bị chúng dư âm, triệt để nổ thành thịt nát. Cường giả thánh vực tuy nhiều nhưng người đi theo yêu hoàng đi ra không ai không phải thủ lĩnh các bộ tộc, thần thông cường hãn, giết cho đám người kinh hồn táng đảm, không ngừng lui về phía sau. Trần Vũ nhìn không được, nói. Ra tay đi. Thân ảnh của hắn có hắc khí lóe lên, trực tiếp xông vào trong trận, hắn trực tiếp đánh gục yêu tộc cao 8 mét trước mặt. Đáng giận. Yêu hồn giết cao hứng thấy Trần Vũ gia nhập, nổi giận gầm lên một tiếng liền thuấn di tới. Móng vuốt sắc bén trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của hắn. Sắc mặt Trần Vũ lạnh nhạt, nói. Bằng ngươi, còn không phải đối thủ của ta. Ống tay áo vung vẩy, tay trái bấm niệm pháp quyết điểm tới. Một đạo hắc mang phá không đâm vào yêu chảo, bành một tiếng phá vỡ yêu khí, trực tiếp đục lỗ lên chảo. Yêu hồn hít khí lạnh, đau tới mức thu chảo lại. Trần Vũ việc đáng làm thì phải làm, thân ảnh chấp động đuổi theo, vẫn cách yêu hồn ba trượng. Hai tay thi triển kết giới. Bành! Yêu hồn đỡ một ấn của hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, mà giờ khắc này một yêu tộc chim bay lao tới đánh lén, hai móng lợi hại đánh thẳng vào Trần Vũ, đám đại yêu khác cũng chia ra vây công. Trần Vũ biến sắc, biết rõ không thể giết yêu hồn nên thu tay lại. Thu tay lại vận trưởng đánh ra, yêu tộc chim bay bị đánh bay ra ngoài, đám đại yêu cũng bị chém giết. Hí! Đột nhiên âm thanh thê lương vang lên. Chim bay vừa bị Trần Vũ đánh bay, trong thân thể sinh ra lỗ máu, nó đột tử đương trường, rơi thẳng xuống đất. Chính là Huyền Hoa ra tay, hắn cũng không dùng mũi tên thật thể, chỉ kéo toái tinh cung rồi dùng đế khí tạo thành mũi tên, mỗi một phát bắn ra là một yêu tộc chết. Đám yêu tộc đang tập trung chém giết, làm sao nghĩ tới có người đánh lén, hơn nữa người đánh lén còn là một gã phong hào võ đế. Đáng chết! Không ít yêu tộc đều phát hiện tình huống. Kinh sợ sau đó hai đạo thân ảnh phóng lên trời, lao thẳng qua phía Huyền Hoa. Bành, bành. Liên tiếp hai tiếng tự bạo vang lên, hai yêu tộc này bị bắn xuyên qua người, nổ thành thịt nát. Chỉ mấy hô hấp, Huyền Hoa giết yêu tộc nhiều nhất. Trong nội tâm yêu tộc kinh hãi, đột nhiên một đạo hào quang phóng thẳng lên trời. Hai tay của ngả bấm niệm pháp quyết, hắn đứng trên trời cao kết ấn, vô số phù văn màu vàng lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Vèo. Huyền Hoa bắn ra một mũi tên, đột nhiên nhướng mày, mũi tên bắn vào kết giới, lóe lên rồi biến mất, vậy mà trực tiếp bị thuấn di trăm trượng, nó bắn về một hướng cách đó mấy trăm trượng. Cái này. Huyền Hoa hừ một tiếng,
hiển nhiên không phục, lấy mũi tên thật thể ra, phía trên có phù văn lập lòe, kéo cung bắn tới. Vèo. Mũi tên màu bạc thế nào, thoáng cái bắn vào trong kết giới xuất hiện bản thể, hiện ra hào quang ngân hà sáng ngời lưu chuyển trời cao, chiếu sáng cả thiên địa, nó giống như sông đào bảo vệ thành. Mũi tên màu bạc thoáng cái biến mất, bị lướt ngang mấy trăm trượng, bắn về phía xa xa. Huyền Hoa Triệt để há hốc mồm, kinh ngạc nói. Tinh thần lực thật mạnh, có thể bố trí kết giới cường hãn như vậy. Lý Vân Tiêu sử dụng Nguyệt Đồng, nhìn chằm chằm vào kết giới kia, sắc mặt ngưng trọng, nói. Tinh Hà Đại Trận. Ngả dưa mắt nhìn qua đại trận, nói. Phá Quân đại nhân hảo nhãn lực, đúng là tiểu Tinh Hà Đại Trận tìm hiểu trong Tinh Hà Đại Trận mà ra. Tiểu Tinh Hà Đại Trận, có ý tứ. Lý Vân Tiêu cười cười, hai ngón khép lại bấm niệm pháp quyết, quát. Nguyệt âm. Hai mắt của hắn lúc này biến thành màu ánh trăng thâm thẳm, đồng nhãn nhìn vào đại trận. Hào quang trong trẻo như mặt trăng tạo nên rung động từng hồi, cả ngân hà giống như đun nước sôi, không ngừng sôi trào. Qua mấy hô hấp sau đó ánh trăng tan ra, ngân hà khôi phục yên lặng, dần dần ẩn vào hư không. Lý Vân Tiêu biến sắc, nói. Lực lượng thật mạnh, đón thêm một chiêu của ta. Ấn quyết trên tay hắn không ngừng biến đổi, hai mắt của hắn biến thành đen kịt. Chung quanh người hắn có băng tuyết xuất hiện, phía sau người hắn xuất hiện hư ảnh huyết nguyệt. Chính là thập phương thần kỹ thiên thiếu học được bên ngoài thành hồng nguyệt, hai mắt của hắn ngưng tụ, tất cả hóa thành không. Tinh thần lực bành trướng như biển cả, không ngừng ao phủ đại trận. Sắc mặt ngả biến hóa, cười khổ nói. Phá Quân đại nhân cần gì khó xử ta như thế. Hai tay của hắn giơ lên cao, một phù văn bay vào vòng trời, tiểu Tinh Hà đại trận lập tức hiển hóa ra. Hào quang sáng ngời, ngân quang như nước, nó là tinh hà, lại giống như dây lưng màu bạc đang treo trên bầu trời. Ầm ầm, thần kỹ thiên thiếu được tinh thần lực rót vào, đồng kỹ nhanh chóng trùng kích tinh hà trên cao. Tinh hà lưu chuyển kịch liệt, bầu trời chấn động bất định, không gian vạn trượng cũng xoay tròn theo. Ngay cả hai tộc đang đánh nhau trong tiểu Tinh Hà đại trận cũng dừng lại, tất cả kinh hãi nhìn qua cảnh này, cảm nhận được không gian chung quanh thân thể không ngừng biến hình. Mà mẹ nó, quá loạn rồi. Huyền Hoa kinh hô một tiếng, ngay cả hắn cũng cảm nhận được lực lượng không gian đang xé rách, một tay bấm niệm pháp quyết, tập trung chính mình, lúc này mới vững như Thái Sơn, sừng sững bất động. Nhưng những kẻ thực lực hơi yếu sẽ không may mắn như vậy, trên trời đều là bóng người thuấn di tránh đi, giống như con sâu cái kiến mặc cho người ta bài bố. Sắc mặt của ngả sắc cũng biến thành ngưng trọng, ấn quyết bắt đầu vận động. Mỗi biến hóa không ngừng vận động theo ký hiệu trên ngón tay của hắn. Nguyên, Khánh, Long, Giã, Chiến. Lúc này từng đạo ấn quyết xuất hiện, không gian chi lực bắt đầu vững chắc, hào quang bắn ra bốn phía. Phốc! Đột nhiên Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, ấn quyết không ngừng biến hóa, dị tượng sau lưng biến mất, hắn nhắm mắt lại. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đầu của hắn hiện tại đầy mồ hôi, thân thể bay lên cao nhưng không ngừng run run. So đấu tinh thần lực giữa hai người, hắn thua. Hai tay ngả không ngừng vẽ ra từng vòng, từng đạo tinh thần lực nhộn nhạo bay ra, tất cả tọa độ hỗn loạn lúc trước khôi phục lại. Tiểu Tinh Hà đại trận vẫn xuất hiện trên không trung, nó hoàn toàn ngăn cách chiến trường và người bên ngoài. Sau khi mọi người không bị kéo đi nữa, lập tức phát hiện bên ngoài đều là dị tộc, hét lớn rồi đánh giết qua, cảnh tượng rất căng thẳng. Trong chém giết cận thân, tuy Hắc Phú Hộ và Chân Vũ gia nhập giảm bớt áp lực nhưng không thể thay đổi hoàn cảnh xấu, khi càng nhiều cường giả vẫn lạc, thánh vực bắt đầu tan tác. Huyền Hoa cả kinh nói. Ngay cả người cũng không thể phá vỡ đại trận này, làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu mở mắt ra lần nữa, trong mắt mang theo ý mệt mỏi, chậm rãi nói ra. Chỉ có thể làm phiền Vi Thanh đại nhân thi triển tài quyết chi nhận lần nữa. Vi Thanh biến sắc, hừ lạnh nói. Chê cười. Ngươi cho rằng tài quyết chi nhận là huyền khí bình thường sao? Đừng nói thi triển, dùng lực lượng của bổn tọa hiện tại, cho dù muốn nó hiện hình cũng không có khả năng. Lý Vân Tiêu bộ dáng không tin, nói. Vi Thanh đại nhân suy yếu tới trình độ như vậy sao? Ta ít đọc sách, cũng không nên gạt ta. Vi Thanh phất tay áo nói. Hừ, bổn tọa cần gì lừa ngươi? Lý Vân Tiêu gật gật đầu, trong mắt có hung quang lộ ra, nói. Vậy ý nói hiện tại ta đánh người mấy cái tát, người cũng không có sức hoàn thủ đúng không? Vi Thanh đã giật mình,
vội vàng đề phòng, tức giận. Ngươi muốn làm cái gì? Huyền Hoa cũng lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Không phải chứ, đều thời điểm này ngươi còn dở trò quỷ. Lý Vân Tiêu đi từng bước tới gần Vi Thanh, cười lạnh nói. Yên tâm đi, ta sẽ không dậu đổ bìm leo giết ngươi, nhưng nhiều năm qua cảm ơn ngươi lưu rất nhiều oán khí trong lòng ta, hôm nay nhân lúc ngươi nguy cấp thu chút tiền lãi. Hào quang ba màu bao phủ thân thể của hắn, Lý Vân Tiêu lóe lên xuất hiện trước mặt Vi Thanh. Vi Thanh vừa sợ vừa giận, hắn thi triển bộ pháp tránh né. Thân thể của hắn lúc này mệt mỏi kiệt sức, căn bản không thể tránh né, chỉ có thể thông qua bộ pháp xảo diệu phòng ngự, sau đó hai tay chụp vào đối phương. Hai tay hóa long hình, trực tiếp chộp vào cánh tay Lý Vân Tiêu, ngăn cản một tát đánh tới. Tuy nhiên, lực lượng khổng lồ truyền tới dẫn động thương thế của hắn, một ngụm tâm huyết tuôn ra yết hầu nhưng hắn không phun ra, nội tâm thở ra một hơi, nếu bị một tát này, đây là nhục nhã không cách nào rửa sạch. Lý Vân Tiêu, đừng vội hồ đồ. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, hai mắt như phun ra lửa. Nhưng trước mắt Lý Vân Tiêu cười mỉa mai. Đột nhiên nội tâm Vi Thanh run lên, một cảm giác không tốt sinh ra trong đầu, chính mình bắt lấy cánh tay Lý Vân Tiêu đột nhiên hóa thành quang ảnh, hắn phát hiện thân ảnh trước mặt đã tiêu tán. Không tốt, là ảo thuật. Vi Thanh lập tức kịp phản ứng, nhưng đã quá muộn, trước mắt tối sầm lại, một bàn tay màu vàng đánh tới, tát thẳng vào mặt hắn. 3. Tiếng bạt tai thanh thúy vang dội không trung, dường như tất cả mọi người khẽ run lên, ánh mắt đưa mắt nhìn qua. Sau đó mọi người kinh ngạc, chỉ thấy thân thể Vi Thanh quay cuồng trên không trung, bị một tát đánh bay ra ngoài. À! Huyền Hoa và Vi Thi Thi lúc này há to miệng ra nhìn, khó có thể tin nhìn thấy một màn này, hắn vậy mà thật sự tát tai chấp chính tư thánh vực. Huyền Hoa còn văn vê dụi mắt, hắn phải nhìn vài lần mới tin tưởng. Hắn đổ mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Ngươi, ngươi gây đại phiền toái. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ tay. Bộ dáng không sao cả, nói. Đại phiền toái, ga à, đại phiền toái là Vi Thanh mới đúng chứ, cái tát này chỉ là bắt đầu. Huyền Hoa và Vi Thi Thi đều đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ người này thực không thể chọc. Lý Vân Tiêu, ta muốn giết ngươi. Ở xa có tiếng Vi Thanh gào thét, một đạo ánh sáng xanh bay tới, Vi Thanh đã mất đi lý trí, gào thét đánh tới một quyền. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, hắn rút lui, nhẹ nhàng hóa giải một quyền này. Vi Thanh khí tức giận đỏ mắt, trên mặt còn giấu bàn tay rõ ràng, gắn bắt lấy cổ tay phải của mình, một đạo kim quang hiện ra trên tay phải, ngưng tụ lực lượng kim quang. Kim quang sáng tối bất định, hóa thành ảnh nhận, nhưng nó rung động lắc lư rất lợi hại. Phốc! Vi Thanh phun ra một ngụm máu tươi, khí thế vỡ tan ngàn dặm, kim quang tiêu tán. Hắn muốn ngưng tụ tài quyết chi nhận chém giết Lý Vân Tiêu, cuối cùng thất bại chấm dứt. Suy! Lý Vân Tiêu cười ra tiếng, nhún vai nói. Thực bất đắc dĩ a, không muốn chết thì cứ đứng ở bên cạnh nhìn đi. Trong mắt của hắn hàn quang lập lòe, nói. Hơn nữa ta cũng không muốn ngươi chết nhanh như vậy, chờ ta tìm về lực lượng đỉnh phong, ta sẽ chậm rãi chơi với ngươi. Đến hiện tại, xéo đi. Hắn một tiếng xéo sinh ra sóng âm mênh mông. Vi Thanh bị đánh thổ huyết, trực tiếp bay ra xa mấy trăm trượng, hắn lão đảo vài lần liền rơi xuống mặt đất. Sắc mặt Huyền Hoa ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào phía dưới, nói. Hôm nay, ngươi nhục nhã hắn như vậy, ta khuyên ngươi hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, chảm thảo trừ căn. Lý Vân Tiêu nói. Chảm thảo trừ căn ta sẽ làm, nhưng không phải hiện tại. Huyền Hoa cau mày nói. Ngươi là kiêng kỵ Vi Vô Nhai. Lý Vân Tiêu nói. Ta đã dám tát hắn, dĩ nhiên sẽ không sợ Vi Vô Nhai, hôm nay chỉ nói cho hắn biết. Lý Vân Tiêu ta bắt đầu từ thành Viêm Vũ đi tới bây giờ, lúc trước hắn cướp đồ vật trong tay của ta, ta sẽ đi thánh vực tìm trở về. Huyền Hoa nhíu mày thật chặt, cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm, thở dài. Nếu ngươi đã nghĩ như vậy, ta cũng không tiện nhiều lời. Nhưng hiện tại hai tộc tranh chấp, nên giải quyết khó khăn trước mắt đã, tiểu tinh hà đại trận nên phá thế nào? Lý Vân Tiêu nhìn qua ngân hà đang lưu chuyển trên không trung, nói. Kỳ thật rất đơn giản, trước đó ta đấu thần thông với hắn chỉ là muốn thử tinh thần lực chênh lệch mà thôi. Thật muốn phá trận này, ta và ngươi liên thủ, thi triển chí cường đánh một chiêu, trên đời ai có thể ngăn cản được. Tốt, đã sớm nên như vậy, dùng võ phá trận. Huyền Hoa cười lớn một tiếng,
hào khí vạn trượng, lấy toái tinh cung ra ngoài, hắn khảm lên vô số bảo thạch, sáng chói như mặt trời ban trưa. Sắc mặt Ngả biến hóa, lộ ra thần thái ngưng trọng. Hai người nói chuyện không có chút che giấu, hắn nghe rất rõ ràng, nếu hai gã phong hào võ đế liên thủ, tiểu tinh hà đại trận của hắn sợ là phiền toái. Đưa mắt nhìn vào trong trận, yêu tộc đang chiếm thượng phong, thánh vực trừ Hắc Phú Hộ cùng chân vũ ra, những người còn lại nguy hiểm to lớn, chỉ cần tiếp tục một lúc sẽ đại thắng. Ngả cắn răng một cái, hắn lấy đan dược bảo vệ tính mạng ra ăn vào, nếu một khi không thể ngăn cản nổi cũng có thể bảo vệ tính mạng. Hắn làm như vậy cũng lọt vào trong mắt Lý Vân Tiêu, nhẹ nhàng cười cười, quay đầu nói. Thi Thi cung chủ, có nguyện cống hiến sức lực. Vi Thi Thi dường như có chút do dự. Lý Vân Tiêu nói. Đây là đại họa do đại nhân tạo ra, nếu Ngũ Hà Sơn không thể phong ấn lần nữa, tội này không bỏ qua được rồi. Mặc dù Vi Thi Thi khó xử, nhưng gật đầu nói. Phá Quân đại nhân nói đúng, bổn cung tận sức lực nhỏ của mình, hy vọng có thể vãn hồi một ít tổn thất. Sắc mặt Ngả đại biến, trên trán tràn đổ mồ hôi lạnh như mưa. Ba cường giả siêu phàm nhập thánh liên thủ, trừ phi là thập giai thuật thần, nhưng mà muốn duy trì đại trận mênh mông như thế, sợ là thập giai thuật thần đều gánh không được. Trong lòng Ngả tay Lý Vân Tiêu sinh ra hoa sen, chậm rãi hóa thành kiếm, hắn cầm kiếm trong tay, kiếm ý ngập trời. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngả, cười lạnh nói. Ngả tiên sinh, tuy ta hâm mộ ngươi là thiên tài tuyệt thế, nhưng trước đại nghĩa chủng tộc, chỉ có thể lựa chọn thứ hai. Nếu ngươi nắm chắc ngăn cản ba người chúng ta đánh một kích, vậy cũng thử xem, nếu như không kịp thu tay thì hậu quả ngươi cũng hiểu. Ngả lạnh lùng nói. Phá Quân võ đế hiểu đây là đại nghĩa chủng tộc, Ngả thì làm sao không rõ. Dưới đại nghĩa, cho dù chết cũng không hối hận. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Kính trọng Ngả tiên sinh, một kiếm này ta sẽ dùng toàn lực. Năm đó thuật đạo gặp lại, bất tài mưu lợi thắng hiểm một chiêu nửa thức, hôm nay gặp nhau lần nữa, không ngờ lấy võ đạo tiễn tiên sinh đi, thật đáng tiếc. Hắn than nhẹ một tiếng, trường kiếm nâng lên ngang vai, lực lượng ngưng tụ vào trường kiếm, từng đóa hoa sen sinh ra trên kiếm, cảnh tượng xa hoa lại vô cùng nguy hiểm. Huyền Hoa lúc này giơ trường cung lên, ánh sao dị tượng không ngừng sinh ra giống như trong thiên địa chỉ còn cung ảnh. Trên mặt Phi Thi Thi hiện ra thần sắc do dự, thò tay đánh ra một chảo, một tiếng đàn rung động lắc lư không dứt, lập tức sinh ra vô số dây tơ, chúng hội tụ thành kiếm trong tay của nàng. Ba người đều vận sức chờ phát động, cả thiên địa bởi vì khí chàng cường đại cho nên sinh ra áp lực to lớn. Trong tiểu tinh hà đại trận, sắc mặt Hoang xám ngoét, cắn răng nói. Ngả tiên sinh, nhanh chóng triệt hồi đại trận, bộ chúng tộc trưởng có thể chết, tiên sinh không thể chết. Ngả thản nhiên cười cười, nói. Ngô Hoàng bệ hạ nói đùa, Ngả cũng chỉ là một thành viên yêu tộc mà thôi, làm sao lại khác mọi người. Lý Vân Tiêu nói. Tốt cho một câu không khác mọi người. Đột nhiên thân kiếm của hắn khẽ động, lại không có bổ về phía tiểu tinh hà đại trận, lúc này quét qua sau lưng. Bảy đóa hoa sen nở rộ, một đạo nhân ảnh chiếu rọi trong băng sát tâm diễm, đồng thời quá sợ hãi, mạnh mẽ lui ra phía sau. Lý Vân Tiêu đã thấy rõ bóng dáng của người này, chính là Đại Yêu Dực, cười nhạo nói. Muốn đánh lén bản thiếu gia, người quá ngây thơ, để mạng lại đi. Kiếm ca. Một đạo hàn quang chém qua, bảy đóa hoa sen nổ tung, kiếm lực khủng bố và băng sát tâm diễm bộc phát lực lượng cường đại. Dực hoảng hốt, lập tức cảm thấy tử vong tới gần, nổi giận gầm lên một tiếng hai cánh mở ra, hắn bộc phát lực lượng cả đời thuấn di rời đi. Nhưng không gian bị ngọn lửa thôn phệ, kiếm ý như biển, mệnh của hắn chập chờn trong gió. Ầm ầm, lực lượng khủng bố chém ra xa ngàn trượng, trên đường đi vạn vật bị hủy hết, bị kiếm lực và tâm diễm thiêu đốt không còn. Dực, mấy tiếng quát vang lên trên không trung, Dực mới thuẫn di được vài chục trượng thì hai cánh đã hủy, nửa thân thể bên phải bị chém vỡ, hắn thống khổ giãy giụa trên không trung, từng đám huyết nhục rơi xuống. Hơn 10 đạo thân ảnh hiện ra trên không trung, một người trong đó sắc mặt âm hàn, đúng là Thương, một bước đi tới bên cạnh Dực, đỡ lấy hắn, trầm giọng nói. Chịu đựng. Dực đau nhức cắn chặt răng, đầu đầy mồ hôi, lắc đầu liên tục, nói. Thương đại nhân, ta không được, vài vạn năm qua tùy tùng đại nhân, thật có lỗi, ta đi trước một bước. Thương cắn răng nói. Nói bậy bạ gì đó, chỉ cần ngươi còn chưa có chết, có thể sống lại. Dực cười khổ một tiếng,
nói. Một kiếm của Lý Vân Tiêu quá mạnh mẽ, cho dù ta trốn ra vẫn bị hỏa diễm thiêu đốt trong thân thể, hiện tại đau khổ chống lại, đã tới mức dầu cạn đèn tắt, sợ là trong khoảnh khắc ta sẽ tan thành mây khói. Đại nhân nhất định cẩn thận một kiếm của hắn, rất mạnh, rất quỷ dị. Dực thì thào tự nói, thân thể còn sót lại cũng bị thiêu đốt, từng đám hỏa diễm màu chắn hiện ra, trong khoảnh khắc thiêu đốt hắn thành cho bụi. Hai tay của Thương run rẩy, hắn muốn bắt lấy thứ gì đó nhưng đã muộn rồi. Đột nhiên hắn cảm thấy hoảng hốt, Dực, Phù từng người hiện ra trước mặt hắn, hôm nay chỉ còn lại có một người, vài vạn năm truy cầu, thật nặng như vậy sao? Lý Vân Tiêu. Thương tức giận nói ra, hai đấm nắm, tùy ý để Dực biến mất trong thiên địa. Những yêu tộc chung quanh vô cùng bi phẫn, nhưng giờ phút này lại khiếp sợ lửa giận của Thương, vô ý thức lui ra phía sau vài trượng, không dám phản kháng. Lý Vân Tiêu cũng có thể cảm nhận được bi phẫn của hắn, thở dài. Thiên hạ làm gì có yến hội không tàn, bọn họ đi theo ngươi vài vạn năm, cuối cùng có ngày ly biệt. Có lẽ chỉ là tới quá mức đột ngột, cho nên ngươi phải học tiếp nhận đi. Ha ha ha, ngươi là đồ tạp chủng, giết Dực, giờ phút này còn dám điên thanh tiếu ngữ trước mặt ta. Lửa giận không ngừng thiêu đốt trên thân thể Thương, hư ảnh bản thể họa đấu tộc hiện ra sau lưng, hắn giận tới cực điểm. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ không tốt, vội nói. Huyền Hoa, Thi Thi cung chủ, mau ra tay phá trận. Nếu như đám Thương nhúng tay vào, sợ rằng không thể phá trận, ngay cả cường giả thánh vực cũng bị diệt, muốn tiếp tục phong ấn Ngũ Hà Sơn chẳng khác gì nằm mơ. Huyền Hoa lúc này đáp. Tốt. Toái tinh cung giơ lên, xuyên vân tiến hiện ra, bắn đi như sao băng. Vi Thi Thi cũng đồng thời ra tay, một kiếm chém xuống, vạn dây cung bay múa, hóa thành vô số âm phù bay lên không trung, đánh thẳng vào đại trận. Từ bề bổn quát. Ngả tiên sinh, thu trận. Ngả hơi do dự, giờ phút này đám Thương cũng xuất hiện, mặc dù bên trong nội bộ có mâu thuẫn, nhưng huynh đệ vẫn phải chung sức đối địch. Ý niệm tới đây, hắn cũng không cần tiếp tục duy trì tiểu tinh hà đại trận, lập tức thu ấn quyết, ngân hà đầy trời tán đi. Hoàng đồng thời quát. Tất cả mọi người nhanh tản ra. Ngả đồng thời bấm niệm pháp quyết, những yêu tộc gần đó bị thần thức của hắn chuyển di đi. Ầm ầm. Hai lực lượng mênh mông giáng xuống, giống như mưa to bao phủ thiên địa. Tất cả võ giả nhân tộc hoảng hốt, đều sợ hãi đào tẩu, vài tên vốn trọng thương chạy không kịp, bị cuốn vào trong vụ nổ, tiếng kêu thảm thiết chưa truyền ra đã hóa thành bụi bặm. Hai chiêu qua đi, cả thiên địa an tĩnh lại, không có một tia âm thanh, dường như là bão tố đang tới gần. Sắc mặt Hắc Phú Hộ vô cùng khó coi, võ giả thánh vực chết tổn thương hơn phân nửa, không chết cũng đều có thương tích trên người. Ngay cả Vi Thanh cũng bị Lý Vân Tiêu đánh vào mặt đất, mất đi bóng dáng. Mà người yêu tộc càng đánh càng nhiều, càng đánh càng mạnh. Nội tâm của hắn lo nghĩ vạn phần, mong mỏi Viên Cao Hàn có thể nói động thiên chiếu tử, phái cường viện đến, nếu không thế cục hôm nay không xong. Thương vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, lửa giận theo thời gian qua đi bị áp chế xuống. Hư ảnh họa đấu sau lưng cũng trở về trong cơ thể. Lê và Từ xuất hiện sau lưng Thương. Cũng tụ hợp với những yêu tộc khác. Lê vô cùng bi phẫn, nhịn không được che mặt khóc, thấp giọng nức nở, hai mắt đỏ bừng. Thế lực dường như chia làm ba phái, tất cả mọi người lặng lặng đứng đó, cố gắng điều tức nguyên lực, không ai mở miệng nói chuyện. Cuối cùng nhất vẫn do Thương mở miệng, cũng không tranh miệng lưỡi với Lý Vân Tiêu, mà là nhìn về phía xa xa, nói. Hoang, cho đến ngày nay, quy thuận ta, hoàn thành đại nghiệp thống nhất. Sắc mặt Hoang trầm xuống, tức giận. Dựa vào cái gì, đừng quên ta mới là yêu hoàng thời đại này. Thương nói, thời đại ở chỗ này đã xuất hiện đường ranh giới, thời đại ngươi làm hoàng đã qua, tương lai không thuộc về ngươi. Hoang nộ cười nói, ha ha, thời đại lựa chọn không phải dựa vào miệng nói, mà là cần nhờ vào lực lượng đoạt. Ngươi cho rằng mình hơn ta sao? Thương nói, ngươi giờ phút này đang trọng thương. Ta hiện tại dù áp chế ngươi cũng thắng không võ, ngươi sẽ không phục. Ha ha, buồn cười, thực cho rằng ngươi rất hiểu ta sao? Hoang mỉa mai nói. Bổn hoàng chờ lúc này đã lâu, chờ ngươi xuất hiện giấy, Thương. Hoang lúc này đứng lên, thân thể tổn thương do lệ khí đã biến mất, từ từ khôi phục lại, khí tức cường đại không ngừng tản ra. Ngả cả kinh nói. Bệ hạ ngươi. Hoang hừ một tiếng, khinh miệt nói ra. Ta chính là vạn yêu chi hoàng, ta
tài quyết chi nhận mặc dù lợi hại nhưng không đủ đánh hại ta, hắn là vi thanh thực lực không đủ. Khí thế của yêu hoàng không ngừng tăng lên, thương thế đã khỏi hẳn. Đám yêu tộc sau lưng kinh ngạc sau đó hoan hô, cả đám vô cùng kích động. Sắc mặt võ giả nhân tộc càng khó nhìn. Biểu lộ của thương cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ nhàn nhạt nói ra. Tài quyết chi nhận tụ tập lệ khí thiên hạ mà sinh, thu nạp vô số oán khí cùng máu huyết của võ giả, người không có khả năng bình yên vô sự. Giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì trước mặt ta, người cảm thấy buồn cười không? Hoàng khẽ nói. Mặc dù có chút vết thương nhỏ thì thế nào, bổn hoàng dễ dàng áp chế nó, sở dĩ vẫn không ra tay, chính là chờ ngươi hiện thân đấy. Thương nói, ngươi cảm giác mình có nắm chắc thắng ta, nói như vậy, cũng không cần vội vã phá vỡ phong ấn nơi đây rồi. Hoàng gật đầu nói, đúng thế, ngươi có thánh khí hồn thiên nghi của bổn tộc, bổn tọa không có nắm chắc, cho nên mới phải tìm tới thương yêu nhất tộc. Hiện tại phong ấn đã mở, ngươi lại chui đầu vô lưới. Không phải là thiên thời địa lợi nhân hòa sao? Sắc mặt thương biến hóa, không chỉ có hắn, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy nội tâm chấn động, hoảng sợ nhìn qua phía Ngũ Hà Sơn. Ngũ Hà Sơn vốn không có yêu khí gì, trong lúc này bắt đầu có yêu khí tràn ra, hóa thành sương mù thực chất. Làm sao lại như vậy? Tất cả mọi người hoảng hốt, yêu khí trong núi cuồn cuộn, hoàn toàn khác biệt một trời một vực với vừa rồi. Ngả cả kinh nói. Tại sao có thể như vậy? Hoàng thay đổi bộ dáng thô bạo vừa rồi, trở nên thập phần bình tĩnh, nói. Rất đơn giản, bởi vì phong ấn đã phá, bọn họ đã sớm có thể đi ra, nhưng để dẫn thương đi ra cho nên thu liễm yêu khí. Ngả giật mình nói. Nói như vậy trước đó. Hoàng gật đầu nói. Bổn hoàng đã sớm tính toán tốt với thủ lĩnh thương yêu rồi, ngay cả đám nhân tộc xuất hiện cũng chính là vì chu sát thương. Trong mắt của hắn có hàn quang lóe lên, sát khí lập tức tập trung thương, yêu tộc xôn xao, sau đó liền an tĩnh lại, hào khí dương cung bạt kiếm. Thần sắc của thương cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ nhàn nhạt nói ra. Nhưng hoàn toàn không ngờ chính là cường giả nhân tộc có thể gây thương tích cho ngươi. Hoàng đạo, đã nói qua, một chút tổn thương nhỏ mà thôi, chỉ thường thôi. Ngươi thử dò xét ta đi, như vậy sẽ biết thương thế của ta thế nào. Thương đại nhân, người với thuộc hạ không thành thục của ngươi ngây thơ cực điểm, cũng bởi vì không thành thục cho nên thủ hạ của ngươi mới chết. Sắc mặt đám người Hắc Phú Hộ trở nên dễ nhìn, hắn hiện tại trông thấy hai yêu tộc đang đấu nhau, có thể chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thương nghe vậy, lửa giận thật vất vả mới áp chế được đã bùng lên, sắc mặt lạnh giá. Đột nhiên từ nói ra, Ngô Hoàng bệ hạ, bây giờ còn có người thánh vực ở đây, cũng không nên tự giết lẫn nhau. Không bằng tiêu diệt kẻ thù bên ngoài trước, chúng ta lại tự mở hội nghị bổn tộc thương lượng chuyện này. Võ giả nhân tộc hoảng hốt, bọn họ nhanh chóng lui ra xa mấy trăm trượng. Hắc 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 hắc, không khí ngoài núi vì sao bết bát như vậy, còn không bằng dồi dào linh khí như trong núi nha. Lúc này trong yêu khí quay cuồng, một tiếng nói tà ác vang lên, ai nghe cũng cảm thấy rét run. Tất cả mọi người dừng tranh chấp, đưa mắt nhìn qua. Trong yêu khí có những thân ảnh hiện ra, trong cụm mây màu đỏ có mùi huyết tinh tỏa ra ngoài, mặc dù cách trăm trượng cũng cực kỳ gay mũi. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu hơi cả kinh, loại cảm giác này rất giống Dương Tiên Sinh. Hơn nữa đám huyết khí kia không ngừng quay cuồng, chậm rãi hóa ra bộ dáng nam tử, sắc mặt trang nhã nhưng vô cùng âm độc. Dương Tiên Sinh. Lý Vân Tiêu chấn động, bộ dáng đúng là Dương Tiên Sinh, ngay cả cảm giác đều nhất trí. Bất đồng duy nhất chính là tên này cường đại hơn Dương Tiên Sinh. Ánh mắt nam tử kia ngưng tụ, lập tức nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Ngươi đã gặp ta. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Giống như đúc, xem ra hơn phân nửa là ngoại hóa thân của ngươi. Mọi người đều kinh hãi, lộ ra thần thái kinh hãi. Thân ngoại hóa thân chính là thần thông trong truyền thuyết, căn bản không tin tưởng có thể tồn tại trên thế gian. Nam tử lạnh lùng nói. Người nọ bây giờ đang ở đâu? Lý Vân Tiêu nói. Bị ta đánh còn lại một giọt máu huyết, phá không trốn đi rồi. Cái gì, dám đánh thân ngoại hóa thân của bổn tọa, chết. Nam tử kia giận dữ quát một tiếng, vung tay lên, lập tức một đám mây đỏ hiện ra, nó hóa thành quang nhận chém về phía Lý Vân Tiêu. Chết con em ngươi, ngươi cho rằng mình là ai? Lý Vân Tiêu sủi cười một tiếng. Giơ tay lên sinh ra một đám lôi quang,
thiên trùy quay cuồng sinh ra phù văn màu vàng, trực tiếp lăng không nện xuống. Ầm ầm, lôi quang tản ra, vô số tinh hoàn xuất hiện đánh thẳng vào quang nhận kia, nhanh chóng tiêu diệt quang nhận đánh tới. Sắc mặt nam tử yêu tộc trầm xuống, phát hiện lôi đình của đối phương vừa vặn khắc chế huyết ảnh thuật của mình, không dám lại tự tiện lộn xộn, nói ra. Giọt máu kia trốn đi hướng nào? Lý Vân Tiêu nói. Nếu như ta biết rõ, hắn có thể trốn sao? Nam tử trầm tư một hồi, giọt máu bỏ chạy đúng là khó nắm bắt, lúc này hừ một tiếng không nói nữa. Dương Tiên Sinh vốn là một đám thân ngoại hóa thân của hắn, mang đi một bộ phận lực lượng, trải qua thời gian dài rằng giặc từ trong khe hở phòng ấn chạy ra bên ngoài. Nhưng mà thời điểm đám thân ngoại hóa thân chui ra bị lực lượng phong ấn ảnh hưởng, lúc này đản sinh ra linh trí của bản thân, hơn nữa che giấu sâu đậm, cũng không bị chính mình phát hiện. Thẳng tới khi ra khỏi phong ấn lúc này mới bộc lộ ra, gạt bỏ thần thức của mình, trực tiếp chiếm cứ thân thể đó. Làm cho nam tử thập phần phiền muộn là, thân thể kia chính là giọt máu của hắn ngưng tụ thành, mang đi bộ phận lực lượng, phải thu hồi. Hoang thấy nam tử vừa xuất hiện đã bị Lý Vân Tiêu ngăn chặn. Trên mặt mang theo thần sắc nghi hoặc, nói. Thương yêu bộ mạch đại nhân. Nam tử nói. Đúng là bổn tọa. Từ yêu khí không ngừng bốc lên cao, phía sau hắn có không ít yêu tộc tồn tại, đều thập phần cường đại, trong khoảnh khắc đã xuất hiện hơn ngàn yêu tộc, nhìn giống như thiên binh thiên tướng, đứng trên trời cao, khí thế lẫm liệt. Ánh mắt Hoang sáng lên, tuy thực lực của mạch không được, thấp hơn xa hắn dự tính. Nhưng xuất hiện ngàn tên yêu tộc không ai không phải cấp bậc võ đế cường đại, làm cho máu huyết của hắn sôi trào. Ha ha, mạch tiên sinh vất vả. Có một đám tộc nhân cường đại, bổn tộc lo gì không thể phục hưng a. Hoang vui vẻ, hắn cười hắc hắc. Mạch cười nhạt một tiếng, nói. Có thể thoát khỏi phong ấn ra ngoài, bệ hạ hao tâm tổn trí. Hoang gật đầu nói. Có lẽ, hiện tại chuyện cấp bách chính là bắt lấy phản đồ thương lại. Sau đó lại tiêu diệt những người này, từ nói. Ngô Hoàng bệ hạ lời ấy sai rồi, hẳn là trước diệt nhân tộc, sau đó thương nghị chuyện của bổn tộc a. Nếu như ba phương chúng ta khai chiến, sợ rằng sẽ dung chuyển lớn nhất của yêu tộc suốt mấy ngàn năm qua đấy. Hoàng đồng đưa ngón tay, mỉa mai nói. Đại tế tự ngươi sai rồi, không phải ba phương, mà là song phương. Chỉ tiện sát phản đồ mà thôi, tại sao dung chuyển? Thương, ta cho ngươi cơ hội đầu hàng. Dù sao ngươi cũng là nhân tài khó có được. Thương nói. Cảm ơn ngươi, đã như vậy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ha ha, tính chết. Sát cơ hiện ra trong mắt Hoang, mỉa mai nói. Đã như vậy, bổn tọa cũng không khách khí. Mạch tiên sinh, làm phiền ngươi, trận chiến này qua đi, ngươi chính là yêu tộc đại tế tự. Mạch gật gật đầu, vung tay lên, yêu tộc sau lưng lập tức sát khí rung trời, từ trong đám mây lao ra. Khí thế kinh người. Hơn 1000 đại yêu bao phủ đám Hoang vào giữa. Nội tâm Hoang chấn động, cả kinh tức giận. Mạch tiên sinh, cái này là ý gì? Võ giả nhân tộc cũng ngạc nhiên, lập tức như có điều suy nghĩ, dường như đoán được cái gì. Mạch đưa tay lên sờ cằm, cười quái dị nói. Ý gì? Tự nhiên là tuân thủ ước định với Thương đại nhân, liên thủ bắt ngươi lại. Cái gì? Hoang và đám yêu tộc chung quanh sợ hãi. Có chút không kịp phản ứng. Thần sắc Thương vẫn không biến hóa, lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ chỉ có ngươi có thể câu thông mạch tiên sinh, ta không thể sao? Hoang lạnh giọng nói. Mạch, chẳng lẽ bí pháp ký sinh chi thuật của ta ngươi không muốn học sao? Trong mắt Mạch hiện ra bộ dáng đáng tiếc, thở dài. Dĩ nhiên muốn học, nhưng mà khách quan mà nói, Thương đại nhân cho ta tìm hiểu quy tắc hồn thiên nghi càng hấp dẫn hơn đấy. Hoang cười lạnh nói. Quy tắc trong hồn thiên nghi, chê cười, cho dù là Thương cũng chưa hẳn hiểu thấu, đây chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, ngươi cũng tin. Mạch nói, ngày hôm nay không được, đã không có cường giả thần cảnh, mặc dù là trăng trong nước cũng phải đi kiếm một chút, còn tốt hơn so với ao tù nước đọng, không có cái gì tốt. Còn nữa, từ nhỏ mụ mụ của ta bảo ta rằng, phải tìm quả hồng mềm mà bóp, đầu nhập vào Thương đại nhân phần thắng dường như lớn hơn đấy. Đáng chết. Hoang tức giận. Phản đồ, các ngươi đều là phản đồ. Uổng công bổn hoàng tốn tâm tư thả các ngươi ra, hôm nay ngươi có thể làm ra chuyện phản ta, tương lai tất nhiên cũng sẽ phản Thương, ngươi cho rằng Thương có thể lưu được ngươi sao? Mạch cười nói. Làm phản, nói như ta đã đầu nhập vào ngươi vậy,
về phần loại châm giỏi ly gián cấp thấp này, hữu dụng sao? Thương nói, Mạch tiên sinh, làm tốt lắm. Ánh mắt của hắn nhìn qua phía người thánh vực, nói. Hôm nay chính là chuyện trong tộc ta, tùy ý đổ các vị bất thiện, nhưng ta không muốn làm khó dễ các ngươi, nếu như muốn đi, hiện tại có thể rời đi. Nhưng mà, trong mắt của hắn hàn khí lập lòe, lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu không thể đi. Đổ mồ hôi, không phải chứ? Lý Vân Tiêu mò xuống cái trán đổ mồ hôi, nói. Thương tiên sinh, chuyện yêu tộc các người đang thương nghị, ta người ngoài không nên tham dự, hãy để cho ta đi thôi. Thương dường như ý chí đã quyết, mặc kệ hắn, mà là nhìn về phía Hắc Vũ Hộ, nói. Thánh vực chấp chính từ đại nhân, đi hay lưu ngươi lên tiếng đi. Hắc Vũ Hộ lựa chọn gian nan, đi thì không cam lòng, lưu lại không có chỗ tốt. Lý Vân Tiêu nói ra. Hắc Vũ Hộ đại nhân, tự nhiên không thể đi. Chúng ta cùng yêu tộc nhiều thế hệ giao hảo với nhau, giờ phút này yêu hoàng đại nhân gặp nạn, tự nên giúp đỡ một tay mới đúng. Trong mắt hoàng bắn tinh quang, nói. Phá quân đại nhân nói đúng, chỉ cần thánh vực lần này giúp ta san bằng nội loạn, về sau chỉ cần ta còn làm hoàng một ngày, liền chọn đời giao hảo với nhân tộc. Thương cười lạnh nói. Hoàng đại nhân, người đã từng thân là vạn yêu chi hoàng, vậy mà cúi đầu giao hảo với nhân tộc sao? Tộc của ta tôn nghiêm ở đâu? Hắc Phú Hộ chỉ cảm thấy hai tay đổ mồ hôi lạnh, giờ phút này ý niệm trong đầu đang hoạt động thật nhanh, hắn khó mà đưa ra lựa chọn. Lý Vân Tiêu nói, kỳ thật thế cục rất rõ ràng, nếu thương nghiền áp yêu hoàng, yêu tộc nhất thống, tăng thêm đám đại yêu ngũ Hà Sơn này, tinh nguyệt ảo cảnh còn lưu được những người này sao? Cuộc chiến hai tộc là không tránh khỏi. Đột nhiên đồng tử Hắc Phú Hộ co lại, Lý Vân Tiêu nói đang nhắc nhở hắn. Một yêu tộc cường đại tuyệt đối là tai họa ngầm cực lớn. Yêu tộc nhất thống, tất nhiên sẽ ra khỏi tinh nguyệt ảo cảnh, đứng mũi chịu sào là khuếch trương địa bàn. Hôm nay nếu lui đi, ngày khác sợ rằng phải dùng tinh lực thật lớn bù lại sai sót hôm nay. Cả không gian yên tĩnh làm người ta tĩnh mịch. Võ giả nhân tộc cũng cảm nhận được suy nghĩ của Hắc Phú Hộ, khẩn trương đổ mồ hôi toàn thân. Dù sao nếu thật sự chiến một trận, sợ rằng không ai còn sống trở về. Hắc Phú Hộ thở sâu, trầm giọng nói. Lý Vân Tiêu nói đúng, tộc của ta và yêu hoàng đại nhân giao hảo nhiều thế hệ, chung sống hòa bình, hôm nay yêu hoàng đại nhân gặp nạn, chúng ta sao có thể làm như không thấy chứ? Tuy sắc mặt Thương vô cùng khó coi, nhưng kết quả này vẫn trong dự liệu của hắn. Từ nói, chư vị đại nhân không lo lắng một phen hay sao? Nếu lúc này rời đi, ta hứa hẹn bổn tộc trong 50 năm sẽ không xung đột với nhau. Hắn mặc dù không phải yêu hoàng, nhưng uy vọng cũng cực cao, hơn nữa Thương cũng không phản đối. Bởi vì lực lượng nhân tộc trước mặt cũng không yếu, Hắc Phú Hộ, Huyền Hoa, Lý Vân Tiêu, Phi Thi Thi, có 4 gã cường giả siêu phàm nhập thánh, hơn nữa trong giới thần bi của Lý Vân Tiêu có bao nhiêu cường giả cũng chưa biết, đây là áp lực lớn với yêu tộc. Càng thêm nghiêm trọng là, nếu như gạt bỏ cường giả thánh vực ở đây, kế tiếp sẽ phải đối mặt với cường giả nhân tộc đuổi giết. Không phải đến mức vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn sinh ra xung đột vào lúc này với thánh vực. Hắc Phú Hộ nói, 50 năm, nếu như các vị hứa hẹn 500 năm, bổn tọa quay đầu rời đi. Từ nói, đại nhân đang làm khó chúng ta sao? Dùng thọ nguyên chúng ta làm sao sống được 500 năm, làm sao có thể định đoạt điều ước này với hậu thế? Hắc Phú Hộ nói, vậy không có biện pháp. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nói ra. Cũng không phải không có biện pháp, nếu như các vị có thể thả yêu hoàng rời đi, người thánh vực cũng cân nhắc rời đi, vẹn cả đôi đường. Ánh mắt Hắc Phú Hộ sáng ngời, âm thầm tán thưởng Lý Vân Tiêu cơ trí, vội nói. Đúng thế, chỉ cần các vị thả yêu hoàng, không nên xung đột ở đây, chúng ta sẽ rời đi. Chỉ cần yêu hoàng không chết, cho dù ở thế yếu, yêu tộc sẽ nội đấu không ngừng, cũng không có thời gian đi đối phó nhân tộc. Mà thánh vực tắc thì có thể âm thầm đỡ phe yếu thế, nắm chắc tốt thì chúng sẽ nội đấu với nhau mãi, Thương cười lạnh nói. Lý Vân Tiêu, người quả nhiên ra ý kiến hay, không hổ là họa lớn trong lòng của ta. Hai điều kiện này bổn tọa không đáp ứng được, nếu các ngươi lựa chọn muốn chết, ta cũng bồi quân tử một lần, giết sạch các ngươi. Sát! Sát khí lăng lệ bạo phát trên người Thương, một chữ sát vừa vang lên, phong vân biến sắc, gió nổi mây phun. Mọi người còn chưa có động tác gì, cả thiên địa giống như hóa thành địa ngục,
khí lạnh thấu xương đang đông cứng huyết dịch người ta, tất cả mọi người dùng mình vài lần. Hoàng giao cho ta, đại tế tự, mạch tiên sinh, những người còn lại giao cho các ngươi. Thương nói chuyện xong liền lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt yêu hoàng, hắn hóa thành bản thể họa đấu, tiếng gào rú từ man hoang truyền tới, một quyền mang theo lôi đỉnh sinh ra. Hoàng trực tiếp bay ra khỏi chiến xa, không ngừng lui ra phía sau, hắn đánh ra một quyền. Ầm ầm, tay của hai người cứng đối cứng với nhau, tiếng nổ tung không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Chung quanh không ít yêu tộc bỗng chốc bị cuốn vào, trọng thương bay ra xa xa. Hoàng cả kinh, gần chiến xa đều là thuộc hạ của hắn, hắn gào một tiếng sau đó lăng không ba ti lên cao cao, hắn bay lên cao vạn trượng để tránh ảnh hưởng người mình. Thương cười lạnh, cũng đuổi theo. Từ nhìn qua bộ hạ của Hoàng, nói. Chư vị đều là cao thủ của tộc ta, bất luận người nào tổn thất cũng khó thừa nhận, mong rằng mọi người có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, tất cả chuyện cũ sẽ được bỏ qua. Hồn hư lạnh nói. Ai là gian tà, ai là chính nghĩa? Chẳng lẽ yêu hoàng của vạn yêu là gian tà, mà đám đại yêu đột nhiên xuất hiện là chính nghĩa? Nên hoàn toàn tỉnh ngộ là đại tế tự ngươi đấy. Ngà cũng trầm giọng nói. Yêu tộc chúng ta từ xưa tới nay, cho tới bây giờ chỉ dùng hoàng vi tôn, bất luận là bộc lạc hay là kẻ nào đều phải nghe theo yêu hoàng điều khiển. Nếu như quy tắc này bị đánh phá, mặc dù thương thành yêu hoàng mới thì sớm muộn gì cũng bị người khác đả đảo. Từ lắc đầu thở dài. Ta biết rõ các ngươi không có lý do quay giáo, nhưng thiên ý lựa chọn cuối cùng không do người. Hồn nói. Nhiều lời vô ích, muốn chiến liền chiến. Đám yêu sau lưng cũng kêu to lên, bộ dáng thấy chết không sờn, phóng thẳng vào yêu tộc vừa thoát khốn khỏi ngũ hà sơn. Tất cả đều có lý do chém giết nhau, cho nên chiến đấu anh dũng không sợ, mặc dù đối phương có hơn ngàn người, nhưng lập tức bị xông phá phòng tuyến, tình thế hỗn loạn. Mạch dường như không sao cả, cười nói. Chậc chậc, rất là lợi hại đấy, ta lần đầu tiên nhìn thấy yêu tộc ngoài núi chiến đấu, rất tốt. Hắc Phú Hộ hạ lệnh. Tất cả nhân tộc theo ta giết qua, đi theo sau lưng những yêu tộc này. Mười mấy đại yêu chim bay cá nhảy thủ hạ của Hoang nhanh chóng bị lũ yêu áp đảo, Hắc Phú Hộ biết rõ nếu bọn họ chết, những người này bên mình sẽ thương vong thảm trọng, phải hợp lực mới có thể thắng được cơ hội lớn nhất. Huyền Hoa nói. Lý Vân Tiêu, chúng ta làm sao bây giờ? Vi Thi Thi cũng đi tới, giờ phút này nàng không thể không quan tâm tới, hơn nữa phương pháp phá phong ấn là nàng đưa tới, nội tâm càng có một tia áy náy, nhưng nàng không rõ vì sao người kia muốn yêu tộc phá phong ấn. Lý Vân Tiêu thở dài. Nếu trận chiến này không có cường viện, sợ là thua không nghi ngờ. Chúng ta tự nhiên không cần đi chết chung với Hắc Phú Hộ, có thể giết bao nhiêu thì giết bao nhiêu, không động càng tốt. Huyền Hoa ứng tiếng nói. Giết nhiều thêm vài tên, cho dù ta có mất mạng cũng không hối hận. Trần Vũ và Vi Thi Thi cũng có suy nghĩ như vậy, mấy người lập tức tản ra trên không trung, phóng vào trong đại quân yêu tộc. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Từ quát một tiếng, mấy người kia đều là cường giả siêu phàm nhập thánh, nếu để bọn họ tùy ý giết chóc, yêu tộc liền tử thương thảm trọng. Thân ảnh của hắn lóe lên, xuất hiện trước mặt Huyền Hoa. Trong tay cầm một thanh ngân kiếm đâm tới. Bởi vì trong mấy người, Huyền Hoa am hiểu đánh xa, sợ rằng là uy hiếp lớn nhất, cho dù không địch lại thì hắn cũng phải ngăn cản. Lê cũng lấy chống trận ra, ngăn cản Vi Thi Thi, nói. Người đã là nữ nhân, vậy chiến với ta đi. Vi Thi Thi nói. Tốt, ta cũng không muốn đi tới nơi huyết tinh kia. Ngàn tên yêu tộc giết chóc huyết tinh bắn tung tóe, làm cho nàng không khỏe. Lê mỉm cười, cười cực kỳ đắng chát, nói. Rất nhiều bộ lạc yêu tộc, chuyện giết chóc chinh phạt lẫn nhau là chuyện thường, mỗi một gã đại yêu đều không ngừng giãy giụa từ trong tử vong trở về, không giống võ giả nhân loại các ngươi, sợ là rất nhiều người tu luyện tới võ đế vẫn chưa nhìn thấy huyết tinh đâu. Vi Thi Thi nói. Trong nhân loại mặc dù không dã man tàn bạo như các ngươi, nhưng cũng không phải là nơi lương thiện gì. Đừng cho rằng mở phong ấn ngũ hà sơn xong thì có thể tùy ý khi dễ nhân tộc. Lê nói, lịch sử luôn đang không ngừng thay đổi liên tục, các tộc có thịnh có suy, thiên võ giới cũng đã từng bị yêu tộc nhất thống thiên hạ, nhưng về sau cũng phải cầu an tại tinh nguyệt ảo cảnh. Nhưng ta tin tưởng, khi thương đại nhân xuất hiện, thiên đạo sẽ tuần hoàn. Nằm mơ đi, thiên đạo chưa bao giờ dựa vào nhân lực thôi động, vọng nghị thiên đạo, có thể thấy được ngươi là người ngông cuồng thế nào. Vi Thi Thi không muốn nói thêm nữa,
nâng tay trái lên, vô số đầy cung quấn quanh cánh tay sau đó bắn ra ngoài. Lê không dám lãnh đạm, thân ảnh lóe lên, hóa thành vô số tàn ảnh. Bóng dáng bị dây cung đâm thủng, bản thể cũng hiện ra ngay lập tức, không ngừng lui ra phía sau. Chân vũ bên kia cũng bị yêu tộc bát bộ chúng ngăn cản, hai người tại thành Hồng Nguyệt đánh xong một trận đã đi theo thương. Chậc 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 sách, thật huyết tinh nha. Mạch tiên sinh nhìn qua cảnh giết chóc khắp nơi, cười rộ lên, trên mặt dường như vô cùng hưng phấn. Ách, là rất huyết tinh. Mạch tiên sinh thích xem thì ta giết thêm nhiều người cho mạch tiên sinh xem. Lý Vân Tiêu cười hỏi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật biết điều, còn rất rất biết nói chuyện. Có thể chọc cho ta vui vẻ, rất không tồi, đợi tí nữa nữa cho ngươi chết được thoải mái. Mạch tiên sinh cười ha hả, lập tức trong mắt ngưng tụ hàn quang, khóe miệng nhếch lên nhìn qua Lý Vân Tiêu, giống như nhìn con chuột nhỏ. Lý Vân Tiêu nói. Phàm là chết cũng sẽ không thoải mái. Nếu tiên sinh không tin, có thể tự mình thử xem. Mạch tiên sinh giễu cợt nói. Có phải hay không ngươi cứ tiếp một chiêu của ta, liền tự nhận có thực lực thì cứ chống lại ta. Lý Vân Tiêu khiêm tốn nói. Không dám không dám. Mạch tiên sinh nói. Bộ dáng của ngươi rõ ràng là dám mà. Lý Vân Tiêu cười cười, lười biếng nói. Vậy dám à? Mạch tiên sinh mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Bộ dáng của ngươi bây giờ làm cho người ta rất chán ghét đấy. Lý Vân Tiêu vuốt cằm, nháy mắt vài cái nói ra. Vậy sao, đa tạ khích lệ. Đột nhiên lăng không đánh ra một trường, cũng không quay đầu nhìn lại mà đánh ra phía sau. Bành! Một đạo huyết ảnh chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ ở sau lưng hắn, bị một trường của hắn đánh tan, nhưng cũng không tiêu tán, mà hóa thành vô số huyết đoàn bay đi. Ngây thơ! Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng. Sắc mặt mạch tiên sinh âm hàn, xông thẳng lên phía trước. Những huyết đoàn kia bay thấp, chúng ngưng tụ về phía mạch tiên sinh, tất cả đều bị hút vào trong cơ thể của hắn. Đồng thời mạch tiên sinh tới trước mặt Lý Vân Tiêu, gương mặt biến thành dữ tợn, hắn há to miệng phun ra một đám máu tươi. Ọt ọt, Lý Vân Tiêu cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, hắn cố nén không nôn ra. Thời điểm này hắn không thoải mái, mạch tiên sinh cười hắc hắc. Bàn tay trực tiếp hóa thành mũi thương đâm thẳng vào tim Lý Vân Tiêu. Tay của Lý Vân Tiêu giơ lên, duỗi ngón trỏ ra bắn ra vô số kim quang. Đang, gờ. Đầu ngón tay hóa thành mũi thương bị ngăn cản bên ngoài. Ồ! Mạch tiên sinh há to miệng không thể tưởng tượng nổi, trường mâu đột nhiên vỡ vụn, hóa ra mấy dòng máu, trực tiếp lưu lại trên ngón tay Lý Vân Tiêu, lúc này triệt để quấn chặt cánh tay của hắn, sau đó tràn qua người hắn. Lý Vân Tiêu cảm thấy những nơi bị máu dính vào đau đớn, máu đen ăn mòn cơ thể hắn, nếu không phải thân thể của hắn mạnh mẽ, đổi thành võ giả cửu tinh đỉnh phong khác chỉ sợ bị ăn mòn thành xương khô. Mặc dù là hắn cũng đau đớn khó nhịn được. Ha ha ha, chủ quan sao? Bị máu đen của ta nhiễm phải, cho dù ngươi là siêu phàm nhập thánh cũng phải mất nửa cái mạng, ha ha ha. Mạch tiên sinh đắc ý phi phàm cười ha ha. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đánh nhau mà ngươi nói nhảm nhiều thế. Hai tay của hắn nắm lại, nguyên lực chạy khắp toàn thân, máu đen trên người bị chấn bay đi, không thừa giọt nào cả. Mạch tiên sinh cả kinh nói. Ngươi, trên da thịt Lý Vân Tiêu không còn vết máu đen, nhưng từng đạo hào quang như lưu ly đảo qua rửa sạch tất cả. Vô tri sẽ làm người ta tự tin quá độ, huống chi bị nhốt tại Ngũ Hà Sơn cái này nhỏ hẹp trong không gian ếch ngồi đáy giếng, nhưng cũng không thể trách ngươi. Ta đúng là muốn xem ai là kẻ vô tri, chờ bổn tọa bắt ngươi, trực tiếp rút máu huyết rồi luyện hồn của ngươi. Mạch tiên sinh nổi giận không thôi, lập tức bỏ qua dò xét đối thủ, năm ngón tay đánh ra một chảo, ngừng tụ lực lượng máu huyết đánh thẳng tới phía trước. Trong máu huyết còn Seto huyền khí bành trướng, chính là hai thanh đao, hơn nữa một đầu còn có xiềng xích quấn chặt. Hai kiện binh khí vừa ra, lập tức áp lực to lớn xuất hiện. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng cảm giác tim mình đập nhanh. Đây là Long Bí Bảo. Lý Vân Tiêu cẩn thận quan sát, trên hai thanh binh khí này có long uy cuồn cuộn, hai thanh binh khí này là Long Bí Bảo không nghi ngờ. Rốt cuộc là bảo vật cấp bậc gì, có thể lưu lại khí tức mạnh mẽ như thế? Sa Vưu cũng cảm nhận được từng đạo uy áp mạnh mẽ, nó vô cùng giật mình. Hắc hắc, sợ. Mạch tiên sinh cười dữ tợn, nói. Vật ấy tên là Cốt Lân Song Nhận, chính là bí bảo truyền thừa nhiều năm qua của tộc ta, là bảo vật long thân,
Lý Vân Tiêu khinh thường nói. Bảo vật long thân ta thấy nhiều, mà ngay cả long tử chân thân bản thiếu gia cũng đã gặp, có gì hiếm có chứ? Ha ha, người gặp long tử chân thân, thật sự là cuồng vọng vô tri, tức chết bổn tọa. Mạch tiên sinh giận quá thành cười, nói. Vậy để nó nhuốm má của ngươi đi, sau đó ta sẽ dò xét hồn phách của ngươi, bổn tọa cũng muốn trông thấy long tử chân thân có bộ dáng gì. Ngọc cốt đao sinh ra đao mang, một đạo sát khí lăng lệ sinh ra. Lý Vân Tiêu không dám khinh thường, lực lượng chảm kích rất mạnh, nếu bị chém trúng, cho dù thần thể mở bảy huyệt môn cường hãn, thân thể của hắn cũng trọng thương. Chảm yêu, kiếm vừa rời tay, một đạo kiếm quyết chém thẳng lên trời cao, hàn quang lạnh lẽo nghênh tiếp công kích trước mặt. Ầm ầm, hai lực lượng chảm kích chém thẳng vào đạo uy, long uy mênh mông và kiếm ý không ngừng đánh thẳng tới trước, chúng không ngừng thôn phệ lẫn nhau. Trong kiếm ý khôn cùng, tâm diễm sinh ra nhiều hơn, nó nổ tung trên không trung rồi sau đó thiêu đốt toàn bộ long uy. Cái gì, cái này, đây là kiếm gì? Mạch tiên sinh dường như há hốc mồm, một kiếm này rõ ràng thế lực ngang nhau, làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói là hắn lâm vào hạ phong, nhưng kết quả này hắn cảm thấy không thể nào, cũng không muốn tiếp nhận, cho nên tự động loại bỏ, xem như thế lực ngang nhau. Nội tâm Lý Vân Tiêu cũng khiếp sợ, người có thể ngăn cản kiếm quyết của hắn không nhiều, còn đối phương thuần túy dựa vào lực lượng của Ngọc Cốt mà thôi. Cốt lân song nhận này rất thú vị. Bản thiêu gia muốn chơi đùa một hai. Lý Vân Tiêu cười hắc hắc, liền xông lên, trên người mang theo lôi đình. Mạch tiên sinh giận dữ, dường như cảm thấy bị vũ nhục, cốt đao trong tay hất lên đâm thẳng về phía trước, nó tỏa ra kim quang sáng ngời. Đang, gờ. Lý Vân Tiêu đưa kiếm lên đón đỡ, lập tức đánh bay dao găm bay ra xa xa, nhưng xiềng xích này dường như có thể dài vô hạn, dao găm đảo vòng quanh không trung sau đó quấn lại. Đang. Gờ. Lý Vân Tiêu chém ra một kiếm, kim quang sáng ngời, dao găm bị đánh bay ra ngoài, cũng không có dựa theo quỹ tích vận chuyển ban đầu, mà là không ngừng uốn lượn bay đi xa xa. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lập tức phát hiện không đúng, xiềng xích không ngừng ngưng tụ quanh thân, lập tức vây khốn hắn. Nguyệt Đồng đưa mắt nhìn qua, trên xiềng xích có khắc vô số phù văn thật nhỏ, tất cả đều có lực lượng quấn quanh, nó giống như dòng suối nhỏ đảo qua các nơi. Có thể khẳng định người chế tạo cốt đao này tất nhiên đã nhìn thấy giới lực chi tỏa, pháp tắc chi liên. Kiếm thương chảm hồng chém ra lần nữa, hỏa diễm và kiếm khí sáng ngời, vậy mà không hề có sơ hở, tùy tiện hội tụ kiếm khí một chút rồi chém xuống. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi như nguyện sao? Huyết quang lóe lên, mạch tiên sinh xuất hiện trước mặt hắn, cầm cốt đao chém xuống. Xiềng xích rung động ầm ầm. Nguyệt Đồng ngưng mắt nhìn. Hắn thấy trên xiềng xích có không ít phù văn đang vận chuyển, lực lượng hội tụ từ các nơi rót vào trong dây xích. Bành! Hai kiện binh khí va chạm với nhau, đao quang kiếm ảnh chói mắt bao phủ thân ảnh hai người. Lý Vân Tiêu cảm thấy bàn tay trầm xuống, giống như ngàn vạn đầu cự long nối liền thân kiếm, có thể đè sập hắn. Vẻ mặt mạch tiên sinh tà ác, muốn dán lên mặt Lý Vân Tiêu, nhe răng cười nói. Cảm giác bị long khí áp chế rất không xong đúng không? Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, đồng tử của hắn hóa thành màu đỏ, mắt sáng như sao, tinh thần lực bùng phát ra ngoài. Thiên thiếu! Hai mắt của hắn ngưng tụ lực lượng, tất cả hóa không, ngàn vạn long uy tiêu tán trước ánh mắt của hắn. Cái gì? Mạch tiên sinh cả kinh, không chỉ long uy trôi qua rất nhiều, hơn nữa trên trường kiếm quỷ dị có từng đóa hoa sen tỏa sáng, hoa sen nở rộ có màu trắng và bị hỏa diễm thiêu đốt, hắn cảm giác nó cực kỳ nguy hiểm. Sắc mặt mạch tiên sinh trầm xuống, một tay bấm niệm pháp quyết. Long lân màu vàng bay xuống chém vào đầu Lý Vân Tiêu, hừ. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, tay trái bấm niệm pháp quyết, lập tức hóa ra ba đầu sáu tay, hai tay sau lưng chắp trước ngực, càng kẹp long lân vào lòng bàn tay. Cái gì? Mạch tiên sinh hoảng hốt, hắn cả kinh cảm thấy nguy hiểm, lực lượng trên ngọc cốt đao trôi qua quá nhanh, sắp không thể áp chế thanh kiếm của Lý Vân Tiêu. Hắn rút đao trở về, thân thể hóa thành huyết vụ bay đi xa xa. Hiện tại muốn đi, vì sao trước đó còn cố làm gì? Một giọng nói mỉa mai vang lên, sau đó bảy đóa hoa sen xếp thành hàng trên không trung, đuổi theo huyết quang và nổ tung. Ầm ầm, lực lượng hỏa diễm cuồng bạo trực tiếp chém ra xa mấy trăm trượng, huyết ảnh lập tức bị nuốt vào trong bụng. Phanh, sau lưng hai tay cũng ra sức chấn động,
đem lòng bàn tay Long Lân Nhận chấn khai. Lý Vân Tiêu thu hồi pháp tướng kim thân, bước ra khỏi tinh vân xiềng xích. Bên ngoài hơn 10 trượng, Mạch Tiên Sinh biến hóa bản thể, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị thương dưới kiếm ca. Hắn vừa biến trở về, liền không thể chờ đợi được cầm ngọc cốt đao ngăn ở trước ngực, tay trái không ngừng đánh ấn quyết vào trong đó. Vô số lưu quang bay vào trong xiềng xích, cả bầu trời rung động lắc lư. Bước chân của Lý Vân Tiêu đột nhiên dừng lại, cảm xúc sợ hãi không ngừng lan tràn toàn thân, mồ hôi lạnh chảy xuống thật khó hiểu, dường như đang bị dã thú nhìn chằm chằm vào, rất không tự nhiên. Sau lưng có tiếng dây xích xôn xao vang lên không tự nhiên, thập phần êm tai, hắn không có tâm tư thưởng thức, chậm rãi quay đầu lại. Chỉ thấy những xiềng xích tại kia ngưng hình trên bầu trời, hóa thành hình rồng cực lớn, nó đang cúi đầu xuống, ánh mắt sáng ngời có thần, nhìn ra được nó rất đắc ý. Cái này, Lý Vân Tiêu ăn cả kinh, xích sắt hóa rồng trông rất sống động, thật sự giống như chân long vượt qua thời không gian nhìn hắn. Ha ha, có thể bức ta sử dụng chiêu này, cho dù ngươi chết cũng vinh quang. Mạch Tiên Sinh cười như điên, ngọc cốt đao chém tới phía trước, quát. Nộ long phá, long ảnh run lên bần bật, vô số xiềng xích không ngừng lưu chuyển theo long thân, nguyệt đồng của Lý Vân Tiêu không thể làm xiềng xích chấn động, đây là kiện huyền khí không có sơ hở. Hơn nữa ngưng tụ thành long hình xong, khí tức của nó ngưng tụ thành một thể. Tiếng long ngâm vang vọng cao vút, lập tức kinh động tất cả võ giả, chiêu thức dần chậm lại, không nhịn được đưa mắt nhìn qua. Mạch Tiên Sinh cười dữ tợn, nói. Uy lực nộ long phá vượt qua một kích của chân linh, ta sẽ nhìn ngươi tan thành mây khói như thế nào. Chân linh, ngươi xác định. Lý Vân Tiêu dưới áp bách của long uy tuy khó vận chuyển nguyên lực, nhưng cũng không bối rối. Mà là cười lạnh, nói. Khách ngồi đáy giếng nên có giác ngộ câm miệng đi, không nên làm trò cười cho người trong nghề. Hắn giơ tay lên, một đám hào quang bay lên, hóa thành hào quang năm màu, hóa thành ngọn núi bay thẳng qua cự long kia. Đó là... Mạch Tiên Sinh nhe răng cười lớn, kinh ngạc nhìn qua đâu Xuất Thiên Phong, nhíu mày quan sát. Ngọn núi kia cho hắn cảm giác phi thường không tốt, nó giống như Ngũ Hà Sơn vậy. Vận luật đại địa rất cường đại tỏa ra, rung động nhân tâm. Mặc dù biết rõ ngọn núi kia bất phàm, nhưng hắn không cho rằng nó có thể ngăn cản nộ long phá, hắn chở Lý Vân Tiêu trọng thương thì xông lên bầm thây hắn ra. Huyền Hoa nuốt nước bọt, cả kinh nói. Là ngọn núi kia. Lúc trước trong trận chiến bên ngoài thành Hồng Nguyệt, hắn tận mắt nhìn thấy ngọn núi này đánh quỷ vương trọng thương. Từ cũng là người tận mắt nhìn thấy, lúc này hoảng sợ nói. Không tốt. Mạch đại nhân, nhanh tránh ngọn núi kia. Mạch Tiên Sinh giận tái mặt, hắn mất hứng với lời của Từ, dường như cảm giác mình bị khinh thị, hừ lạnh một tiếng. Hào quang năm màu của Đâu Xuất Thiên Phong va chạm với long hình, lập tức sóng xung kích làm thiên hôn địa ám, bao phủ các nơi. Lúc này ngọn núi va chạm với bản thể xiềng xích, lập tức nổ nát cả ngọn núi, lực lượng khủng bố phóng ra bốn phía. Những người đang chiến đấu ở xa xa vô cùng kinh hã. Đều tránh đi để khỏi bị ảnh hưởng. Lý Vân Tiêu trực tiếp hóa thành lôi quang chạy đi, trong khoảnh khắc đã trốn ra ngoài ngàn trượng. Mạch Tiên Sinh trợn to hai mắt, hắn vô cùng kinh hãi, há to miệng có thể nhét được quả dưa hấu vào trong. Hắn cảm thấy như rơi vào hầm băng, cảm nhận được lực lượng khủng bố khuếch tán ra chung quanh, cố tình muốn bỏ chạy nhưng xiềng xích và ngọc cốt đao đang nằm trong tay của hắn. Vật này là chí bảo mà thương yêu nhất tộc truyền thừa đời đời. Tuyệt đối không thể mất đi. Cảm thấy quét ngang, Mạch Tiên Sinh cầm ngược ngọc cốt đao trong tay, đâm ngược xuống dưới. Lúc này đao mang và long uy ngưng tụ thành kết giới, bảo hộ hắn vào bên trong, hơn nữa một tay bấm niệm pháp quyết, lúc này huyết quang hiện ra bao phủ hắn, trơ mắt nhìn lực lượng khủng bố trùng kích tới. Mạch Tiên Sinh lúc này cảm thấy ám ảnh trong nội tâm, hắn tức giận mắng chửi trong lòng, mình thật xui xảo, vì sao gặp đối thủ biến thái như vậy chứ? Hoang cảm thấy nội tâm cả kinh, lực lượng kinh khủng này hắn cảm thấy mình không thể gánh nổi. Nhưng giờ phút này hắn lại vui mừng, đồng minh mình càng mạnh thì hy vọng thủ thắng càng lớn, vốn cũng không có ôm hy vọng gì, hiện tại nhìn thấy cục diện chuyển bại thành thắng, hắn vô cùng vui vẻ. Hắn không ngừng đánh tới, quyền ảnh đầy trời bao phủ thân thể thương. Hai người đều là hệ sức mạnh, đánh nhau hoàn toàn không có mưu lợi, tuy chiêu thức không có gì đáng nhìn, nhưng chiêu chiêu chí mạng. Vô cùng hung hiểm. Thương lạnh giọng nói. Hoang, ngươi thật muốn tộc ta nguyên khí đại thương hay sao?
Hoàng cười lạnh nói. Chê cười, bổn hoàng là chính thống, phản đồ ngươi có mặt mũi nói câu này sao? Tất cả là một tay của ngươi tạo thành. Thương nói. Đã như vậy, ta cũng không cần lưu tình nữa. Vốn thấy lực lượng của ngươi mạnh mẽ, muốn giữ ngươi lại mà thôi. Hoàng cười nhạo nói. Thu phục ta, có khả năng sao? Nằm mơ đi. Thương đánh một quyền chấn bay đối thủ ra xa, lui về sau trăm trượng, lúc này mới nói. Kỳ thật ta đã sớm có thể giết ngươi, nhưng không muốn tổn thất kẻ có thực lực như ngươi, càng tổn thất chủ ký sinh chi thuật của tộc ta, lúc này mới lưu ngươi đến bây giờ. Hoàng khẽ nói. À, nghe khẩu khí của ngươi là muốn sử dụng đại chiêu nha. Bổn hoàng tùy thời phụng bồi. Nắm đấm của hắn có tiếng xương kêu răng rắc, bộ dáng tùy thời đón đỡ. Thương cũng không động thủ, mà là lạnh nhạt nói. Ngươi tuyệt không hiếu kỳ, vì sao ta tới muộn như vậy? Hoàng nhướng mày, khẽ nói. Không phải chính là thương nghị với mạch phản đồ đối phó ta sao? Thương lắc đầu nói. Chuyện đó đã thương nghị xong rồi. Sở dĩ ta tới chậm là vì thời điểm này ngươi mới rời khỏi tinh nguyệt ảo cảnh, đó mới là thời điểm tốt nhất. Cái gì? Đột nhiên trong lòng Hoàng sinh ra cảm giác không tốt, thất thanh nói. Ngươi có ý tứ gì? Giọng nói của hắn run rẩy lợi hại, dường như nghĩ đến mấy thứ gì đó. Thương nói. Xem ra ngươi đã đoán được, ta cũng cho ngươi xem một vật. Hắn tay giơ lên, hồn thiên nghi bay ra khỏi tay của hắn, diễn biến thế giới chung quanh thành tinh không. Dưới tinh không lập lòe, một yêu thú toàn thân màu tím đang đi không có mục đích, trên người tỏa ra yêu khí khủng bố. Sắc mặt Hoàng trắng bệch như tờ giấy, giống như bị người ta bóp cổ, hoàn toàn nói không nên lời. Thương nhìn qua hắn, nói. Đây chính là chủ ký sinh thú của ngươi, tinh nam đầu tử sư lộc, lực công kích của yêu thú này không cao nhưng thực lực cường hoành, với tư cách chủ ký sinh thú của thiên yêu nhất tộc thì nó thích hợp nhất. Thời điểm ngươi rời khỏi tinh nguyệt ảo cảnh thì ta đã đi vào. Sắc mặt Hoang tái nhợt, hai mắt trở nên vô thần, dường như chán nản, nhưng hắn vẫn lạnh nhạt nói. Ngươi cho rằng bắt chủ ký sinh thú của bổn hoàng sẽ không lui sao? Giọng nói của hắn cực kỳ thê lương. Tăng thêm thần thái của hắn giống như người điên. Thương khó có được cười lên, nói. Tự nhiên không phải, ta cũng hơi hiểu về thiên yêu tộc của ngươi, chủ ký sinh thú chết sẽ cắn trả bản thân, dùng thực lực ngươi bây giờ, mặc dù không đến mức đột tử tại chỗ, thân thể sẽ trọng thương, tu vị giảm xuống là sự thật. Trừ phi ngươi có thể bước vào thần cảnh, thoát khỏi vận mệnh chủ ký sinh, nhưng hiển nhiên không có khả năng. Hoang nhìn chằm chằm vào tinh nam đầu tử sư lộc trong tinh không. Trong mắt hiện ra vẻ dãy giụa. Thương nói. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nhường ngôi hoàng cho ta, hơn nữa trung tâm quy thuận. Thực lực ngươi đủ chống đỡ vượt qua 8 bộ tổng, tổn thất đáng tiếc. Sắc mặt Hoàng trắng bệch, mím môi không nói lời nào. Thương nói. Ngươi có thể cân nhắc, ta đã chờ lâu như thế, tự nhiên cũng không thèm để ý một lát này. Vào lúc này Hoàng vẫn gào thét thật to, tiếng thét rất thảm thiết. Mọi người không biết hai đại thủ lãnh quyết chiến đã dừng chiến đấu, mà vận mệnh mọi người cũng xuất hiện biến hóa. Đầu xuất thiên phong va chạm nộ long phá, dư âm còn lại từ từ biến mất. Lý Vân Tiêu thu hồi ngọn núi, ngưng mắt nhìn qua. Mạch tiên sinh sau khi ngăn một kích này dường như cũng bị thương không nhẹ, hóa thành huyết quang bay tới Ngũ Hà Sơn. Trốn sao? Lý Vân Tiêu nhíu mày nói một câu. Tuy chiêu vừa rồi hắn chiếm thượng phong. Nhưng giờ phút này trong chiến trường đối phương vẫn chiếm ưu thế, hoàn toàn không cần phải đào tẩu. Huống chi có hơn ngàn đại yêu thủ hạ, chỉ cần hắn hô một tiếng sẽ vây quanh bản thân mình, nên chạy trốn áp chính mình. Chẳng lẽ huyết thuật bị phá, thực lực giảm lớn? Lý Vân Tiêu nghĩ tới khả năng này, nếu là như thế thì thực lực mạnh mất rất nhiều, do đó cảm giác nguy hiểm nên chạy đi. Không đúng, nếu là như thế, hắn đào tẩu không phải là Ngũ Hà Sơn. Mà là chân trời góc biển mới đúng. Đuổi hay không đuổi đang chờ hắn quyết định, Lý Vân Tiêu trầm tư sau đó hóa thành lôi điện đuổi theo. Dù sao Ngũ Hà Sơn còn có biến dị thổ nguyên tố, mình muốn đạt được vật này, cho nên hắn phải tới đó. Nhưng vì chuyện của Khúc Hồng Nhan cùng Lạc Vân Thường, phá vỡ phong ấn đã lâu, cũng không thấy hai người xuất hiện, nội tâm của hắn lo lắng, có lẽ trong Ngũ Hà Sơn có thể tìm được chút manh mối không chừng. Ngũ Hà Sơn thông thiên tiếp địa, thập phần to lớn, bên trong tràn ngập yêu khí, vừa vào trong đó thần thức đảo qua,
không thấy thân ảnh của Mạch đâu cả. Lý Vân Tiêu nháy mắt, hai mắt của hắn bắn ra hào quang chín màu, diệu pháp linh mục trực tiếp bắt được long uy nhàn nhạt trên không trung, xuất hiện một đám khí tức màu xanh đang bồng bềnh trong không khí. Muốn từ khí tức vạn yêu tìm được Mạch quá khó, nhưng long uy là độc nhất vô nhị, chạy không thoát diệu pháp linh mục truy tìm. Hắn thân hóa lôi điện nhanh chóng đuổi theo vào sơn mạch, đuổi theo long uy tiến vào một cái động. Tên này ở đây đã lâu, trong lúc hơn phân nửa là hang ổ của hắn. Lý Vân Tiêu vừa vào trong đó đã cảm nhận được khí tức quái dị, nhíu mày, cảm thấy nơi này có động thiên khác, là thế giới càn khôn. Khí tức long uy bay ra xa xa, hắn cẩn thận đuổi theo. Đột nhiên hắn dừng lại, nhìn thấy phía trước có trận quang lóe lên, có vô số trận pháp đang lưu động từ từ trên không trung, chúng giống như bánh răng đang hoạt động, hào quang chói mắt. Trong những hào quang này có hai đạo nhân ảnh đang chiến đấu, khó phân thắng bại. Hai người này hắn đều nhận ra, hơn nữa còn đang giao thủ với nhau, một người trong đó là Mạch và Dương Tiên Sinh hóa thành giọt máu chạy đi. Người xúc sinh này, mau trở lại trong cơ thể bổn tọa. Trong mắt Mạch Tiên Sinh như nứt ra, gương mặt sắp biến hình, ngọc cốt đao cùng long lân không ngừng bay quanh tay, nhưng dường như vừa rồi bị thương quá nặng, cho dù tức giận cũng không làm gì được Dương Tiên Sinh. Dương Tiên Sinh không phải đối thủ của Mạch, mặc dù giờ phút này miễn cưỡng đánh ngang tay, vừa đánh vừa cười lạnh, nói. Ta và ngươi vốn là nhất thể, ngươi trở lại trong cơ thể bổn tọa cũng không phải cũng như vậy sao? Lý Vân Tiêu nghe ra trò, đại khái đoán được vài phần, cảm thấy chóng mặt, tình hình này sao mà giống ma chủ thế? Mạch mặt âm trầm, nói. Ngươi cũng chỉ là giọt máu của bổn tọa mà thô, tự hành sinh ra thần thức. Chỉ cần dâng máu huyết lên, bổn tọa có thể cân nhắc cho thần thức của ngươi bất diệt, cho ngươi thân hình khác. Ha ha, thật sự là chê cười. Máu huyết này là ngươi tự hành sinh ra hay sao? Còn không phải hút khô vô số huyết dịch yêu tộc mới ngưng tụ mà thành, nên nói là ta do máu vạn yêu biến thành mới đúng, có liên quan gì tới ngươi? Dương Tiên Sinh cười lạnh nói. Ngươi vì tăng thực lực của mình lên, dùng hút máu mà sống, giết bao nhiêu tộc nhân, lại nói tiếp ngươi là địch nhân lớn nhất của yêu tộc mới đúng, đáng chết là ngươi. Khó trách yêu hoàng mấy ngàn năm qua cũng không dám cứu các ngươi. Bởi vì các ngươi là một đám tai họa, phong ấn trong Ngũ Hà Sơn còn tốt hơn cho các ngươi ra ngoài hại người. Mạch Tiên Sinh tức giận. Thương yêu tộc dựa vào máu huyết mà sống, nếu không phải ta tàn nhẫn thông qua hút máu tộc nhân, làm sao có thể tăng lực lượng, làm sao có thể xé mở phong ấn thả ngươi đi ra ngoài. Đáng giận là ngươi phản bội ta. Dương Tiên Sinh khinh thường cười nhạo, nói. Ít tâng bốc bản thân mình đi, trước khi bị phong ấn trong Ngũ Hà Sơn. Thương yêu nhất tộc làm chuyện ác còn ít sao? Bao nhiêu tộc bộ đứng xa mà nhìn các ngươi, còn không phải vì sợ sao? Mạch Tiên Sinh nói, thế giới này chính là mạnh được yếu thua, không thể phủ nhận tộc tan là một chi mạnh nhất trong yêu tộc, chỉ cần có máu là không ngừng tiến hóa. Còn nữa, ngươi là máu huyết của ta biến thành, theo lý mà nói, ngươi bây giờ cũng xem như là thương yêu nhất tộc. Nếu ở bên ngoài không hút máu, ngươi làm gì có thực lực này? Dương Tiên Sinh nói, ngươi hiểu là tốt rồi, hiện tại lực lượng của ta hoàn toàn là theo dựa vào chính mình tu luyện có được, có quan hệ gì tới ngươi chứ? Muốn ta đem lực lượng đưa trở về, người điên nói mộng. Trừ phi ngươi đi vào cơ thể của ta còn không sai biệt lắm. Mạch giận dữ, cắn răng nói. Vậy chờ ta giết ngươi, lại thu hồi lực lượng, hai người đánh túi bụi, vốn lực lượng của Mạch hơn xa Dương Tiên Sinh, nhưng hiện tại thật sự thế lực ngang nhau. Hơn nữa thương thế Dương Tiên Sinh đã khỏi hẳn, còn tốt hơn Mạch nhiều. Đây là chém giết sinh tử, hai người đều khát vọng hấp thu đối phương, cho nên đánh không lưu tình chút nào, máu tươi bay đầy trời. Muốn nói thực lực mạnh yếu, giờ phút này Dương Tiên Sinh còn hơn Mạch, bởi vì đối phương có cốt lân song nhận chiếm đại tiện nghi, cho nên đánh cực kỳ gian khổ. Lý Vân Tiêu im lặng, cũng không có hiện thân ra tay. Chờ bọn chúng đánh nhau lưỡng bại câu thương mới là chính đạo. Giờ phút này hắn đang giật mình trước đại trận đang lơ lửng ở nơi đây. Những trận pháp này cấu thành đại trận, hơn nữa còn là càn khôn thiên địa, không giới khôn cùng, như thế xem ra, dường như đây là đấu mối của Ngũ Hà Sơn. Dương Tiên Sinh đã sớm rời khỏi phong ấn, lại thừa lúc này trở về, mà Mạch Tiên Sinh cũng trọng thương trốn tới đây, dường như nơi đây có chút bất phàm. Lý Vân Tiêu xem hồi lâu, cũng chỉ có thể đoán được đây là đầu mối Ngũ Hà Sơn. Hơn nữa trận pháp là cấu kiện của đại trận,
tất nhiên còn có trận thế mạnh hơn trong nơi này. Nhưng hắn lại không nhìn ra, diệu pháp linh mục xuyên thấu qua những trận quang này thì bị lực lượng kỳ lạ ngăn cản. Lý Vân Tiêu nhíu mày, có thể ngăn cản diệu pháp linh mục, có thể thấy được thứ phía sau trận pháp không tầm thường, có lẽ đây là vật mà Dương và Mạch tranh chấp nhau. Mà vị trí hai người đang đứng là cửa ra vào, hắn muốn đi vòng qua mà tránh được tai mắt hai người này quá khó khăn. Trầm ngâm một hồi, hắn cũng lẳng lặng dừng lại, kiên nhẫn chờ hai người phân thắng bại. Công pháp của ngươi là ta truyền cho, muốn thôn phệ ta, không phải chê cười sao? Mạch đánh lâu không làm gì được đối phương, càng ngày càng tức giận, dù sao thương thế hắn không nhẹ, bền bỉ thua nhiều hơn thắng. Dương cũng nhìn thấu điểm này, trong nội tâm mừng thầm, càng ước gì đánh lâu hơn, cười nói. Tất cả đều là công pháp của ngươi, chê cười, trợn to mắt chó coi đi. Hai tay của hắn không ngừng đánh ấn quyết, lập tức hàn khí bắn ra bốn phía, đập thẳng tới, quát. Ngạo tuyết nghênh phong, bành, lực lượng to lớn đánh lên ngọc cốt đao, đánh tan công kích của nó. Lý Vân Tiêu nhìn ra chiêu này là tuyệt học của Phủ Thiên Nhạc, nhưng mà dùng đối phó Mạch thì chưa đủ. Thân ảnh Dương lóe lên, tránh thoát ngọc cốt đao thuận thế phản kích, cười to nói. Chiêu này học từ ngươi sao? Bổn tọa tại Phủ Thiên Nhạc che giấu hơn 10 năm, sở học khá nhiều loại đấy. Sắc mặt Mạch âm trầm, biết rõ đối phương cố ý trêu chọc hắn, đang cố kéo dài thời gian, bởi vì lực lượng của hắn trôi nhanh qua đối phương. Hắn chém một đao vào Dương, liền quay người tiến vào trong trận pháp. Chớ đi nha, còn chưa phân ra thắng bại đấy. Dương cười nhạo đuổi theo, trong mắt có tinh quang hiện ra, nhịn không được lè lưỡi liếm môi, đây là cơ hội tốt nhất hắn đảo khách thành chủ, nuốt Mạch. Cút! Mạch nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cực kỳ bực bội, chém ra hai đao ngăn cản, đối phương bám lấy hắn như kẹo da trâu, chỉ tiếp cận và không ngừng tiêu hao hắn. Gương mặt Mạch vặn vẹo một hồi, lập tức khôi phục bình thường. Trên mặt mang theo một tầng sương lạnh, lạnh như băng nói ra. Ngươi không có nghĩ tới vì sao thực lực của ta giảm xuống như vậy sao? Dương sững sờ, lập tức thối lui mấy trượng, không dám tới quá gần, nói. Tự nhiên là bởi vì ngươi bản thân bị trọng thương. Mạch hừ lạnh nói. Mặc dù có thương tích, cũng không phải loại người như ngươi có thể đấu với ta. Huống hồ với lực lượng của ta, trong thiên hạ này có ai gây thương tổn cho ta? Sắc mặt Dương biến hóa, dường như rất quen thuộc lực lượng của Mạch, hắn bắt đầu nghi hoặc. Mạch nói, người chiến đấu với ta là người tổn thương ngươi, ngươi cảm thấy thực lực của hắn có thể gây tổn thương cho ta sao? Dương kinh hãi, lại lui về sau vài bước, nói. Nếu là hắn thì đúng là không thể làm tổn thương ngươi, nhưng mà tổn thương của ngươi. Lý Vân Tiêu nghe xong nhướng mày, nội tâm kêu một tiếng, hai người đều là bại tướng dưới tay của hắn. Rõ ràng còn bị bọn họ xem thường. Mạch lạnh giọng nói. Tự nhiên là có nguyên nhân, bổn tọa mang đại bộ phận lực lượng lưu ở chỗ kia. Sắc mặt Dương đại biến, kinh hãi nói. Ngươi nói là. Mạch lạnh lùng nói. Giờ này phút này ngươi cảm thấy còn có thể thôn phệ ta sao? Tình huống xấu nhất là ta rút lực lượng trở về, ăn tươi ngươi chỉ là chuyện trong nháy mắt. Dương lui ra sau lần nữa, cảnh giác nói. Hừ. Trong nháy mắt sao? Vậy ngươi vì sao không rút về đi, sợ là không rảnh phân thân a? Mạch gật đầu nói. Đúng thế, lực lượng bên kia vượt quá ta tưởng tượng, giờ phút này bản thể ta đã bị ngăn lại. Ta và ngươi quay trở về bản thể, cùng đối phó bên kia. Ta và ngươi là giống nhau, cũng chỉ một phân thân của bản thể mà thôi. Lý Vân Tiêu đang âm thầm nghe thì rất khiếp sợ, lực lượng của Mạch đã là siêu phàm nhập thánh. Hơn nữa còn mạnh hơn siêu phàm nhập thánh bình thường rất nhiều, nếu đây chỉ là một đám phân thân, như vậy bản thể của hắn mạnh tới mức nào? Khó trách trước đó hắn nói thương yêu là mạnh nhất trong yêu tộc. Lý Vân Tiêu nghĩ thầm trong lòng, hơn nữa cảm xúc chấn động lợi hại, xem ra Mạch không đơn giản, sợ là thực lực bản thân không dưới Thương và Hoang, sở dĩ biểu hiện khuất tùng chịu thua, sợ rằng lúc mấu chốt sẽ dùng bản thể bộc phát. Lý Vân Tiêu nghĩ tới đây thì xoắn xuýt. Tồn tại cường đại như thế mà đi ra, sợ rằng càng long trời lỡ đất, phải chăng có nên ngồi chờ hai phân thân này chém giết sức cùng lực kiệt rồi tiêu diệt, dùng suy yếu thực lực bản thể của Mạch. Sắc mặt Dương biến thành khó coi, căn bản không dám tới gần nữa, nhưng dường như có chút không cam lòng, nói. Nếu ngươi cũng có ý thức độc lập của mình, vì sao phải bị hắn nuốt hết, không bằng theo ta rời đi. Thiên địa to lớn,
có thể tùy ý chúng ta tiêu dao tự tại. Ha ha ha, Mạch cười ha hả, mỉa mai nói. Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định thôn phệ ta mà, hoặc là nói chưa từ bỏ vật này. Cho dù là thứ nào, cũng không phải ngươi có thể nhúng tay. Nghe ta nói đi, ngươi bây giờ bỏ trốn, có thể trốn bao xa thì đi bao xa. Chuyện nơi này vừa giải quyết xong, chuyện thứ nhất bổn tọa làm chính là đi khắp thiên hạ tìm ngươi, bắt ngươi nuốt trở về. Mạch nói cao hứng, trong mắt có tinh quang lóe lên, đầu lưỡi không ngừng liếm môi, mùi máu tươi nồng đậm. Sắc mặt Dương Âm trầm đến cực điểm, không biết làm sao cho phải, tiến thoái lưỡng nan. Mạch cười lạnh nói, nếu ngươi không đi, lại có đảm lượng đi tới cùng thì đi. Hắn không hề để ý tới Dương, quay người tiến vào trong trận pháp. Dương cắn răng một cái, trong mắt sinh ra ý kiên quyết, quát lên, nếu ngươi vào lúc này chật vật như vậy, chứng minh bản thể giờ phút này không rảnh chú ý tới. Chờ ta ăn ngươi, liền có với có tư cách chống lại bản thể, sẽ có cơ hội ăn hắn. Dương quyết định, tiếp tục tiến lên phía trước. Đồ ngu xuẩn. Mạch giận dữ, quay đầu chém ra một đao một. Thân ảnh Dương lóe lên, nhanh chóng vượt qua một đao này, hắn xuất hiện trước mặt của Mạch, thân ảnh hóa thành bãi máu đen. Cuồng vọng. Mạch vừa sợ vừa giận, không ngừng vung vẩy song đao, hắn không chém không trúng máu đen, nội tâm vô cùng lo lắng. Quả nhiên ta đoán không sai, cũng đừng có dẫy dụa, dung hợp làm một với ta đi, ha ha ha. Dương cười như điên, hắn lao thẳng về phía Mạch, giống như một bộ quần áo dính máu, dính lên mặt ngoài của Mạch, ăn tươi hắn. Lý Vân Tiêu yên tĩnh xem hai người tranh đấu, trong mắt đầy hàn ý, nếu thực sự để Dương nuốt Mạch, hắn tất nhiên sẽ bị tiêu diệt trước tiên, nếu mặc kệ rời đi, tương lai khó biết được. Thời điểm hắn đang do dự, chuẩn bị tùy thời có ý định ra tay, huyết y kia dừng lại. Mạch vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, nhưng mà sắc mặt nhăn nhó như băng. Lý Vân Tiêu mở to mắt ra, diệu pháp linh mục nhìn qua bên này, chỉ thấy khí thế trên người của Mạch gia tăng, tốc độ lan tràn nhanh tới mức khó có thể tin nổi. Ngươi! Dương cũng khiếp sợ kêu to lên, lập tức huyết y lui ra khỏi người Mạch, trực tiếp hóa thành huyết quang chạy trốn. Trình độ không kém lắm. Mạch lầm bầm lầu bầu, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào Dương đang bỏ chạy, nói. Đồ ngu xuẩn, phá hư đại sự bổn tọa, há có thể cho ngươi chạy thoát. Hắn vung tay lên, lập tức trận pháp trên không gian xoay tròn, giống như vô số bánh răng ảnh hưởng lẫn nhau. Dương vốn đã bỏ chạy mấy trăm trượng, lại xuyên qua không gian, hắn quay trở lại vị trí cũ, sắc mặt của hắn tái nhợt. Mạch lạnh lùng nhìn qua hắn, mỉa mai nói. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Lực lượng khủng bố trên người Mạch bộc phát ra ngoài, đồng thời thân thể của hắn hóa thành huyết vụ lao tới. Dương kinh hãi, thi triển huyết độn trốn đi. Lý Vân Tiêu im lặng, tranh đấu này biến hóa quá nhanh, nhân vật sắm vai thợ săn và con mồi biến hóa khó lường. Ầm ầm, trong không gian có tiếng nổ tung, dường như từ trong trận pháp truyền ra, tiếng nổ này rất lớn, không gian bắt đầu trở nên bất ổn. Đáng chết! Mạch hét lớn một tiếng, lửa giận khôn cùng bùng phát, nói. Ngươi là đồ ngu xuẩn, đều tại ngươi. Dương thấy huyết vụ bao trùm hắn, biết rõ chạy trốn vô vọng, cũng bất cứ giá nào, cắn răng nói. Ta hiểu rồi, nhất định là ngươi rút lực lượng của bản thể, cho nên bản thể bên kia xảy ra vấn đề. Cho dù giết ngươi 1000 lần cũng không thể đền bù tổn thất. Mạch giận dữ, hóa thành máu tươi bắn vào người Dương. Trạng thái của Dương lúc này trở nên bình tĩnh, hai tay đánh ra ấn ký cổ quái, nói. Ngươi không phải nói tất cả công pháp của ta tới từ ngươi sao? Hiện tại ta cho ngươi thấy vũ khí cường đại ta học được từ nhân loại. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn qua, nhìn lên người Dương, hắn nhìn thức mở đầu của thủ ấn kia, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm giác, cảm thấy chiêu này thập phần cường đại, tất nhiên có uy lực kinh thiên động địa. Hai tay Dương không ngừng đánh ấn quyết. Hơn nữa bắt đầu cười ha hả, dường như đang nói cho Mạch nghe, nói. Buồn cười, vũ khí cường đại như thế lưu truyền tại Phủ Thiên Nhạc mấy ngàn năm, bọn họ không một ai học được, tiện nghi cho ta. Nội tâm Lý Vân Tiêu chấn động, dường như nghĩ đến cái gì, hai mắt co rút lại, cẩn thận quan sát, hắn nhìn kỹ từng động tác của Dương. Chỉ trong ngắn ngủi đã thi triển vài trăm ấn quyết, đột nhiên từng đạo ánh sáng màu đỏ bay ra khỏi người của hắn, hóa thành hào quang năm màu. Huyết phụ của Mạch bị đẩy ra, lực lượng áp chế mất đi ưu thế,
không ngừng lui ra phía sau. Cuối cùng huyết vụ ngưng tụ lại thành một đám, nó xoay tròn trên không trung rồi hóa thành mạch. Loại lực lượng này, nội tâm mạch run lên, khó có thể tin nổi, hoảng sợ nói. Thập phương thần kỹ, Dương đã bất chấp cái giá nào, trực tiếp thiêu đốt máu huyết của mình thi triển chiêu này, lạnh giọng nói. Đúng là thập phương thần kỹ, Thái Du Hồng Trần. Chương 1816, cuộc chiến phong ấn 13. Huyết quang trên người Dương sáng lên, hóa thành từng vòng sáng tỏa ra bốn phía, hoàn toàn ở trạng thái thiêu đốt tính mạng. Trong chiêu Thái Du Hồng Trần nà, trong người Dương có từng đạo hào quang trận pháp hiện ra, từng gợn sóng như nước chấn động chung quanh, hóa thành lực lượng thuần túy của một kích này. Lý Vân Tiêu ăn cả kinh, hắn không biết chiêu này mạnh bao nhiêu, mà là thi triển thần kỹ này vậy mà sinh ra ảnh hưởng trật tự không gian, hình thành ảnh hưởng điệp ra. Dường như không bàn mà hợp với tần suất của trận pháp, cả trận pháp bắt đầu nhấp nhô. Lực lượng kỳ dị hiển hiện mà ra, nó nhộn nhạo như mặt nước, Dương hòa vào trong không gian. Tâm tình của Dương và mạch khác nhau hoàn toàn, sức ép của Dương giảm nhiều, lúc này ấn quyết vừa bắt đầu, máu huyết bị thần kỹ hấp thu rất nhiều, mà giờ phút này cảm thấy ấm áp, sắc mặt có hồng nhuận phơn phớt. Sắc mặt mạch đại biến, hoảng sợ sinh ra trong đáy lòng, giống như thiên địa đã bị đối phương điều khiển. Lực lượng này như sóng to gió lớn, giống như châu chấu đá xe. Tại sao có thể như vậy? Toàn thân mạch run lên vì khiếp sợ, lực lượng to lớn chẳng khác gì bánh xe nghiền áp tới bản thân mình, căn bản không cách nào chống lại, thân thể bị lực lượng này làm sụp đổ. Không, không có khả năng, ngươi chỉ là một giọt máu của bổn tọa mà thôi, làm sao có thể giết ta? Mạch kinh sợ điên cuồng hét lên, khó có thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Ha ha! Vậy mà có thể đấy. Ha ha ha, buồn cười a. Dương kinh hỉ vạn phần, lập tức bi thương cười ha hả, nói. Không thể ngờ Thái Du Hồng Trần có thể ảnh hưởng tới trận pháp, đáng tiếc a, đáng tiếc ta biết rõ quá muộn, nếu không sớm đã hấp thu ngươi rồi, quá đáng tiếc. Nhưng mà đáng mừng duy nhất chính là kéo ngươi làm đệm lưng. Dương biến thành dữ tợn, nổ thành vô số máu huyết, trước người đánh ra mấy đạo ấn quyết. Hắn mạnh mẽ bay thẳng tới phía trước. Cơ hội còn sống duy nhất chính là phải vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Tìm đường sống trong cõi chết, chỉ cần còn sống thì cái giá gì cũng đáng, chỉ có đánh chết mạch và thôn vệ hắn mới sống được. Lý Vân Tiêu cũng là kinh hãi không thôi, Dương trong lúc vô tình chiếm cứ thiên thời địa lợi, đổi lại là hắn ở vị trí của mạch sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho dù ta không chiếm được vật kia, cũng muốn giết ngươi trước tiên. Đột nhiên mạch hét lên như điên, trong mắt bắn ra sát khí thật mạnh, ánh mắt bắn ra thật lăng lệ, ánh mắt sáng như đao, lạnh như tuyết. Khí thế toàn thân hắn cải biến, lực lượng không ngừng tăng vọt, trận pháp nhanh chóng áp chế mạch. Vô số huyết quang hóa thành phù văn bay lên trong cơ thể của hắn, hai tay bấm niệm pháp quyết. Long cong, cốt ngọc đao phát ra tiếng giòn tan, quấn quanh người của hắn sau đó chém thẳng vào mạch. Chạm, ầm ầm. Đao mang chém phá không gian, chém Dương thành hai khúc. Cái gì? Lý Vân Tiêu chấn động, thế cục vốn đã nghịch chuyển, vậy mà trong lúc vô hình nghịch chuyển lần nữa, làm cho hắn khó mà tiếp nhận được. Ầm ầm. Sau khi chém vỡ Dương, đao mang quay về, nó sinh ra long uy to lớn dừng lại trên không trung, đánh tan lực lượng Thái Du Hồng Trần không sót lại cái gì. Lực lượng ngươi. Dương bị chém thành hai nửa, hắn chạy ra xa ngưng tụ chân thân. Nhưng thực lực giảm đi thật nhiều, vẫn ở trạng thái lưu động, dường như rất khó ngưng hình, hoảng sợ nhìn qua bên này. Khí thế trên người mạch không ngừng tăng lên, lực lượng trận pháp bị dẫn động cũng biến mất. Không gian biến thành yên tĩnh như tờ. Lý Vân Tiêu nín hơi, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Giờ phút này khí tức của mạch không thay đổi, khí chất đổi mới hoàn toàn, trong mơ hồ có khí tức thượng vị giả, hoàn toàn không dưới yêu hoàng. Phản đồ. Lấy trứng trọi đá, chết. Bành. Mạch giơ tay lên, cong tay búng ra, Dương đứng ngoài trăm trượng hét thảm lên, lập tức nổ tung, nổ thành một bãi huyết vụ. Trong đó một giọt máu huyết lập lòe, nó đẹp hơn huyết vụ chung quanh rất nhiều, nó xoay tròn muốn phá vỡ lực lượng chân áp, nó hữu tâm vô lực. Dừng lại, lực lượng trở về với bổn tọa, ngươi giờ phút này còn muốn đi, thông minh thì đừng để ta ra tay. Mạch suy cười một tiếng, mở mồm hấp một cái. Giọt máu tươi trực tiếp bị hắn ăn tươi. Bộ dáng mạch thỏa mãn, sờ sờ cái bụng, nói.
xem như tìm được giọt máu trở về, cho dù là hạt vừng hay hạt dưa hấu cũng không thể buông tha. Phản đồ này khu động trận pháp, cũng không biết vật kia có biến hóa hay không. Hắn nặng nề hừ một tiếng, liền quay người lóe lên, biến mất ở lối vào trận pháp. Lý Vân Tiêu lúc này hiện thân ra, bốn phía tràn ngập mùi máu tươi làm hắn buồn nôn. Nhưng hắn cố nén buồn nôn, đuổi theo mạch, làm hắn giật mình là, trận pháp chung quanh đã biến mất. Ồ, lại chạy về rồi, bây giờ muốn đạt được huyết thần châu sao? Sau khi bay một lúc, phía trước có tiếng cười hì hì, nhưng lại là nữ tử, mang theo thích ý thỏa mãn. Giọng nói của mạch vang lên, nói. Hừ, bổn tọa vừa thu hồi phân thân và một giọt máu huyết, cho rằng có nắm chắc lấy huyết thần châu, không muốn chết thì giao nó ra đây. Tiếng của nàng kia cười đùa. Thật sự có lỗi, trong đoạn thời gian ngươi vừa đi ra, vừa thấy trận trụ thay đổi, ta đã ăn tươi huyết thần châu rồi. Hi hi, thật có lỗi. Đáng chết, bổn tọa sẽ luyện ngươi thành huyết thần châu. Mạch nổi giận gầm lên, sau đó là lực lượng chấn động mạnh mẽ truyền ra. Nàng kia cười nói. Huyết thần châu này mượn lực lượng thân thể tổ tiên của ngươi, kết hợp cửu chuyển hóa huyết trận của bổn cô nương, lại dùng lực lượng đại địa ngũ hà sơn này, trải qua mấy ngàn biến thành. Cho dù ngươi giết ta cũng không thể luyện ra huyết thần châu đâu. Lý Vân Tiêu nghe được chấn động, lại nghe nữ tử kia nói, dường như là. Trước mặt bị sương mù bao phủ không thấy được gì, hắn thi triển Nguyệt Đồng nhìn xuyên thấu tầng tầng sương mù, khi sương mù biến mất hắn nhìn rõ bên trong đại trận là cái gì. Đó là một không gian độc lập, mạch đang giận dữ đuổi theo chém giết nữ tử áo vàng, thân nhẹ nàng kia nhẹ như yến, cười hì hì, hoàn toàn không đáng lo. Chạy tới chạy lui trong không gian, hoàn toàn không có ý chiến đấu. Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng hốt, bộ dáng nàng kia là Lạc Vân Thường, nhưng cho dù là giọng nói hay khí chất vẫn như trước kia, nhưng có điều người và vật không còn. Mạch hồn hển cuồng giết điên cuồng, hắn vẫn không chạm vào vạt áo của Lạc Vân Thường cái nào, Lạc Vân Thường nhìn như thân pháp cực kỳ đơn giản, lại mang theo thần thông không gian, chính là chỉ xích thiên nhai. Ồ, tiểu bạc phơ, người xin giúp đỡ. Lạc Vân Thường kêu một tiếng, ánh mắt sáng ngời nhìn qua Nguyệt Đồng yêu dị. Mạch truy một hồi, liền dừng lại, mặt âm trầm. Hắn hử lạnh một tiếng, cũng quay đầu nhìn qua, tiện tay chém một cái, hình thành huyết nguyệt chém tới, trực tiếp phá không bay thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Khốn kiếp! Lý Vân Tiêu mắng một tiếng, thân ảnh lóe lên, hắn tránh thoát công kích đánh tới. Biết rõ chính mình khó che giấu, ẩn trốn, vì vậy thoải mái hiện thân. Hắn tuấn di xuất hiện trước mặt hai người. Là ngươi. Sắc mặt mạch trầm xuống, hắn rất tức giận, giận tới cực điểm. Nếu không phải Lý Vân Tiêu làm cho phân thân hắn bị thương, cũng không bị Dương Tiên Sinh bức bách tới cực điểm, cũng sẽ không cướp đi huyết thần châu. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi, hắn biết rõ mạch sẽ không mạo muội ra tay. Cho nên yên tâm quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Thường, trong mắt cẩn thận, thở dài một tiếng, nói. Ta tới tìm người. Trong mắt Lạc Vân Thường mê mang, đột nhiên nháy mắt cười nói. Như thế nào, người nhận ra ta? Bộ dáng rất quen thuộc đấy. Lý Vân Tiêu yêu thương nói. Đâu chỉ nhận ra, người có khỏe không? Lạc Vân Thường tự nhiên hiểu hắn nói cái gì, nói. Nàng còn rất tốt, nhìn ra được các ngươi rất quen thuộc, không cần lo lắng, nàng không có nguy hiểm. Nàng nháy hạ con mắt. Làn thu thủy chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp chớp động, hì hì cười nói. Bởi vì ta sẽ bảo hộ nàng. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Ngươi chiếm cứ thân thể người khác, còn nói người ta không có nguy hiểm. Lạc Vân Thường gật đầu nói. Đúng, thân thể này rất tốt, ta rất quý trọng đấy. Nếu triệt để gạt bỏ nàng thì phá hư tính nguyên vẹn của thân thể này. Trong lòng Lý Vân Tiêu run lên, tức giận. Đáng chết. Lạc Vân Thường cười nói. Cho nên nói nàng giờ phút này là người an toàn nhất trên đời, trừ phi ta chết, nếu không không có người nào xúc phạm tới nàng. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Đã như vậy ngươi liền đi chết đi. Nổi giận chém ra một kiếm, kiếm khí bốc lên tận trời. Xuy. Kiếm quang lóe lên, Lạc Vân Thường hời hợt tránh thoát đi, cười nói. Ai nha, người trẻ tuổi nóng tính ghê gớm thật, ngươi là tình lữ của nàng sao? Hi hi, điều này thật tốt, làm cho bổn cô nương ngượng ngùng đấy. Ngượng ngùng đi chết đi. Lý Vân Tiêu giận dữ, thầm nghĩ giết nàng cho thống khoái, một tay bấm niệm pháp quyết,
lập tức hóa ra vạn kiếm, lăng không chém xuống. Lạc Vân Thường cả kinh, kêu lên. Vạn kiếm đồ. Chiêu thần thông này xuất phát từ Thần Tiêu Cung, nàng tự nhiên nhận ra. Vạn kiếm chém xuống, tạo nên vô số rung động, Lạc Vân Thường không có tránh né, hai cánh tay bấm niệm pháp quyết, hóa ra ba đạo hào quang trước người, quét qua phía trước. Kiếm hải xuất hiện một lối đi, trực tiếp đục lỗ kiếm giới. Lạc Vân Thường cười hì hì, thuấn di ra ngoài. Trên mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống như sương lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, biết rõ bằng vào lực lượng của mình khó mà thủ thắng, liền thu vạn kiếm lại, nói. Mạch đại nhân, ta và ngươi liên thủ bắt nàng lại, ngươi lấy huyết thần châu, ta lấy người. Tốt, theo ý ngươi nói, theo như nhu cầu. Mạch không có cân nhắc, liền trực tiếp đáp ứng, long uy và khí thế tản ra. Giờ phút này hắn đã là thân thể nguyên vẹn, khí tức cốt lân song nhận tỏa ra khác trước kia một trời một vực. Hi hi. Lạc Vân Thường cười liên tục, nháy mắt u oán nói. Còn nói là tình lữ đấy, tuyệt tình như vậy. Đệ tử của ta mắt mù rồi mơi vừa ý ngươi. Mặt Lý Vân Tiêu như sương lạnh, nói. Ta lại hỏi ngươi, cung chủ Thần Tiêu Cung Khúc Hồng Nhan đâu rồi? Cung chủ Thần Tiêu Cung Khúc Hồng Nhan. Lạc Vân Thường nói. Có dung nhan tuyệt thế như vậy, người nọ quả nhiên là cung chủ Thần Tiêu Cung đương nhiên, nàng tên là Khúc Hồng Nhan sao? Lý Vân Tiêu giận dữ hét. Bây giờ là ta hỏi ngươi, nàng đang ở đâu? Hắn như gầm lên, cảm xúc chấn động to lớn, kiếm thương chảm hồng và tâm diễm bộc phát khí tức dữ dội. Đột nhiên đồng tử Lạc Vân Thường co lại, nhìn chằm chằm vào kiếm kia cùng tâm diễm, trong mắt đầy khiếp sợ, nàng cố ngăn cản rung động trong lòng, lộ ra vẻ đáng yêu, nói. Ngươi không phải là tình lữ của ta sao? Có quan hệ gì với Khúc Hồng Nhan? Kiếm thương chảm hồng và tâm diễm bộc phát, thân kiếm ngưng tụ hỏa diễm mạnh mẽ, nó giống như tâm tình của Lý Vân Tiêu lúc này. Lạc Vân Thường nhìn qua kiếm kia liền kinh hãi một hồi, đồng thời cũng nhìn ra Lý Vân Tiêu nhẫn nại gần như cực hạn, không muốn lại kích thích hắn, cười nói. Vẫn là người trẻ tuổi nha, ai ai, bổn cô nương cũng quản không được quá nhiều, theo các ngươi đi, muốn biết tung tích Khúc Hồng Nhan. Mượn kiếm trong tay ngươi đổi đi. Nếu như ngươi ưa thích nàng, sẽ không không nỡ một thanh kiếm sao? Chàng trai, đây là thời điểm khảo nghiệm ngươi đấy. Sa Vưu lúc này nói một câu. Ngàn vạn vững vàng, dùng thực lực Khúc Hồng Nhan sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hơn nữa bàn nương điên này có chung nguồn gốc với nàng, mặc dù có thể thắng cũng không hạ sát thủ. Nội tâm Lý Vân Tiêu cũng hiểu, chỉ là quá lo lắng làm cho hắn không khống chế nổi cảm xúc. Giờ phút này tay phải nắm chặt chuôi kiếm, hỏa diễm yên tĩnh lại, trong nháy mắt biến thành bình thường. Khảo nghiệm con mẹ ngươi. Kiếm ca. Băng sát tâm diễm vừa bất động, nó lại bộc phát ra với lực lượng khủng bố, hóa thành từng đám hoa sen trắng. Lý Vân Tiêu chém ra một kiếm, kiếm này yên tĩnh nhưng nó cực kỳ đáng sợ. Lạc Vân Thường không dám khinh thường, hai tay vung vẩy, mấy đạo cầu vồng bay múa, giống như giải lụa bảy màu bay tới ngăn cản kiếm thế. Không cách nào tiến lên nửa phần. Ai nha, ngươi là phụ tâm lang mà, vì một thanh kiếm mà không quan tâm tình nhân mà. Những lời này lại kích thích Lý Vân Tiêu, giận dữ hét. Lão yêu phụ mấy ngàn năm, giả giờ tiểu cô nương gì chứ, đi chết đi. Vô số ma vân nổi lên trên người hắn, ma vân rót vào trong thân kiếm, tâm diễm lúc này bộc phát dữ dội. Trong mắt Lạc Vân Thường hiện ra dáng vẻ kinh hãi, dường như nhận ra băng sát tâm diễm. Hai tay kết ấn quyết, những hào quang hóa thành kính quang ngăn cản trước mặt. Bành! Kính quang bị nghiền nát, kiếm của Lý Vân Tiêu trực tiếp xuyên thấu trở ngại, đánh thẳng phía trước. Lạc Vân Thường nhẹ nhàng cười cười, nói. Bổn cô nương chính là cô nương, thì thế nào, có giỏi chém ta đi. Khi kính quang nghiền nát, lập tức chém vào người nàng, nhưng nàng lúc này đã thuấn di đi. Cách đó mấy trăm trượng, Lạc Vân Thường vừa hiện thân thì kêu một tiếng. Chỉ thấy dưới chân dẫm phải xiềng xích tinh vân, trực tiếp rơi vào bên trong. Bổn tọa chờ ngươi đã lâu rồi. Tiếng của mạch lạnh như băng vang lên, lạnh giọng nói. Long tỏa tinh không trận, ngươi thử thi triển thần thông không gian thử đi. Nội tâm Lạc Vân Thường cả kinh, âm thầm nếm thử dẫn động không gian, quả nhiên không thể làm được. Hiện tại giao huyết thần châu cho ta không chỉ thả ngươi rời đi, còn thay ngươi giết nhân loại này, thế nào? Mạch bắt đầu đưa ra điều kiện. Trong mắt Lý Vân Tiêu mang theo thần thái giận dữ, lạnh lùng nhìn qua, trên mặt tràn đầy mỉa mai.
Lạc Vân Thường nói. Không thế nào, huyết thần châu đã dung nhập vào người ta rồi, trừ phi ngươi dùng mấy ngàn năm cô đọng ra, nếu không đừng nghĩ có được viên thứ hai. Oa oa, chết đi. Mạch giận sôi lên, thân thể đều biến hình, hóa thành cự nhân huyết sắc cao vài trượng, cốt lân song nhận cũng biến hóa theo, sát khí trên đao bức người. Lạc Vân Thường không dám khinh thường nữa, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hai tay bấm niệm pháp quyết thật nhanh, từng dạng mây đỏ bay ra. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn thoe, từ mi tâm của hắn từng đạo mạch luân mở ra, cửu dương thần thể nóng như mặt trời, một quả cầu lửa bay thẳng tới phía nàng. Ánh sáng đỏ đi theo lộ tuyến tám mệnh mông, trùng kích từng huyệt, khai, hưu, sinh, tử, kinh, tổn, đỗ. Rốt cục dừng ở trước cửa thứ tám, ánh sáng đỏ lóe lên rồi biến mất. Thân thể Lạc Vân Thường trừ nóng như lửa ra, trên mặt đỏ ửng, đôi môi tươi đẹp ướt át giống như hút máu. Lý Vân Tiêu giật mình rớt tròng mắt ra ngoài, chính mình trải qua thiên tân vạn khổ, nhiều lần cửu tử nhất sinh, lúc này mới phá tan bảy môn, thân thể bước vào siêu phàm nhập thánh, đối phương trong nháy mắt mở ra bảy môn. Tương phản như vậy làm hắn tức giận thổ huyết. Lực lượng này tất nhiên là nhờ huyết thần châu không nghi ngờ. Lạc Vân Thường được huyết thần châu trợ lực đã mở ra bảy môn, trong mắt sinh ra vô số tia máu. Hai tay bấm niệm pháp quyết, vô số ấn quyết hiện ra. Đó là Lý Vân Tiêu và Mạch giật mình, một chiêu này bọn họ cũng không xa lạ gì, Mạch vừa mới lĩnh giáo qua. Thái Du Hồng Trần Quyết. Lạc Vân Thường quát một tiếng, hai tay kết ấn đánh ra, vô số hào quang xoay tròn, long tỏa tinh không trận không ngừng run rẩy, lúc này vô số xiềng xích nứt vỡ. Ầm ầm, cốt ngọc đao chém xuống, như cự long đáp xuống phàm trần, chém thẳng vào ấn quyết, chém vào hào quang, lúc này vô số phù văn run lên như đứt vỡ. Khí thế của Lạc Vân Thường lập tức bị áp xuống, mặc dù lui bước không bại nhưng khí huyết không ngừng quay cuồng, một tia máu tươi chảy ra khỏi miệng. Lực lượng mênh mông bao phủ hai người. Đồng tử Mạch đột nhiên co lại, hắn hoảng sợ phát hiện, Lạc Vân Thường vào lúc này ngưng tụ không phải lực lượng bản thân. Hơn nữa dưới Thái Du Hồng Trần Quyết, không gian chung quanh nàng bị dẫn động, thiên địa quy tắc nơi này đang chống lại mình. Lý Vân Tiêu cũng nhạy cảm phát hiện điểm này, nếu không mặc dù bảy môn mở ra cũng không thể ngăn cản một đao này. Nội tâm Lạc Vân Thường cũng phát khổ, thân thể này vốn cực kỳ phù hợp với kỳ vọng của nàng, không chỉ dung hợp thải hồng thạch hoàn mỹ, hơn nữa còn ăn tươi huyết thần châu nàng khổ tâm chờ đợi mấy ngàn năm, chỉ cần đợi một thời gian, phá tan gông cùm võ đạo. Bước vào thần đạo cũng trong tầm tay. Lại không nghĩ bị cung chủ thần Tiêu cung đương đại cuốn lấy, khổ đấu một phen mới vây khốn đối phương, lại gặp gỡ cường giả đăng phong tạo cực đánh nàng nội thương. Nếu không phải không gian nơi này do nàng bố trí, có thể thuyên chuyển tất cả lực lượng quy tắc, chỉ sợ vào lúc này nàng đã thua rồi. Trong nội tâm nàng phiền muộn, máu tươi không ngừng chảy ra, sợ là không bao lâu ngọc cốt đao sẽ vỡ. Tiểu tình lang, còn không mau tới cứu ta. Muốn trơ mắt xem ta chết sao? Lạc Vân Thường mở to mắt, ai oán trách cứ nhìn qua Lý Vân Tiêu, tình ý vô tận hiện ra trong mắt. Hừ! Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nhìn qua nàng. Nhưng nội tâm lại cảnh giác lên, nhìn xu thế sợ là thân hình Lạc Vân Thường sẽ sụp đổ, tay của hắn cầm chặt kiếm thương chảm hồng, tính toán đợi Lạc Vân Thường thực gánh không được, trước khi sụp đổ sẽ cứu giúp. Phi, thật sự là không có lương tâm. Người đời này cũng đừng mong chạm vào váy của bổn cô nương. Lạc Vân Thường nổi giận mắng. Nàng thấy Lý Vân Tiêu bất phi sở động, lúc này mới cười hì hì nhìn về phía Mạch, nói. Tiểu bạc phơ, huyết thần châu bổn cô nương chưa tiêu hóa đâu, ngươi thu hồi đao đi, bổn cô nương nhổ ra cho ngươi. Mạch sao có thể mắc lừa, cười lạnh nói. Ngươi thông minh đấy, đừng lấy ra dọa người. Hì hì, thực sao? Lạc Vân Thường cười nói. Cho dù không muốn huyết thần châu, chẳng lẽ ngươi không muốn phạm yêu thánh công sao? Ầm ầm, ngọc cốt đao run rẩy mãnh liệt, từng vòng xoáy sinh ra, nó nổ tung như lôi đình, hiển nhiên đang rung động. Ngươi, ngươi nói cái gì? Phạm yêu thánh công, vật kia không phải sớm thất truyền sao? Toàn thân Mạch đại chấn, lúc này gào lên, bộ dáng kia giống như là bị người ta bóp cổ, ngay cả hít thở cũng khó khăn, dường như ngay cả huyết thần châu cũng không có phản ứng như vậy. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ không tốt, vội vàng nói. Mạch tiên sinh, ngàn vạn đừng trúng gian kế của nàng. Chậc chậc, người nói gì đó? Dùng chỉ sống thông minh của tiểu bạc phơ làm sao trúng kế này?
Lạc Vân Thường cười khanh khách nói. Nếu ta chết, Phạm Yêu Thánh Công sẽ thất truyền vĩnh viễn. Mạch mặt âm trầm, quát. Ít nói nhảm với ta. Mau đem Phạm Yêu Thánh Công giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lạc Vân Thường nói. Thân thể này không phải bản thể của ta, làm sao mang Phạm Yêu Thánh Công trên người chứ? Ít ra vẻ, ở nơi nào? Mạch quát, gương mặt trở nên dữ tợn đáng sợ. Lạc Vân Thường nói. Bị ta giấu ở một nơi bí mật rồi. Mạch hung dữ nói. Ngươi cho rằng ta sẽ vì một tin tức hư vô mờ mịt mà tha cho ngươi sao? Ngươi thật cho rằng mình quá thông minh sao? Phạm Yêu Thánh Công thất truyền hơn mấy vạn năm, nếu tổ tiên ta có thần công này, năm đó còn có thể bị ngươi chém giết luyện chế thành huyết thần châu sao? Lạc Vân Thường nói. Vật ấy là thần kỹ, cũng không phải tất cả mọi người có thể học được. Vật ấy vẫn ở trong tay tổ tiên của ngươi. Nhưng mà bản thân hắn không có cơ duyên này, lại sợ bị những người khác học được, cho nên đối ngoại tuyên truyền vật ấy thất truyền. Nếu không năm đó sao ta đánh một trận với hắn chứ? Tiền đặt cược chính là Phạm Yêu Thánh Công. Mạch lạnh giọng nói. Vậy ngươi thắng, cũng lấy đi Phạm Yêu Thánh Công, vì sao còn mang tộc ta trấn áp dưới Ngũ Hà Sơn, hơn nữa còn dùng thân hình tổ tiên ta áp chế dưới đại địa, dùng thời gian cọ rửa chứ? Lạc Vân Thường cười hắc hắc, nói. Còn không phải bởi vì huyết thần châu sao? Ngươi cũng đừng nổi giận nhìn ta, đây chính là yêu cầu của tổ tiên ngươi đấy, nếu không ta làm sao biết bí mật này? Cái gì? Ngươi nói chuyện phiếm? Mạch Chấn tức giận. Tiền bối của ta ngu xuẩn cũng không ngu xuẩn tới mức trấn áp tộc nhân, còn luyện hóa bản thân mình. Lại hồ ngôn loạn ngữ, ta hiện tại chảm ngươi. Lạc Vân Thường lúc này đau khổ trèo trống nói. Tổ tiên của ngươi còn không phải vì ngươi sao? Thương yêu nhất tộc vẫn luôn là tộc khủng bố nhất yêu tộc, bởi vì các ngươi dựa vào hút máu mà sống, đặc biệt là hút máu đồng bạn hiệu quả tăng gấp đôi. Cho nên chỉ cần có vô hạn huyết dịch hấp thu, có thể cường đại vô hạn. Nhưng mà vài vạn năm qua, phiến thiên địa này không còn có xuất hiện cường giả thần cảnh, mặc dù là thương yêu cũng phải dừng bước trước thần đạo. Làm cho tổ tiên ta sau khi thất bại, vạn niệm đều diệt, vì tạo ra thương yêu cường đại hơn, vì vậy hắn liền thương nghị với ta. Bố trí Ngũ Hà Sơn này, mang rất nhiều bộ lạc, huyết đầu, cùng phong ấn, sau đó dùng thân thể của hắn làm dẫn, rút ra lực lượng đại địa luyện thân thể thành huyết thần châu, chính là vì tạo ra cường giả thần cảnh đấy. Mạch nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm, thân thể đều hóa đá. Lý Vân Tiêu cũng há to mồm, khiếp sợ có thể nhét dưa hấu vào miệng, không thể ngờ bí mật năm đó Cố Thanh Thanh phong ấn yêu tộc lại là chuyện như vậy. Phanh! Lạc Vân Thường nhân lúc Mạch ngây ngốc đánh ra một kích thật mạnh, đánh bay ngọc cốt đao, sau đó một đạo hào quang trong tay áo bay ra ngoài, hào quang này đánh vào long khóa tinh không đại trận, lại hiện thân ngoài trăm trượng. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, yêu tộc cùng phong ấn trong Ngũ Hà Sơn này đều là bộ tộc có huyết dịch đại bổ với thương yêu các ngươi sao? Lạc Vân Thường hít một hơi, điều tức chân nguyên, tiếp tục nói. Năm đó kế hoạch của tổ tiên ngươi chính là mang thương bộ và những huyết đầu, bộ phong ấn cùng nhau, như vậy sẽ làm cho thương bộ trong Ngũ Hà Sơn không ngừng cường đại đến khi đột phá phong ấn. Lực lượng phong ấn này trừ ta ra, còn có lực lượng tổ tiên ngươi, nếu không ta đã sớm cầm huyết thần châu vào trong tay, như thế nào còn tranh chấp với ngươi? Đó là vì tổ tiên của ngươi bố trí bảo hộ huyết thần châu, chờ ngươi dùng đấy. Có thể tự hành phá phong mà ra, tất nhiên phải có lực lượng đăng phong tạo cực. Hơn nữa lực lượng huyết thần châu có thể đột phá đăng phong tạo cực, trở thành cường giả thần cảnh loại kém đầu tiên trong mấy vạn năm qua. Nàng nhìn Mạch ngây ngốc, cười hắc hắc nói. Hiện tại ngươi có thể tin ta nói chưa? Lý Vân Tiêu nói. Thật thật giả giả, chuyện năm đó chỉ có mình ngươi biết, ai có thể phân biệt thiệt giả, hiện tại vì mạng sống, cho dù ngươi nói mình là mẫu thân của Mạch tiên sinh cũng được mà. Hắn cũng không hy vọng Mạch để Lạc Vân Thường chạy, nếu không hậu hoạn vô cùng. Từ khi nghe nói huyết thần châu không phải chuyện đùa, tăng thêm Lạc Vân Thường bản thân có cửu dương thân thể, dùng thải hồng thạch và có lực lượng Cố Thanh Thanh, sợ rằng trùng kích đăng phong tạo cực nằm trong tầm tay, nghĩ muốn cứu ra Lạc Vân Thường khó càng thêm khó. Ha ha ha, tiểu tình lang đúng là biết châm chọc. Lạc Vân Thường nhìn không được che miệng cười rộ lên. Mạch tức giận nhìn Lý Vân Tiêu, quát mắng. Thiệt giả ta có thể phán đoán. Hắn nhìn qua Lạc Vân Thường nói. Cho dù ngươi nói đều là thật, thì sao có thể chứng minh Phạm Yêu Thánh Công đang nằm trong tay của ngươi? Lạc Vân Thường nói.
ta biết ngay ngươi còn có thể sinh lòng nghi kỵ, ta đã mô phỏng vật truyền thừa Phạm Yêu Thánh Công ra cho ngươi phân biệt thật giả. Hai tay của nàng bấm niệm pháp quyết, một đạo hào quang bay ra, ngưng tụ ra một vật, hư ảnh xuất hiện. Đó là một nữ tử yêu tộc, sắc mặt mơ hồ không rõ, lại tỏa ra khí tức chấn động tâm thần, chỉ nhìn cũng sinh ra run rẩy. Chi? Lý Vân Tiêu hít khí lạnh, cả kinh thiếu chút nữa kêu thành tiếng, hắn vội vàng bụng miệng, đồng tử mở to. Nó giống như đúc pho tượng ở vực ngoại tinh không, là pho tượng hắn vớt được trong ngân hà. Hắn vốn vô cùng thông minh, giờ phút này tâm niệm thay đổi thật nhanh, thoáng cái đã hiểu được, pho tượng kia chính là truyền thừa Phạm Yêu Thánh Công. Khó trách mỗi lần nhìn pho tượng đều cảm thấy tâm thần bị nhiếp, thì ra che giấu lai lịch lớn như vậy. Từ lời của hai người nói với nhau, Phạm Yêu Thánh Công tuyệt đối phi thường nhỏ, trình độ chân quý còn trên cả huyết thần châu. Phạm Yêu Thánh Công, Phạm Yêu Thánh Công, quả nhiên là Phạm Yêu Thánh Công. Mạch kích động hét lên. Hắn vừa nhìn đã biết vật mô phỏng là thật hay giả, nếu chưa thấy tận mắt, tuyệt đối không thể mô phỏng ra được. Lạc Vân Thường cười mê người, nội tâm cười lạnh không thôi, thầm nghĩ, năm đó tổ tiên của ngươi dùng chiêu này gạt ta, không thể ngờ báo ứng khó chịu, hiện tại có thể dùng lừa gạt lừa ngươi. Năm đó tổ tiên thương yêu nhất tộc cũng ngưng tụ ra vật này, bị Cố Thanh Thanh ghi nhớ trong đầu, hiện tại phục chế ra hình chiếu lừa gạt con cháu của hắn, sợ là năm đó thương yêu cũng không nghĩ ra chuyện này. Lạc Vân Thường híp mắt cười nói. Xem đi, bổn cô nương không có lừa ngươi a. Mạch thở dồn dập, lúc này từ từ bình tĩnh lại, trên mặt có thần sắc phức tạp chớp động. Nếu Phạm Yêu Thánh Công thật sự trong tay của ngươi, bổn tọa tự nhiên có thể tha cho ngươi khỏi chết, giao nó cho ta. Tất cả đều dùng Phạm Yêu Thánh Công làm chủ, chuyện khác đều bất chấp. Hơn nữa đạt được Phạm Yêu Thánh Công thì hắn không có khả năng tha mạng cho Lạc Vân Thường. Chuyện này Lạc Vân Thường tự nhiên cũng biết, nhưng có thể kéo một hồi, huống hồ nàng cũng không có thánh công trong tay, chỉ cần tách mạch và Lý Vân Tiêu ra, chính mình muốn thoát thân vẫn có nắm chắc. Hơn nữa huyết thần châu đã phát huy tác dụng, không ngừng chữa trị thân thể tổn thương, lực lượng vẫn đang tăng cao. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói, mạch đại nhân, chỉ mô phỏng mà thôi, quá không nghiêm cẩn mà. Cái gọi là Phạm Yêu Thánh Công chỉ cần nhìn mô phỏng là có thể tạo ra đấy. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, mi tâm có hào quang lóe lên, lập tức ngưng tụ ra tượng thánh độc nhất vô nhị như Lạc Vân Thường vừa rồi, cũng khí tức bức người, chấn nhiếp tâm thần. Hào quang trong mắt Lý Vân Tiêu lập lòe, tâm niệm thay đổi thật nhanh, giờ phút này cho dù như thế nào cũng không thể để Lạc Vân Thường rời khỏi, nếu không cá vào biển cả, sợ là không có ngày cứu Lạc Vân Thường rồi. Mạch há hốc mồm, giật mình nói. Cái này, sắc mặt Lạc Vân Thường trầm xuống. Nổi giận mắng. Người đồ chết tiệt không có lương tâm, bổn cô nương nếu muốn chết, trước tiên sẽ vặn đầu của mình xuống, dù sao ngươi muốn hại ta, ta cũng không sống được. Nàng cũng thật làm tư thái vặn đầu, Lý Vân Tiêu sợ hãi câm miệng, trên mặt trắng bệch. Tuy không tin nàng thật vặn, nhưng kết quả mình không thừa nhận nổi. Lạc Vân Thường cười ha hả, đặt tay xuống, nhìn qua Lý Vân Tiêu mặt không chút máu, khẽ nói. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Lý Vân Tiêu. Lạc Vân Thường hừ lạnh nói. Tiểu tình lang thiên tư đúng là dọa người, chỉ nhìn một cái có thể mô phỏng như thật. Nhưng việc này tin hay không là do tiểu bạc phơ quyết định. Tóm lại bổn cô nương chết thì Phạm Yêu Thánh Công vĩnh viễn chôn vùi trần thế, có lẽ mấy chục vạn năm sau xuất hiện cũng không chừng. Lý Vân Tiêu thấy nàng nói như vậy, nếu không phải tượng thánh trong tay của hắn, sợ là mình cũng sẽ tin là thật. Hắn phiền muộn hừ lạnh một tiếng. Chính mình lại không thể lấy tượng thánh ra, xem mạch rất bức thiết với tượng thành, không nên rước họa vào thân. Hơn nữa hắn nhất sợ chính là bức Cố Thanh Thanh tới đường cùng, nói không chừng thật vặn đầu Lạc Vân Thường xuống. Mạch dường như có quyết định, nói. Tốt, chỉ cần có một tia khả năng đạt được Phạm Yêu Thánh Công, bổn tọa sẽ giữ ngươi lại, nhưng nếu ngươi gạt ta, chờ đợi ngươi cũng không phải chỉ là hút máu đơn giản như vậy. Trong mắt hắn có hàn quang lóe lên, xiềng xích xuất hiện chung quanh. Kết thành trận pháp. Lạc Vân Thường cả kinh, nói. Tiểu bạc phơ ngươi có ý gì? Mạch cười lạnh nói. Bổn tọa đã lưu ngươi một mạng, tự nhiên cũng phải đề phòng một chút, làm sao có thể cho ngươi tự do. Thần sắc Lạc Vân Thường cả kinh, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, tùy ý xiềng xích quấn quanh người, sau đó hóa thành đạo trận trói quanh người nàng. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn,
Giờ phút này trên người Lạc Vân Thường sinh ra mấy đạo phù văn màu bạc, nó hoàn toàn giống pháp tắc chi liên. Lạc Vân Thường cũng cảm thấy không đơn giản, sắc mặt rốt cục bắt đầu khó coi. Mạch nhe răng cười nói. Người rất thông minh, nếu vừa rồi phản kháng, kết cục rất thê thảm, hiện tại trung thực đi thôi. Lạc Vân Thường xoay người, u oán chừng Lý Vân Tiêu, nói. Nam nhân vô dụng, trơ mắt nhìn tình nhân của mình bị bắt, đệ tử này của ta mắt mù rồi. Lý Vân Tiêu. Hắn dùng tay gõ gõ trán, nói. Ta cứu ngươi, nhưng ngươi phải rời khỏi thân thể Vân Thường. Lạc Vân Thường lắc đầu nói. Như vậy sao được, thân thể này đã dung hợp thải hồng thạch vào huyết thần châu, ta sao cam lòng chứ? Lý Vân Tiêu vung vẫy tay từ biệt, nói. Vậy thì gặp lại, đi theo Mạch đại nhân một đường bình an. Lạc Vân Thường dường như không khẩn trương, cười mắng. Không có lương tâm, lần chia tay này là vĩnh biệt đấy. Nội tâm Lý Vân Tiêu run lên, hai tay nắm chặt lại. Lạc Vân Thường giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, nghiêng đầu cười nói. Như thế nào, còn do dự sao? Bây giờ có thể cứu ta cũng chỉ có ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Mạch đại nhân chính là đăng phong tạo cực, ta cứu ngươi còn không phải muốn chết. Lạc Vân Thường khẽ gắt một tiếng, nói. Thiệt thòi ngươi còn là nam nhân, anh hùng cứu mỹ nhân, chết là hết. Ngươi chết, đệ tử này của ta rất cảm động. Lý Vân Tiêu im lặng, gặp gỡ một sát tinh như vậy, có cảm giác tâm lực hao tổ quá độ, không biết làm sao mới có thể cứu Lạc Vân Thường, hắn nói. Ta lại hỏi ngươi, cung chủ thần Tiêu Cung đang ở đâu? Ánh mắt Lạc Vân Thường đảo một vòng, cười khanh khách nói. Không thể ngờ ngươi là hạt giống đa tình, con gái tốt của thần Tiêu Cung đều bị ngươi thu cả. Nhưng mà khúc hồng nhan đúng là khuynh quốc khuynh thành, cho dù là bổn cô nương gặp cũng có chút động tâm, huống chi ngươi là nam nhân. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta sẽ cho ngươi biết khúc hồng nhan ở đâu. Tốt, thành giao. Lý Vân Tiêu không chờ nàng đổi ý, liền đáp ứng, chém một kiếm vào mạch. Cho dù hắn như thế nào cũng không để mạch mang Lạc Vân Thường đi. Dòng dài lâu như vậy chỉ là vì bàn điều kiện, có thể bía tung tích khúc hồng nhan đã là thu hoạch không nhỏ. Hơn nữa chỉ cần cứu hồng nhan ra, sẽ có biện pháp áp chế Cố Thanh Thanh. Mạch nghe hai người lại nhảy dòng dài, đã sớm không kiên nhẫn, đang muốn thúc giục, lại không nghĩ tới chờ được một kiếm chém qua. Hắc hắc, anh hùng cứu mỹ nhân, thật sự là ngu ngốc tới cực điểm. Cũng tốt, dù sao sớm muộn cũng giết ngươi, hiện tại giải quyết ngươi cũng chỉ chậm một chút thôi. Dường như tôn nghiêm cường giả bị khiêu khích, mạch mỉa mai cười một tiếng, trong mắt mang theo sát cơ, ngọc cốt đao giơ lên. Phanh! Hai kiện binh khí chạm vào nhau, không gian chấn động mãnh liệt. Lạc Vân Thường cũng sững sờ một chút, không thể ngờ đối phương sắc bén như vậy, tuyệt không dây dưa dài dòng, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng. Chết! Mạch quát một tiếng, cốt ngọc đao chém thẳng vào kiếm thương chạm hồng, đao khí khủng bố đánh Lý Vân Tiêu và kiếm bay ra sau. Dưới đao huyễn hóa ra hình rồng, hét lớn đuổi theo mau. Lực lượng thật biến thái. Trong lòng Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, hắn đã giao thủ qua nhiều cường giả, có thể vững vàng chống lại người trước mặt cũng chỉ có Quỷ Vương ở thành Hồng Nguyệt, đệ nhất võ đế Ngạo Trường Không, quốc chủ Tuyết Quốc Phong Yếu Ly. Sợ rằng Tiểu Hồng và Lăng Bạch Y cũng còn kém một chút. Tinh Tuyền bảo, trong lúc nguy cấp, hắn lập tức thi triển ra chiêu thức của ma chủ, hắn rót lực lượng vào trong huyền khí. Huyền khí nổ tung. Ồ! Hai âm thanh kinh ngạc vang lên, một là từ mạch, một là từ Lạc Vân Thường. Ầm ầm! Lực lượng màu vàng nổ tung phóng ra bốn phương tám hướng, thân ảnh mạch xuất hiện cách đó mấy trượng, không thể tiến lên. Lý Vân Tiêu đánh ra một chiêu này cũng không dám dừng lại, trực tiếp hóa thành lôi đình lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện bên cạnh Lạc Vân Thường, bắt lấy nàng, quát. Đi! Thân ảnh hai người lóe lên cách đó 10 trượng, liền một dòng máu tươi kinh khủng bay đến, cả động thiên biến thành biển máu, trong không gian có huyết linh cao 10 trượng hiện ra, một tay đập vào hai người. Lạc Vân Thường nói, ngươi chắc chắn có thể biện pháp cởi bỏ phong ấn trên người ta, chỉ cần ta có thể hành động tự do, liền có thể bằng vào lực lượng không gian nơi này mang ngươi ra ngoài, nếu không không có phần thắng. Nàng trước kia có thể quần nhau với mạch là nhờ vào quy tắc trong động thiên. Tuy thực lực kém không nhỏ, mạch vẫn không làm gì được nàng, cho đến khi Lý Vân Tiêu ra tay, mạch mới có thể bố trí long khóa tinh không đại trận. Ngươi đừng gây phiền cho ta.
Lý Vân Tiêu đẩy Lạc Vân Thường ra, ma vân hiện ra đầy trời, ngưng ra chân ma pháp tướng, đỉnh thiên lập địa, quan sát biển máu. Lạc Vân Thường ăn cả kinh, sợ hãi nói. Cái này, nội tâm của nàng vô cùng khiếp sợ, tiểu tử này rốt cuộc là người phương nào, vì sao mang nhiều công pháp tuyệt thế như vậy, nhưng lại có được Nghê Hồng Kiếm, còn có rất nhiều ma công thần thông. Chân ma pháp tướng đứng ngạo nghễ trời cao, sáu tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo tinh hoàn không ngừng bay quanh trời cao. Toàn thân Lý Vân Tiêu bị ma khí bao phủ, hai đồng tử biến thành màu đen. Lục đạo ma binh. Hắn quát một tiếng, chân ma cự linh pháp tướng ngưng trọng, một tay đưa vào tinh hoàn, cả pháp thân đều tùy run rẩy theo, sáu tay của Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết cũng run rẩy lợi hại, hào quang ba màu lưu chuyển bất định. Lạc Vân Thường cả kinh ngây ngốc, hoảng sợ nhìn qua ma vân, pháp tướng rút chiến phủ màu xanh trong tinh hoàn ra, chiến phủ cổ xưa nhìn không có gì lạ, chỉ là tuế nguyệt đã lâu. A Lại Huyền Việt, chiến phủ này lúc đại chiến với Tiểu Hồng, đế giả đã từng thi triển qua, Lý Vân Tiêu nhận ra, vô cùng kích động. Đây là lần đầu tiên hắn cầm được thật thể ma binh, cảm thụ được uy lực mênh mông trong đó, giống như không ngừng vượt qua thời không. Nó hoàn toàn không thuộc hiện tại, thậm chí không thuộc về thế giới này. Chảm, chân ma cự linh, pháp tướng dữ tợn giống to một lời này, A Lại Huyền Việt lập tức rút ra hoàn toàn, nó chém thẳng vào Long Tỏa Tinh Không đại trận. Cả động Thiên Ngũ Hà Sơn dưới một kích này bị Huyền Việt chém ra vỡ, huyết linh bị lực lượng này đánh nát. Sau đó là một đạo hào quang kinh thiên chém vào đại trận. Ầm ầm, trong đại trận có vô số ma vân màu bạc bay ra, nó bốc lên như hơi nước, không ngừng tiêu tán trên không trung. Lực lượng này không có khả năng. Trên Long Tỏa Tinh Không đại trận, thân ảnh mạch hiện ra, Cốt Lân Song Nhận Thủ trước người chống lại lực lượng A Lại Huyền Việt, bị đánh bay lui ra sau. Thân thể huyết ảnh của mạch cũng phải nổ tung trước lực lượng này, hóa thành từng đám huyết vụ bắn tung tóe, nhưng chung quy cũng không nứt vỡ, cũng không bị chấn áp. Nội tâm của Lý Vân Tiêu kinh hãi, một kích của lục đạo ma binh cũng không thể chém giết hắn, Lạc Vân Thường triệt để hóa đá, hắn hóa thành lôi điện kéo nàng chạy ra khỏi động thiên. Sau một kích lục đạo ma binh, nguyên lực trong người Lý Vân Tiêu hạ thấp, đã tới mức dầu hết đèn tắt, giờ phút này dốc sức liều mạng chạy trốn là lực lượng cuối cùng. Ngay cả Lạc Vân Thường cũng cảm nhận rõ ràng, cười khanh khách nói. Tiểu tình lang không tệ, thực bán mạng, có thực lực lại có tướng mạo, về sau sẽ giới thiệu mấy mỹ nữ cho ngươi. Lý Vân Tiêu vội vàng thoát thân, vẫn không quên chắp tay nói. Đa tạ. Lạc Vân Thường che miệng mà cười, nói. Không khách khí, nên thế. Ầm ầm. Ngay vào lúc động thiên bị A Lại Huyền Việt đánh chấn động dữ dội, đột nhiên cả sơn thể rung lên kịch liệt, lực lượng khổng lồ không biết áp xuống từ đâu, thân thể lôi đình của Lý Vân Tiêu biến thành phiêu hốt bất định. Phốc. Bị lực lượng này trùng kích, rốt cuộc Lý Vân Tiêu gánh không được, trực tiếp hóa ra chân thân, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không nói hai lời, vội vàng cầm thiên tài địa bảo nuốt vào. Không gian đang chấn động cũng khôi phục lại. Đồng thời ở xa xa có đôi mắt đỏ bừng giận dữ và đầy sát khí nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, thần thức cũng tập trung vào hắn. Lạc Vân Thường nói. Hai vị đứng đấu, không gian nơi đây cực kỳ kiên cố, trừ phi cả tòa Ngũ Hà Sơn bị hủy, nếu không không thể phá vỡ. Một kích vừa rồi chấn động bên ngoài, trực tiếp đánh nát trận pháp không gian bên ngoài, thật sự không phải chuyện đùa. Mạch thoá một búng máu nước, cười lạnh nói. Thì tính sao? Lạc Vân Thường nói. Hai vị sẽ không sợ liều đến lưỡng bại câu thương sẽ có kẻ ra mặt chiếm tiện nghi sao? Ha ha ha, lưỡng bại câu thương. Mạch giận quá thành cười, giữ tợn nói. Chỉ bằng hắn mà đấu lưỡng bại câu thương với ta sao? Một chiêu vừa rồi hắn đã hao hết lực lượng, kế tiếp chỉ là chờ chết mà thôi. Chờ ta chậm rãi rút xương hút máu của hắn, sau đó lại đánh tan hồn phách hắn ra. Hai tay Lạc Vân Thường cuốn vào nhau, thất kinh nói. Thật tàn bạo huyết tinh nha, nghe hắn nói như thế, bộ dáng nàng sợ hãi làm người ta buồn cười. Mạch sững sờ một chút, tức giận trừng mắt nhìn nàng. Lạc Vân Thường cười khanh khách nói. Ta rất ưa thích tiểu tình lang này nha, ngươi cũng đừng giết hắn, nếu không ta sẽ không cho ngươi phạm yêu thánh công đâu. Ngươi dám uy hiếp ta. Mạch đại tức giận. Lạc Vân Thường rầm rì, nói. Đừng quên bổn cô nương là nữ hài tử đầu óc nhiều khi mất linh, nếu ta mất hứng, nói không chừng còn làm chuyện ngu ngốc đấy.
mạch. Lý Vân Tiêu cũng im lặng một hồi, nói. Hồng Nhan đang ở đâu? Giờ này cũng chỉ có nàng mới cứu được chúng ta thôi. Hơn nữa ngươi dù sao cũng là tiền bối của nàng sẽ không quá mức làm khó ngươi. Lạc Vân Thường cười nói. Nàng bị ta dụng kế chân áp dưới Ngũ Hà Sơn, trừ khi nhốt tận gốc Ngũ Hà Sơn, bằng không nàng không ra được. Lý Vân Tiêu tức giận. Ngươi lão phụ bà này, thật ác độc. Lạc Vân Thường lạnh lùng nói. Ngươi nói ta nhẫn tâm, vốn định nói cho ngươi biết biện pháp, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều. Lý Vân Tiêu. Chấm, tiền bối, Cố Thanh Thanh tiền bối, ngài nói thế nào cũng là người đức cao vọng trọng, tên lưu sử sách, được người người kính ngưỡng, vĩnh viễn là cao nhân bất hủ, không cần phải khó xử hậu bối như ta đấy chứ. Trái một câu tiền bối, phải một câu tiền bối, bổn cô nương bị ngươi nói giả như vậy, không chơi. Lạc Vân Thường là lướt không chịu, mặt mũi tràn đầy không vui. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu sinh ra ngọn lửa vô danh, hận không thể một chưởng chụp chết nàng. Lạc Vân Thường nhìn thấy lửa giận trong mắt của hắn, cười ha hả, nói. Chút nhẫn nại như vậy cũng không có, làm sao mà làm đại sự, khó thành sự nha. Lý Vân Tiêu nhìn qua Lạc Vân Thường giờ phút này không có sợ hãi, bộ dáng hoàn toàn là bất cần đời, chờ mình khôi phục thực lực lại đánh nàng một trận, để nàng trung thực một chút. Hắn đã quyết không quan tâm tới nàng, há miệng nuốt thiên tài địa bảo, hơn nữa thi triển bí quyết tạo hóa nhất mạch, dốc sức liều mạng thu nạp linh khí chung quanh. Tiểu tình lang, phương pháp thổ nạp của ngươi rất kỳ quái nha, bổn sự của ngươi không thấp, những thần thông kia học ở đâu thế? Lạc Vân Thường làm sao an phận, bắt đầu hỏi. Thật sự là đủ rong dài, một người chết hỏi nhiều như vậy làm chi? An tĩnh cho ta, chờ ta giết hắn, liền rời khỏi nơi đây đi tìm Phạm Yêu Thánh Công. Ngay cả mạch cũng không chịu nổi, vốn định lại khôi phục một ít nguyên lực, dùng ứng phó thế cục bên ngoài, nhưng hắn tự đánh giá thế cục, bên ngoài chỉ có thương và hoang là có thể ngăn cản hắn mà thôi. Chỉ cần mình một lòng cầu đi, cho dù là hai người này cũng không thể làm gì được mình. Hắn cầu Phạm Yêu Thánh Công sốt ruột, cũng không muốn chờ nữa, đi nhanh về phía Lý Vân Tiêu. Lạc Vân Thường cả kinh nói, ngươi sẽ không thực muốn giết hắn chứ, tiểu tử này tuy suy yếu. Nhưng vùng vẫy trước khi chết ngươi cũng không tốt hơn đâu, không bằng chúng ta bây giờ đi, không cần lo cho hắn. Trên người Lý Vân Tiêu có quá nhiều bí mật, Lạc Vân Thường còn không muốn hắn chết. Hừ, vùng vẫy trước khi chết, quả thực là chê cười. Mạch làm sao quan tâm tới, cười lạnh một tiếng, Lý Vân Tiêu đờ nỏ mạnh hết đà, sao lại, há có thể nhìn không ra. Thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, cốt ngọc đao chém xuống. Không muốn. Lạc Vân Thường kinh hô một tiếng, liền trông thấy không gian bên cạnh Lý Vân Tiêu chấn động, một khối ngọc bia chìm nổi hiện ra, một thân ảnh phá không xuất hiện. Một người cầm song kiếm, sắc mặt ngưng trọng chém lên ngọc cốt đao. Phanh! Hai bên va chạm nhau, tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên. Ba kiện binh khí không ngừng có long ảnh hóa ra, phóng ra khắp bốn phía. Lý Vân Tiêu cũng ở quá gần, giữa âm ảnh hưởng đánh tới. Lập tức bị chấn động sinh ra nội thương, bay ra ngoài hơn trăm trượng. Lạc Vân Thường và Mạch ngây ngốc, bị biến hóa trước mặt làm cả kinh, đều xoa xoa mắt của mình, dường như không tin nổi. Mạch nhanh chóng khiếp sợ khi nhìn thấy có mấy người xuất hiện, lại nhìn qua long ảnh đầy trời, trong mắt của hắn mở to hơn vài phần. Đây là huyền khí gì? Long uy trên song kiếm kia không dưới cốt lân song nhận của hắn, hoàn toàn cân sức ngang tài. Sa Vưu không phải không tâm kinh đảm hàn, hắn có cửu bí long thân, lại được thập giai long huyết của La Thanh Vân cải tạo, thân thể mạnh mẽ bước thẳng thập giai chân linh, hắn vẫn bị cốt lân song nhận làm run rẩy vài lần. Cốt đao này là thứ gì thế này? Sa Vưu cắn răng hỏi, mạch cũng khôi phục tinh thần lại, lực lượng không ngừng tăng cường, ép hắn thở gấp không dứt. Từ trên lực lượng, đặc biệt là long khí trên cốt lân song nhận trực tiếp chấn nhiếp hồn phách của hắn. Bắc Quyến Nam đi ra khỏi giới thần bi, lăng không chém xuống một kiếm, chém thẳng vào đầu mạch. Con sâu cái kiến, cút. Mạch hét lớn một tiếng, tay trái cầm kim lân đánh qua một bên. Phanh. Kim quang chói mắt sinh ra, đánh Bắc Quyến Nam bay ra xa xa. Gương mặt mô phỏng của Bắc Quyến Nam biến mất, trạng thái hủ thi xuất hiện, sắc mặt đáng sợ. Cái gì, cái này, đây là vật gì? Mạch ăn cả kinh. Lập tức hiểu đối phương không phải nhân loại bình thường, quát. Yêu ma quỷ quái,
đi chết đi. Tay trái xoay tròn, Kim Lân Nhận hóa thành kiếm quang chém xuống, kiếm này mang theo uy áp khủng bố xé rách không gian bay đi. Ông ông ông! Đột nhiên có rất nhiều thi lão bay thẳng tới, ngăn cản hắn ra tay. Chi, đây là quỷ quái gì thế này? Mạch đã giật mình, Kim Lân Nhận không dám đánh tới nữa, mà là thu hồi lại, hắn cầm nó thủ hộ bên người. Những thi lãi kia bị kim quang đánh nát không ít. Sau khi Bắc Quyến Nam ra tay, áp lực của Sa Vưu nhỏ đi không ít. Đột nhiên cương phong đánh tới, lăng không hóa nhận, chém thẳng vào mạch từ phía sau. Mạch đã hai mặt thụ địch, lực lượng cương phong làm hắn sởn gai ốc, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng nếu bị đánh chúng cũng bị lột ra. Hắn hét lớn một tiếng, cốt lân song nhận chấn động trước người, chém vỡ vô số thi lãi, Sa Vưu cũng bị lực lượng hung mãnh đánh bay. Sau đó mạch quay người một kích, chém vỡ cương phong đánh tới. Nhưng cương phong lại đánh tan quang nhận chém tới. Cái gì? Mạch cả kinh, nhưng ngàn vạn cương phong đánh tới hắn khó tránh né được. Phốc, phốc, phốc. Thân thể của hắn bị cương phong chém ra vô số lỗ máu, cả thân thể hóa thành huyết vụ trốn đi. Ngàn vạn cương phong đánh xong đã biến thành cá sâu, hai mắt sinh ra hung quang nhìn chằm chằm vào đối thủ. Lạc Vân Thường bị cảnh trước mặt làm ngây ngốc, đột nhiên nàng nhíu mày, thét to. Siêu phẩm huyền khí, ngươi có siêu phẩm huyền khí, hơn nữa là giới thần bi. Giọng nói bén nhọn mang theo bối rối, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, giống như nhìn thấy đồ ăn ngon, nhịn không được muốn lao tới ăn tươi ngay lập tức. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, nói. Ngươi cũng biết giới thần bi. Chi? Lạc Vân Thường liên tục hít khí lạnh, hoảng sợ thối lui. Khó tin nổi, kinh ngạc nói. Thật sự là giới thần bi thật sự xuất hiện vào thời đại này, Lý Vân Tiêu nói. Người biết rõ bao nhiêu về giới thần bi? Lạc Vân Thường sau khi khiếp sợ thì ngẩn người, dường như mất đi năng lực suy nghĩ. Lý Vân Tiêu vẫn không ngừng tìm hiểu chuyện của giới thần bi, đặc biệt là chuyện khí linh, đây là thiên thánh khí giới thần bi, nếu có thể phát huy uy lực như lục đạo ma binh, vậy hắn ỷ vào huyền khí này cũng đủ quét ngang thiên hạ. Cũng không chật vật như trước mắt. Nhưng hắn liền hô Lạc Vân Thường vài câu, đối phương vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, dường như có tâm sự gì đó, bộ dáng thất thần. Mạch hóa thành huyết vụ và gào rú, sau đó mới dần dần ngưng ra chân thân, hiển nhiên bị ba người vừa xoát hiện đánh phát mộc, cho đến khi nghe Lạc Vân Thường hốt hì hắn tỉnh ngộ, lộ ra thái độ hung ác chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói. Ngươi có thánh khí? Lý Vân Tiêu nói. Ta cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi hỏi làm cái gì? Mạch tức giận. Bổn tọa hỏi cũng không được. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không được. Mạch giận dữ, cả thân thể hóa thành huyết thủy nhấp nhô, vô số nhiệt lượng bốc lên như hơi nước, uy áp truyền ra. Sa Vưu ba người đều cảnh giác, bay tới bên cạnh Lý Vân Tiêu, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Dùng lực lượng của Mạch, mặc dù ba người bọn họ liên thủ cũng cố hết sức. Huống chi đối phương còn bị Lý Vân Tiêu đánh trúng một chiêu huyền Việt, nếu không càng khó địch nổi. Sau đó Mạch tức giận một hồi, hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, nhìn tới mức Lý Vân Tiêu đầy sợ hãi. Ánh mắt ác độc này từ từ nhạt đi, thu nạp huyết khí đầy trời trở về. Huyết thân của Mạch cũng biến mất, hóa thành người bình thường, dường như không muốn tái chiến. Lý Vân Tiêu nhíu mày, không rõ hắn có ý gì. Mạch nói thẳng. Không đánh, Cố Thanh Thanh, người đi theo ta. Cố Thanh Thanh dường như phục hồi tinh thần lại, cũng không để ý tới Mạch, mà là nhìn Lý Vân Tiêu hỏi. Người tên là gì? Lý Vân Tiêu cau mày nói. Như thế nào, hai vị vừa thấy ta có thánh khí, triệt để ngây ngốc rồi sao? Dùng thực lực của hai vị không cần giật mình như vậy nha. Cố Thanh Thanh dường như không có bộ dáng bất cần đời như trước, nói. Tiểu thí hài ngươi hiểu cái gì? Thánh khí xuất thế vốn không giống bình thường, huống chi trong tay ngươi chính là giới thần bi, ngươi có biết ý nghĩa và lai lịch của nó không? Lý Vân Tiêu nói, ta không biết, ngươi nguyện ý nói cho ta biết sao? Cố Thanh Thanh gật đầu nói, ta biết biết không ít, nhưng ta không thể xác nhận trong tay ngươi có phải giới thần bi hay không, ngươi để ta cầm quan sát cẩn thận một chút. Ha ha, Lý Vân Tiêu cười nhạo nói, thực xem ta là tiểu hài tử sao? Mánh khóe lừa người cấp thấp quá rồi. Cố Thanh Thanh đỏ mặt lên, lại biến thành bộ dáng bất cần đời, tức giận nói. Cho ta nhìn một chút cũng không được sao.
Nàng cẩn thận duỗi ngón tay ra, ánh mắt đảo tới đảo lui. Không được. Lý Vân Tiêu lúc này từ chối, nói. Trừ phi ngươi ra khỏi cơ thể Vân Thường, việc này không thương lượng. Trên mặt Cố Thanh Thanh lộ ra bộ dáng ngượng ngùng. Mạch cười lạnh nói. Thánh khí đều có chủ ký sinh, không cưỡng cầu được, cho dù hắn thực cho ngươi, ngươi cũng không có mạng cầm đâu. Đừng chậm trễ thời gian, theo ta đi thôi. Sau khi phát hiện Lý Vân Tiêu xuất ra thánh khí thì hắn tỉnh táo lại. Không nói đến bản thân thánh khí có bao nhiêu uy lực, trong lòng của hắn không có tư vị, ba người trước mặt cũng không phải quả hồng mềm để hắn tùy ý bóp nắn. Mục tiêu cuối cùng của hắn chính là Phạm Yêu Thánh Công, căn bản không muốn tiếp tục chiến tranh vô nghĩa này nữa, huống hồ bên ngoài còn có rất nhiều chuyện xấu. Như cuối cùng vẫn là hai bên thành lưỡng bại câu thương, mất đi manh mối Phạm Yêu Thánh Công thì hắn khóc không ra nước mắt. Cố Thanh Thanh khẽ nói. Tiểu Bạc Phơ, người mới bao nhiêu? Dám đến yêu cầu này nọ với bổn cô nương, thật sự là không biết trời cao đất rộng, làm trò cười cho người trong nghề. Thời điểm bổn cô nương nghiên cứu thánh khí, gia gia của ngươi còn chưa ra đời đấy. Sát khí của Mạch bộc phát khi nghe lời này của nàng, tức giận hừ một tiếng mới áp chế xuống, quát. Ít chậm trễ thời gian, đi theo ta. Lý Vân Tiêu nâng kiếm lên, chỉ vào hắn cười lạnh nói. Muốn dẫn Cố Thanh Thanh đi, liền tái chiến đến cùng. Hắn cũng nhìn ra Mạch không có tâm tư đánh nhau, hắn lại không muốn đánh nhau, ước gì có thể cùng không đánh. Mạch cười lạnh một tiếng, nói. Nàng bị pháp tắc ngân vân của Cốt Lân Song nhận trói buộc, trong thiên hạ khó giải, nếu không đi theo ta, thực lực toàn thân càng ngày càng yếu, cuối cùng nhất căn cơ sụp đổ, võ đạo không còn. Nội tâm Lý Vân Tiêu chấn động, hắn cảm thấy kinh nghi bất định, dù sao ngân vân thấp phần tương tự phủ văn pháp tắc chi liên, hắn cũng không có khả năng phá giải. Cố Thanh Thanh nhưng lại cười khanh khách nói. Tốt cho Tiểu Bạc Phơ, rất xấu nha, lại ra tay độc ác với người ta như vậy. Nàng nhìn Lý Vân Tiêu nói. Yên tâm đi, lão yêu còn không thể tổn thương ta, ta đi theo hắn một chuyến. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Có thể tổn thương ngươi hay không, ta cũng mặc kệ, lưu thân thể Vân Thường lại, bản thiếu gia không quản sống chết của ngươi. Cố Thanh Thanh nháy mắt vài cái, cười nói. Cho dù ta lưu thân hình lại, thân thể này đã trúng pháp tắc ngân vân, trừ Cốt Lân Song nhận của Mạch ra, thiên hạ khó giải, ngươi có biện pháp gì hay sao? Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, cảm thấy đầu óc choáng váng. Thân thể Lạc Vân Thường còn chưa đoạt lại, hiện tại đã bị phù văn màu bạc quỷ dị quấn lấy, quả nhiên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cố Thanh Thanh cười nói. Nhìn ra được ngươi rất có lương tâm với đệ tử của ta. Như vậy đi. Sau khi bổn cô nương trở về hảo hảo nói chuyện với ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng thay ta làm một chuyện, ta sẽ cân nhắc trả lại cho ngươi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu sáng ngời, vội hỏi. Chuyện gì? Nội tâm của hắn phi thường hoài nghi, trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, hơn nữa thân thể Lạc Vân Thường đã nuốt huyết thần châu, Cố Thanh Thanh sao có thể cam lòng chứ? Cố Thanh Thanh nói. Chuyện gì thì ta tạm thời chưa nghĩ ra, sau khi nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi có giới thần bi nơi tay, ta nhất định sẽ quay về tìm ngươi, cho nên không cần lo lắng cho ta sẽ chạy đi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, nhưng hiện tại tiến thối lưỡng nan, không nói hắn có thực lực lưu Cố Thanh Thanh hay không, cho dù cưỡng ép lưu lại, phù văn màu bạc trên người Lạc Vân Thường cũng không phải hắn có thể giải trừ. Ngươi tìm ta là vì giới thần bi, ngươi rất hiểu nó hay sao? Lý Vân Tiêu thăm dò, hy vọng có thể tìm được manh mối khí linh. Cố Thanh Thanh nói, bia này quan hệ tới số mệnh của thiên võ giới, có thể thấy được ngươi là người có thiên mệnh trên người, trong đó thêm nữa. Tình hình cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, mặc dù biết rõ cũng không cách nào tiết lộ cho ngươi. Lý Vân Tiêu thầm mắng một câu, nói như vậy cũng vô ích, dứt khoát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Bia này mặc dù trong tay của ta, lại thiếu khuyết khí linh, ngươi có biết biện pháp nào tìm trở về không? Khí linh. Cố Thanh Thanh cả kinh, hiển nhiên là không biết, trầm ngâm một lúc, nói. Thứ này cũng có khí linh sao? Ta mặc dù không biết được, nhưng có người biết, ta có thể thay ngươi đi hỏi hỏi hắn. Là ai? Lý Vân Tiêu kinh hỏi. Cố Thanh Thanh cười hắc hắc, nói. Nói ngươi cũng không biết được, mặc dù là mặt mũi của ta, hắn chưa chắc bán đâu. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Nghe ngươi nói, dường như là người quen cũ của ngươi. Vậy tuổi của hắn?
Cố Thanh Thanh cười nói. Ha ha, ngươi đừng hỏi, chuyện khí linh ta sẽ nghe ngóng thay ngươi, nếu người nó biết rõ giới thần bi xuất thế chắc chắn sẽ có hành động, bổn cô nương rất chờ mong đấy, ha ha. Lý Vân Tiêu hồ nghi bất định, không biết nói tiếp như thế nào. Mạch cười lạnh nói. Trước đừng cười quá sớm, nếu không tìm thấy Phạm Yêu Thánh Công, đến lúc đó thì ngươi sẽ khóc ngay thôi. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu có chút lo lắng, dù sao Phạm Yêu Thánh Công thật đang ở trên người hắn, hắn nghi vấn nhìn qua Cố Thanh Thanh. Cố Thanh Thanh mỉm cười lắc đầu, ý bảo chính mình không có nguy hiểm. Lý Vân Tiêu nói, tốt, nếu ngươi cố ý muốn đi, ta cũng không ngăn cản, hơn nữa tin tưởng ngươi sẽ trở về, nhưng mà phải nói với Mạch Đại Nhân, ta có một điều kiện, đó là rút đại quân yêu tộc bên ngoài. Mạch biến sắc, lạnh lùng nói, dựa vào cái gì? Ngươi hà đức hà năng gì mà bảo ta rút quân? Lý Vân Tiêu nói. Không dựa vào cái gì, dùng thực lực của đại nhân chắc chắn không dưới thương, trước kia biến ảo phân thân ra ngoài, chỉ sợ cũng vì mê hoặc thương thôi. Có tâm kế này, tất nhiên là có mưu đồ, đại quân 3.000 đại yêu kia nếu tái chiến, chết tổn thương quá nhiều, đối với đại nhân cũng bất lợi mà. Sắc mặt Mạch hiện ra vẻ do dự, đột nhiên cười ha hả, nói. Ha ha, nếu ngươi đã khám phá, bổn tọa cũng không giấu giếm. Vị trí yêu hoàng này là chỗ ta sẽ ngồi, ta rút quân cũng được, nhưng nhân tộc các ngươi phải giúp ta gạt bỏ thương và hoang. Nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ động, nhìn hắn nói ra. Ngươi xác định lần này cần gạt bỏ thương và hoang. Sát khí trên mặt Mạch hiện ra, nói. Thương có được hồn thiên nghi, người này quá nguy hiểm, nếu như có cơ hội phải trừ đi cho thống khoái. Lý Vân Tiêu nói. Nếu bọn họ ở bên ngoài liều lưỡng bại câu thương thì có cơ hội. Ta sẽ không để ý giúp ngươi bỏ một gã đại địch. Thương cũng là tâm phúc đại họa trong lòng của hắn. Ầm ầm. Vào lúc hai người đang thương nghị, đột nhiên một hồi đất rung núi chuyển sinh ra, dường như có lực lượng trùng kích từ bên ngoài, không gian bên trong chấn động mạnh, tất cả mọi người vào lúc này chấn động rất mãnh liệt. Cố Thanh Thanh cả kinh, nói. Ngũ Hà Sơn thông thiên tiếp địa. Trực tiếp dẫn động đại địa vận luật, có thể sinh ra chấn động lớn như vậy, tuyệt đối không thể tầm thường được. Sắc mặt Mạch ngưng trọng nói. Thương và thủ hạ của ta phải chiếm thượng phong mới đúng, vì sao chấn động mạnh như vậy, có chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Lý Vân Tiêu sáng ngời, đại hỉ nói. Chẳng lẽ là Thiên Chiếu Tử đến? Trừ Sa Vưu ra, những người khác nhíu mày, cũng không biết Thiên Chiếu Tử là ai. Lý Vân Tiêu giải thích một chút, nói. Thiên Chiếu Tử chính là một trong những lãnh đạo nhân tộc hiện tại. Chúng ta đi ra ngoài trước, nếu như Thiên Chiếu Tử cũng tới thì sợ rằng đại chiến rất thảm thiết, có lẽ sẽ tìm được cơ hội gạt bỏ thương không chừng. Về phần hoang, bọn họ xem ra, bị Vi Thanh dùng tài quyết chi nhận đánh trọng thương, căn bản không phải đối thủ của thương, hiện tại hơn phân nửa đã thua. 5 người và một cá sấu trực tiếp đi ra bên ngoài. Đám người lúc trước còn liều ngươi sống ta chết. Bây giờ biến ảo thành chiến hữu, cuối cùng là hòa thuận bay ra khỏi động thiên. Chỉ thấy bên ngoài bầu trời sáng lạn, khí tức khủng bố bao phủ trời cao, khắp nơi đều có chiến hỏa thiêu đốt, các khí tức không ngừng lan ra các nơi. Chiến đấu dường như tiến vào trình độ cực kỳ thảm thiết, giết rằng co khó phân. Tại sao có thể như vậy? Mạch kinh hãi không thôi, hoàn toàn khác với tình thế hắn suy đoán, tuy yêu tộc hiện tại vẫn chiếm cứ thượng phong, nhưng mà tổn thất rất nặng. Thần thức của hắn quét qua, hơn 3.000 tên đại yêu, đã chết tổn thương mấy trăm người, hơn nữa dường như địch ta có biến hóa, trước kia hoang và nhân tộc là một đám, hiện tại hoang đã chuyển hướng, hắn chung phe với thương, cùng chống lại đại quân nhân tộc. Trong đó lực lượng làm Ngũ Hà Sơn chấn động là 3 người đang đại chiến trên không trung, một người trong đó chính là thương hóa thành chân thân họa đấu, hơn nữa hồn thiên nghi xoay tròn trong tay, khí tức chấn nhiếp thiên địa. Phe còn lại là 2 tên cường giả siêu phàm nhập thánh, một người trong đó mặc trường bào màu xanh, sắc mặt lạnh giá, trong tay cầm một thanh chiến đao màu vàng chém xuống liên tục, công kích hoàn toàn bị hồn thiên nghi áp chế. Chiến đao màu vàng bị thánh khí áp chế, uy năng mất đi phân nửa, sắc mặt nam nhân kia rất cố sức. Một người khác thì là nữ tử, mặt như băng xương, hai tay khu động huyền khí hình tròn tỏa ra hào quang màu xanh lá khủng bố, không ngừng chiến đấu với thương. Tuy hai người trên phương diện huyền khí ăn thiệt thòi, nhưng thực lực bản thân rất mạnh, liên thủ cũng có thể cân tài ngang sức. Lý Vân Tiêu ăn cả kinh,
Hai người này đúng là chấp chính tư thương Ngô Khung và Ti Đình Ngữ rất ít khi lộ diện. Về phần đĩa quay trong tay của Ti Đình Ngữ, hắn tuyệt không lạ lắm, chính là vật của quỷ vương bên ngoài thành Hồng Nguyệt khi trước. Không thể ngờ nàng có thể luyện hóa vật này trong thời gian ngắn như vậy, tuy thi triển ra vẫn còn cứng ngắt, lúc này đã phát huy ra một chút lực lượng, dùng để chống lại hồn thiên nghi, ít nhất là cửu giai huyền khí hiếm có. Ánh mắt của hắn nhìn qua chiến trường, không chỉ có Thương Ngô Khung cùng Ti Đình Ngữ tới, còn có đại lượng cao thủ hàng lâm, trừ thánh vực ra, hóa thần hải cũng phái tới không ít người, nhưng không thấy thân ảnh Liễu Phỉ Yên đâu cả. Đó là, ở chỗ khác của chiến trường, trên không trung vạn dặm là một chiến trường khác, ở đó ôn hòa và rực rỡ hơn nhiều. Hai đạo ngân sắc quang mang như ngân hà lưu chuyển, hình thái biến hóa rất đẹp. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu hoảng sợ một hồi, hai thân ảnh đang ngồi bất động, chỉ là ngẫu nhiên bấm niệm pháp quyết, bọn họ đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Thiên Chiếu Tử. Người nọ chính là một trong tam lão, là Thiên Chiếu Tử đã sớm không hỏi thế sự, được vinh dự là một trong hai tồn tại thuật đạo đỉnh phong. Mà đối thủ hắn chống lại chính là yêu tộc Ngả, hai người thuần túy đang so đấu tinh thần lực, không có bất kỳ cơ hội mưu lợi gì. Ngân hà chung quanh bọn họ là do tinh thần lực biến thành, giống như hiện tượng thiên văn của vũ trụ, không ngừng chìm nổi bất định. Cái này, Mạch và Cố Thanh Thanh đều kinh sợ. Cảnh tượng kịch liệt như vậy hoàn toàn là bộ dáng hai tộc đại chiến, đánh thiên băng địa liệt. Lý Vân Tiêu cũng thu hồi tâm thần, xem ra thánh vực và hóa thần hải có ý định tiêu diệt yêu tộc ở đây. Sau năm đó Cố Thanh Thanh trấn áp yêu tộc dưới Ngũ Hà Sơn, ân oán giữa hai tộc càng ngày càng sâu, chỉ là yêu tộc vẫn thế yếu cho nên ẩn nhẫn không phát, hiện tại rất có xu thế phục hưng, mâu thuẫn xung đột rốt cục nổ tung toàn diện. Thần sắc Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói ra. Cố Thanh Thanh sững sờ một chút, vẻ mặt người vô tội, nói. Như thế nào mang sổ sách tính lên đầu của ta chứ? Việc này là gia gia của gia gia Tiểu Bạc Phơ bảo ta làm, rõ ràng là chính bọn họ yêu cầu. Lý Vân Tiêu nhìn qua nàng, nói. Mấy ngàn năm nay, Cố Thanh Thanh có hình tượng anh hùng của tộc ta đấy. Cố Thanh Thanh cười hì hì, nói. Bổn cô nương thật ngượng ngùng nha, nếu không ngươi đi nói với mọi người đi. Chuyện Ngũ Hà Sơn hoàn toàn là do Thương Yêu nhất tộc bố cục, bổn cô nương chỉ giúp người ta hoàn thành ước nguyện, thuận tay đẩy thuyền mà thôi. Lý Vân Tiêu im lặng nói. Người ngu ngốc sao, việc này nói ra ai mà tin. Người đi nói với bọn họ người chính là Cố Thanh Thanh đi, xem bọn họ ai tin. Cố Thanh Thanh nói. Làm sao bây giờ, đánh kịch liệt như thế, sợ rằng hơn phân nửa cao thủ hai tộc sẽ chết ở đây đấy. Lý Vân Tiêu cũng khiếp sợ quyết tâm của hai đại thánh địa, thánh vực chấp chính tư đã tới 4 vị, còn có Thiên Chiếu Tử và rất nhiều cường giả, hóa thần hải trừ Huyền Hoa và Chân Vũ ra, thuật huyền và nhiều cường giả cũng tới, sợ rằng muốn triệt để trấn áp yêu tộc, đánh tàn yêu tộc trong mấy ngàn năm sau. Nhưng mà, thực có thể làm được sao? Lý Vân Tiêu lo lắng, phụng trộm nhìn qua Mạch, sắc mặt đối phương thập phần bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc nội tâm của hắn. Dùng thực lực của Mạch hoàn toàn không dưới Thương, nếu hắn cũng gia nhập vào chiến trường, sợ rằng thế cục sẽ nghiêng qua một bên. Đó chính là uy năng của thánh khí sao? Nếu như ta có được huyết thần châu, lo gì thánh khí không tới tay? Mạch đầy đau lòng, nhìn hằm hằm Cố Thanh Thanh liếc. Cố Thanh Thanh cũng bị ba người trên kia hấp dẫn, cả kinh nói. Thời đại thánh khí lộn xộn, thiên đạo sắp biến hóa nữa sao? Hồn thiên nghi dung làm một thể với Thương. Thiên địa song trục không ngừng diễn biến trên không trung, bánh xe thôi diễn thiên đạo không ngừng lăn bánh, áp thẳng về phía trước. Hồn thiên nghi tự thành thiên địa, sắc mặt Thương ngưng trọng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Trên người của hắn không có nửa điểm yêu khí, thuần túy là dựa vào khí uẩn bao phủ thiên địa, bản thân hắn giống như ngôi sao trong vũ trụ. Sắc mặt Ti Đình Ngữ và Thương Ngô Khung trắng bệch, bọn họ cảm ứng được khí uẩn cường đại của thiên võ giới đang chậm rãi mất đi. Không ngừng dung nhập vào trong hồn thiên nghi. Thương Ngô Khung nói. Thế giới chi lực càng ngày càng mạnh, ta như lâm vào trong vũng bùn, ta và ngươi đánh ra một kích toàn lực, đánh vỡ gông cùm nơi này, thoát khỏi không gian tại đây. Tốt. Ti Đình Ngữ lạnh lùng nói. Hồn thiên nghi quá mức cường đại, hắn có thể phát huy thứ này mạnh mẽ như vậy, sợ rằng lực lượng của hắn đủ sức áp chế ta và ngươi rồi. Thương Ngô Khung nói. Trước rời khỏi nơi này rồi nói sau. Đại đao xoay tròn trước người, một tay đánh ra mấy đạo ấn quyết, vô số lực lượng dũng mãnh rót vào trong đao, từng đạo thú ảnh gầm thét dữ dội,
quấn lên người, bách thú lao nhanh. Lực lượng không ngừng tăng lên, trong phạm vi mấy trượng chung quanh, thế giới chi lực bị đao mang đanh tan, không ngừng phá không lao đi. Ti đình ngữ bay lên cao, trực tiếp nhảy lên luân hồi đại chuyển bàn, vô số phủ văn bay lên. Sắc mặt bình tĩnh như nước của Thương biến thành hơi xúc động xuống, mở mắt ra, nói. Muốn đi, xem ra ta vận dụng hồn thiên nghi vẫn còn khuyết điểm nhỏ. Ấn quyết biến đổi, lập tức hai sừng trên trán tỏa ra hào quang bạc và vàng, hai tay đặt trước người. Hai đạo hào quang biến thành màu đen trắng, giống như thái cực không ngừng xoay tròn trên không trung, thần thông trấn áp bầu trời, trực tiếp bao phủ hai người vào bên trong. Cố Thanh Thanh cả kinh nói. Họa đấu nhất tộc, thái cực phong thiên ấn. Lý Vân Tiêu nhớ tới phong yếu ly, trong không gian của mình còn phong ấn một tàn hồn của họa đấu, tên kia đoán chừng sẽ không bỏ qua cho mình. Thái cực phong thiên ấn vừa ra, Thương Ngô Khung và Ti Đình Ngữ hai người phá không bay đi bị áp chế. Sắc mặt Ti Đình Ngữ biến hóa, nhưng lập tức chấn định lại, nói. Ấn này vừa ra, mặc dù là ngươi cũng bị áp chế, dùng làm gì? Một chiêu gân gà mà thôi. Thương cười lạnh, nói. Vậy sao, xem ra các người hiểu về họa đấu nhất tộc còn dừng lại ở vài vạn năm trước, thật đáng buồn mà. Hồn thiên nghi hóa thành bộ dáng tiểu cầu, dung nhập vào mi tâm của hắn, không ngừng xoay tròn. Thương bình tĩnh hét lớn một tiếng, thiên địa không ngừng bộc phát hào quang mãnh liệt, yêu khí chưa từng xuất hiện trên người hắn bộc phát mãnh liệt. Cái gì? Thương Ngô Khung và Ti Đình Ngữ đều chấn động, nhìn nhau. Đều nhìn thấy kinh hãi trong mắt đối phương. Tiếng cười của Thương xâm lãnh, không ngừng tiến lên. Hắn cố ý thả chậm bước chân, mỗi khi tiến lên yêu lực cuồn cuộn, trực tiếp chấn động nội phủ đối phương, ngũ tạng lục phủ nhộn nhạo dữ dội. Thật mạnh, dưới phong thiên ấn, thực lực của hắn không giảm đi, làm sao làm được. Mạch kinh hãi, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Thiên chi đạo, hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ chi, cao giả ức chi, hạ giả cử chi. Sao đạo trời là bớt cái dư để thêm cái không đủ, thừa thì bớt đi, không đủ thì bù vào, cao thì ép xuống, thấp thì nâng lên. Ý chỉ điểm nào chưa đủ ông trời sẽ đền bù tổn thất thêm vào, cường đại thì ông trời sẽ áp xuống. Cũng như họa đấu tộc thi triển phong thiên ấn, trực tiếp phong ấn vạn pháp quy tắc, chư thiên thần thông, quá mức làm trái thiên đạo, nếu như thi triển phong thiên ấn sẽ bị phong thiên ấn trấn áp lực lượng bản thân, xem như thiên đạo cân đối. Nhưng giờ phút này Thương sau khi thi triển phong thiên ấn, thực lực bản thân không bị phong ấn, cân đối của thiên đạo bị đánh vỡ, trong thiên địa còn ai là đối thủ của hắn đây? Lý Vân Tiêu cũng lâm vào trầm tư, chiêu thần thông này không chỉ bị Thương đột phá, cho dù là phong yếu ly cũng đột phá, nếu không tìm được pháp môn phá giải, chỉ sợ nguy hiểm tới nơi rồi. Hắn cẩn thận quan sát, hắn nhìn qua hai chấp chính tư của thánh vực làm sao đột phá trói buộc. Giờ phút này Hắc Phú Hộ và Huyền Hoa Ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không thể phân tâm chú ý. Thương Ngô Khung vội la lên. Ti Đình Ngữ đại nhân, có phương pháp phá giải hay không? Sắc mặt Ti Đình Ngữ lạnh như băng, trong mắt mang theo rung động không nhỏ, hiển nhiên cũng vô cùng lo lắng, nói. Nếu ta có thể hoàn toàn nắm giữ luân hồi đại chuyển bàn thì cố gắng cũng có thể phá, nhưng mà thời gian quá ngắn, quá nhiều áo nghĩa không nắm được. Sắc mặt Thương Ngô Khung trầm xuống, đưa mắt quan sát chiến trường, tuy mặt ngoài nhìn như giết khó phân thắng bại, nhưng trên thực tế là nhân tộc yếu thế, căn bản không thể xuất cường giả ra cứu trợ, cho dù có người đi tới cứu, nhưng trước mặt Thương ai có thể cứu người chứ? Thương Ngô Khung lo lắng nói. Vậy làm sao cho phải? Thương tiến lên từng bước, khí thế mạnh mẽ, tâm huyết của bọn họ quay cuồng, nếu không có cưỡng ép áp chế đã sớm thổ huyết rồi. Ti Đình Ngữ cắn răng nói. Có thể tranh thủ cho ta 10 hô hấp hay không, ta tận lực kích phát bí thuật trên luân hồi đại chuyển bàn này, dựa vào khí lực phá giải phong ấn, mặc dù thất bại, chúng ta cũng có được tự do hạn chế. 10 hô hấp sao, ha ha, chê cười, giờ phút này hai người các ngươi không chỉ bị phong ấn nguyên lực, mặc dù là huyền khí cũng bị áp chế, cho dù một hô hấp cũng không được. Thương cười to lên, khí phách bị áp chế mấy vạn năm qua hiển lộ không nghi ngờ. Từ khi hắn thức tỉnh tới nay, chưa bao giờ có một ngày thích thích thoải mái như hiện tại. Thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện trước mặt Thương Ngô Khung, chào phúng đánh ra một trường, đánh xuống như đập con ruồi, hoàn toàn là bộ dáng thượng vị giả miệt thị. Sắc mặt Thương Ngô Khung trắng bệch, trong mắt có tinh quang lóe lên, hét lớn một tiếng,
kim quang hiện ra trước người, hóa ra vô số phù văn màu vàng, không ngừng xoay tròn. Thương cả kinh, có thể trực tiếp thi triển thần thông dưới phong thiên ấn, đối phương không còn lực lượng mới đúng. Ti Đình Ngữ cũng ăn cả kinh, lập tức đại hỉ, quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn đánh vào luân hồi đại chuyển bàn. Từng âm thanh áo nghĩa khó hiểu không ngừng bay ra ngoài, giống như cánh cửa địa ngục bị mở ra. Hào quang màu xanh không ngừng phun ra nuốt vào trên đại chuyển bàn, kháng cự lực lượng phong ấn. Lý Vân Tiêu chấn động, hắn nhìn thấy chung quanh luân hồi đại chuyển bàn có từng bóng người hiện ra, chính là 33 công tào. Ồ, huyền khí này là... Cố Thanh Thanh cũng kinh hãi không thôi, bộ dáng kinh hãi, nói. Tiểu luân chuyển tam tương hóa sinh luân hồi đại chuyển bàn. Ta đang nằm mơ sao? Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Ngươi cũng nhận ra vật ấy. Cố Thanh Thanh sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, phục hồi tinh thần lại, khẽ nói. Thời điểm bổn cô nương nghiên cứu không biết ra ra của ngươi đang chơi bùn ở đâu đấy. Có lẽ thánh khí trong thiên địa còn nhiều hơn suy nghĩ của các ngươi đấy. Luân hồi đại chuyển bàn ngưng tụ ra một tia lực lượng luân hồi, vượt ra ngoài tam giới, không trong ngũ hành, khó trách phong thiên ấn của họa đấu tộc không thể phong ấn nó. Thế nhưng mà, Cố Thanh Thanh hồ nghi nhìn qua, nói, là vật trong tay lão nhân kia cũng có thể chống lại phong ấn. Dường như có chút ấn tượng, nhìn thấy ở đâu rồi, nhất thời không nhớ được. Vật trong tay Thương Ngô Khung sinh ra phù văn màu vàng đầy trời, thoáng nhanh chóng ngưng tụ thành ma ha cổ tự. Lại có ba đạo ánh sao vọt lên, hóa thành nhật, nguyệt, tinh. Thương dưới áp chế này hành động trở nên cực kỳ chậm chạp, giống như không ngừng co rút lại. Lý Vân Tiêu nói, đó là trụ quang bàn. Trụ quang bàn, đúng là vật ấy. Cố Thanh Thanh lại kêu một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ, lập tức tiếc hận và đố kỵ, tức giận nói. Vì sao những vật tốt đều xuất thế ở thời đại này? Vì sao thời đại của bổn cô nương không có chứ? Mạch Nộ trừng nàng, nói. Không thể an tĩnh chút xếp. Nhưng hắn cũng rất ngạc nhiên, lập tức hỏi. Trụ quang bàn là vật gì? Trong truyền thuyết yêu tộc, họa đấu phong thiên ấn có thể phong ấn thần thóc chư thiên, hôm nay có hai người phá được, thật sự không thể tưởng tượng nổi, khó có thể lý giải. Cố Thanh Thanh khẽ nói. Thỉnh ngươi yên tĩnh chút ít. Lý Vân Tiêu giải thích nói. Đây vốn là một nửa trong huyền khí, cổ vãng kim lai trụ. Khống chế quy tắc thời gian, một nửa khác có thể khống chế quy tắc không gian. Mạch Cả Kinh nói, thì ra là thế, thời không vốn là một phần của thiên đạo, khó trách có thể chống lại phong thiên ấn. Giờ phút này, sắc mặt Thương trở nên rất khó coi, trong mắt mơ hồ có ánh lửa trùng thiên. Vốn cho rằng một kích tất thắng, vậy mà đánh chật vật như thế, tốc độ trên người của hắn thả chậm vô hạn, thời gian sinh ra vặn vẹo. Trên luân hồi đại chuyển bàn sinh ra lực lượng vô hạn vượt qua hư vô, 33 công tào hóa thân bay ra, chúng không ngừng bấm niệm pháp quyết. 33 đạo ấn quyết vừa thi triển, luân hồi chi quang từ từ ngưng tụ thành hình. A à, Ti Đình Ngữ hét lớn một tiếng, hai tay của nàng đập vào luân hồi bàn. Ầm ầm, đạo luân hồi chi quang kia đánh thẳng lên trời cao, lập tức xé rách phong ấn. Đã 10 hô hấp, Thương Ngô Khung đại hỉ. Hắn cố thúc giục trụ quang bàn tới tận cùng đã làm hắn gánh vác khó khăn, giờ phút này phong ấn bị phá, lực lượng đã trở lại trong người. Trụ quang bàn cũng bay trở về, trong khoảng khắc dùng kim đao chém tới. Bành! Đại hoàn đao màu vàng chém thẳng vào quyền phong của Thương, kim quang sinh ra chói mắt. Thương Ngô Khung phun ra một ngụm máu tươi, nắm lấy kim đao sau đó không ngừng lui ra phía sau, nhưng hắn lại thở ra một hơi, thái cực đồ bao phủ bầu trời đã biến mất. Ti Đình Ngữ cũng cố thúc giục đĩa quay ngưng tụ ra luân hồi chi quang, bản thân bị cắn trả lui ra phía sau. 33 công tào trong khoảnh khắc hóa thành ánh sáng màu xanh, tiêu tán như mây khói. Thương lạnh lùng nói, có thể trốn một lần thì tính sao? Mặc dù không thi triển phong thiên ấn, bổn tọa vẫn có thể đánh bại từng người các ngươi. Hồn thiên nghi biến ảo lần nữa, rơi vào trong tay, thiên địa song trục xoay tròn, hai đạo huyễn quang hiển hiện ra, nó rơi vào thân người. Ti Đình Ngữ kinh sợ thối lui, nhưng lại không trốn thoát, bị bao phủ vào bên trong. Thương Ngô Khung kinh hãi, lại xuất trụ quang bàn ra lần nữa, đem cái kia lực lượng vừa đỡ, đột nhiên chợt lui ra. Thương cười lạnh một tiếng, trước không để ý tới hắn, lúc này xuất hiện trước mặt Ti Đình Ngữ, đánh thẳng một quyền. Ti Đình Ngữ xanh mặt, bị luân hồi chi quang cắn trả lợi hại,
không dám lại vận dụng đại chuyển bàn, hai tay của nàng xoay tròn sau đó hào quang sinh ra, bên trong có lục giác lưu tinh tiêu bay ra ngoài, nó dài 2 xích. Ầm ầm, thương đánh một quyền vào cây tiêu, phù văn và hào quang trên tiêu ảm đạm nhanh chóng, đột nhiên nó sinh ra vô số phù quang. Nhưng vô số phù quang này không thể ngăn cản được một quyền đánh thẳng tới, yêu khí đánh lên người Ti Đình Ngữ, nàng tiếp tục phun máu tươi, không ngừng lui ra phía sau. Kết cục tan tác của hai người đã định. Lý Vân Tiêu nhíu mày, tình thế trước mắt hắn nhìn rất rõ ràng, nếu như hai người này bại, như vậy cục diện rằng co sẽ không còn, không có hai người ngăn cản thương, phe nhân tộc chắc chắn thương vong thảm trọng. Hắc Phú Hộ bị hoang cuốn lấy, ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có khả năng tiếp tục ra tay. Huyền Hoa chờ thế lực hóa thần hải và Vi Thi Thi bao phủ đại quân yêu tộc, thương vong không ngừng mở rộng. Hai đại thánh địa liên thủ nhưng lại chật vật như thế, cục diện đầy nguy cơ, Cố Thanh Thanh tự nhiên cũng nhìn rõ ràng, nói. Tiểu Bạc Phơ, ngươi không phải muốn đoạt vị trí yêu hoàng sao? Họa đấu khí phách 10 phần, nếu hiện tại liên thủ với nhân tộc còn có thể áp chế hắn, mất đi cơ hội lần này, ngươi chắc chắn khó mà xoay người. Thôi đi, lão phù bà, chút thông minh như vậy cũng muốn gạt ta hay sao? Mạch Mỉa Mai nói. Đoạt vị trí yêu hoàng là đại thế. Bại đại quân nhân tộc không phải đại sự sao? Theo cách nhìn của ta, nhân tộc còn có dư lực, liều chết giấy giụa có lẽ có thể làm thương trọng thương, đến lúc đó ta sẽ báo thù thay các ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn qua, chờ đợi trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Cố Thanh Thanh im lặng, nhìn qua phía Lý Vân Tiêu nói. Tiểu Tình Lang, mau triệu hoán 3 vạn đại quân trong giới thần bi của ngươi ra đi, quét ngang bọn chúng. Lý Vân Tiêu đầu đầy hắc tuyến, u oán nói. Nếu có 3 vạn đại quân, ta còn bị các ngươi khi dễ sao? Khanh khách, Cố Thanh Thanh lúc này cười rộ lên, nói. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhìn tộc ta bị diệt sao? Chậc chậc, không thể ngờ mấy ngàn năm sau, nhân tộc lại trở nên rác rưởi như thế, thật sự là ném mặt mũi bổn cô nương. Lý Vân Tiêu nói. Hiện tại mấu chốt là Mạch tiên sinh, nếu ta gọi đồng bạn trong giới thần bi ra, có lẽ có thể kéo thương. Cuối cùng vẫn làm mai mối cho Mạch tiên sinh, gây chuyện không tốt còn lâm vào tử cục. Nếu như ngươi có biện pháp cân đối Mạch tiên sinh, ta liền ra tay ức chế thương. Cố Thanh Thanh khó xử nói. Ngươi xem bộ dáng bổn cô nương hiện tại có thể ngăn cản Tiểu Bạc Phơ sao? Lý Vân Tiêu nói. Có một người có thể. Cố Thanh Thanh sững sờ, nói. Ai? Lý Vân Tiêu nói từng chữ. Cung chủ thần Tiêu Cung. Trong mắt Cố Thanh Thanh sinh ra dị sắc, vỗ đầu một cái, nói. Vì sao ta quên nàng chứ? Nàng đưa mắt nhìn qua Ngũ Hà Sơn, thì thào lẩm bẩm. Nếu là nàng thì cho dù không địch lại Tiểu Bạc Phơ, chắc chắn có thể quấn lấy hắn. Thần sắc Mạch biến đổi, tức giận nói. Làm càn, dám bỏ qua sự có mặt của ta. Cố Thanh Thanh cười nói. Làm sao có chứ, chúng ta cũng bởi vì kiêng kỵ ngươi, cho nên mới thận trọng như vậy mà. Mạch cười lạnh nói. Các ngươi cho rằng ta không để ý tới các ngươi sao? Lý Vân Tiêu nói. Cố Thanh Thanh đại nhân, ngươi đi thả Hồng Nhan ra đi, ta sẽ ngăn cản hắn. Vung tay lên, một đám lôi quang hiện ra trước mặt Mạch. Hai mắt Mạch đột nhiên co lại, lạnh giọng nói. Quả nhiên lưu ngươi không được, rốt cục cũng tự tìm đường chết. Sa Vưu và Bắc Quyến Nam cũng giơ kiếm lên, đứng ở hai bên Mạch, tùy thời sẽ ra tay. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Là bản tính Mạch tiên sinh quá tốt, muốn làm yêu hoàng, lại muốn trọng thương tộc của ta, trong thiên hạ làm gì có chuyện tốt như thế. Cổ tiên hiền có mấy người, cá và tay gấu không thể lấy cùng lúc được. Nếu như Hồng Nhan tới đây, chỉ sợ tiên sinh cả hai cũng không chiếm được đâu. Thần sắc Mạch khẽ biến, thật sự có khả năng này. Thực lực khúc Hồng Nhan như thế nào hắn chưa từng gặp qua. Nhưng nếu là cung chủ thần Tiêu Cung thì chắc chắn là nhân vật khó chơi. Nếu cuối cùng nhân tộc lật bàn, chính mình mất đi kỳ ngộ trở thành yêu hoàng, đó mới là khóc không ra nước mắt. Mạch dường như bị nói động, nói. Theo ý kiến của ngươi, nên làm thế nào? Lý Vân Tiêu nói. Liên thủ giết thương, ngươi làm yêu hoàng, ta cứu người. Mạch không vui nói. Trước đại nghĩa hai tộc, ta làm ra chuyện nội chiến thật sự khó phục kẻ dưới. Lý Vân Tiêu cười nói. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, chỉ có người thắng mới có thể phục chúng. Người giết thương, trấn áp hoang, nhất thống yêu tộc,
ngày sau đại chiến tộc ta. Đừng tưởng rằng hiện tại yêu tộc chiếm cứ thượng phong thì thắng chắc, nếu là ta không có đoán sai, viện binh của hai đại thánh địa đang tới, đến lúc đó một trận chiến này sẽ là vũng bùn, ai cũng đừng mong bứt ra được, tất nhiên sẽ chiến tới khi một bên bị diệt. Mà sau lưng tộc ta chính là cả thiên vũ đại lục to lớn, cường giả vô số, Mạch tiên sinh suy nghĩ tốt chưa? Cố Thanh Thanh gật đầu, nghiêm túc nói ra. Tiểu tình lang nói không sai, chỉ có hai tộc chung sống hòa bình mới là chính đạo. Cho dù là ai muốn tiêu diệt đối phương, đây là người điên nói mộng, càng làm bản thân mình lâm vào vũng bùn không cách nào thoát ra được. Huống chi yêu tộc thế yếu, mặc dù hôm nay có thể thắng, có thể chống được nhân tộc phản công sau đó sao? Hai tộc cho tới nay xung đột không ngừng, nhưng mà không có đại chiến chính thức đâu, không có ảnh hưởng tới căn bản của hai tộc. Lý Vân Tiêu nói, ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi vài ngàn năm trước trấn áp yêu tộc dưới Ngũ Hà Sơn, thù hận hai tộc cũng không kéo dài tới hôm nay. Cố Thanh Thanh cười nhạo nói, vậy là trách ta rồi. Lý Vân Tiêu tức giận, ngươi còn ở lại chỗ này giày vò cái gì, nhanh đi thả Hồng Nhan ra. Cố Thanh Thanh nói, Ngũ Hà Sơn vốn là huyền khí ta luyện hóa, nhưng hiện tại chỉ là một đám thần thức hàng lâm thân thể lạc vân thường. Lúc trước khi thi triển Thái Du Hồng Trần Quyết đã không dẫn động nó được, muốn thu hồi huyền khí không dễ dàng. Lý Vân Tiêu vội la lên. Vậy làm sao bây giờ? Cố Thanh Thanh nói. Ta truyền Thái Du Hồng Trần Quyết cho ngươi, chờ chuyện nơi đây xong ngươi tự lục lọi, Ngũ Hà Sơn này xem như lễ vật bổn cô nương tặng cho ngươi. Lý Vân Tiêu. Đột nhiên mạch cười cười, nói. Ha ha, xem ra ta không cần lựa chọn. Cung chủ Thần Tiêu Cung trong thời gian ngắn không ra được, ngồi đợi thương và nhân tộc đại bại, khi đó ta sẽ ra tay. Lý Vân Tiêu. Cố Thanh Thanh kêu lên. Ai nha, hiện tại làm sao bây giờ, người thánh vực sắp bị đánh chết rồi. Lúc hai người nói chuyện, Ti Đình Ngữ cùng Thương Ngô Khung không ngừng bị đánh thổ huyết, đau khổ trèo trống, mà Thương nhàn nhã như đang dạo chơi. Lý Vân Tiêu tức giận. Đều tại ngươi không lựa lời, cái gì đều nói ra. Cố Thanh Thanh ủy khuất nói. Lại trách ta doài. Lý Vân Tiêu im lặng, nói. Bất chấp nghĩ nhiều, tuy người thánh vực chấp chính tư và thuật uyển ta nhìn không vừa mắt, nhưng bọn họ dù sao cũng là hai trụ cột nhân tộc, tuyệt không thể mất. Đi một bước nhìn một bước. Lý Vân Tiêu lưu lại một câu sau đó bay thẳng về phía Thương. Nội tâm của hắn lo lắng, nói đùa gì vậy, nếu trong bốn thánh vực chấp chính tư và thiên chiếu tử đại nhân cùng nhiều cường giả thuật uyển bị đánh chết. Đây là đại sự kinh thiên cỡ nào, sợ là trực tiếp dao động lực ảnh hưởng và địa vị của hai thánh địa. Nếu hai đại thánh địa sụp đổ, đây chính là đại sự thiên hạ rồi. Cá sấu xoay quanh người của hắn, hóa thành cương phong kéo hắn bay lên trời. Sau khi thu nạp cương phong cự linh trong thâm u thủy kính, tính tình cá sấu cũng dường như có biến hóa, ban đầu từ lười biếng không chết không sống, biến thành hiếu chiến hung ác, cũng không thể nói là tốt là xấu. Hai vị nên nghỉ ngơi một hồi. Ngay thời điểm Thương Ngô Khung và Ti Đình Ngữ bị đánh không ngừng thổ huyết, nghe được tiếng nói tuyệt vời nhất thế gian. Là Lý Vân Tiêu. Thương Ngô Khung cả kinh, lập tức đại hỉ, vội vàng lui đến sau lưng Lý Vân Tiêu, nói. Xin nhờ phá quân võ đế. Ti Đình Ngữ cũng lảo đảo, tránh ra phía sau, không nói một lời. Lý Vân Tiêu nói. Đợi lát nữa có viện quân tới không? Thương Ngô Khung vội hỏi. Đã đưa tin trở về, sợ rằng không bao lâu sẽ có viện quân, chúng ta đánh giá sai thực lực đối phương. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, ta tự hỏi còn có thể kéo một hồi. Nếu không có viện quân tới, bản thiếu gia hiện tại quay đầu về nhà, cố gắng còn có thể vượt qua bữa cơm chiều. Ti Đình Ngữ. Thương Ngô Khung cười khổ nói. Phá quân đại nhân nói đùa, không chỉ đưa tin trở về thánh vực và hóa thần hải. Phệ Hồn Tông cùng Vạn Tinh Cốc ở gần nơi này cũng đã đưa tin qua, có lẽ sẽ có viện quân tới nhanh thôi. Lý Vân Tiêu lúc này mới yên tâm nói. Tốt, ta sẽ tận lực kéo một hồi, nếu như chờ lâu không thấy viện quân, bản thiếu gia cũng không phụng bồi. Mẫu thân ta chờ ta về ăn cơm sớm đấy. Sắc mặt Ti Đình Ngữ tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi lạnh, cũng không biết có phải giật mình vì lời của hắn hay không, nàng nói. Phá quân đại nhân hết sức là được. Chúng ta vô cùng cảm kích. Lý Vân Tiêu nói. Quan hệ tới hưng suy của tộc ta, tuy bổn tọa nhìn chư vị không thuận mắt, nhưng thời điểm này cũng bất chấp nghĩ nhiều. Thương cười lạnh nói.
Bàn hậu sự xong chưa? Lý Vân Tiêu hỏi lần nữa, nói. Xác định có viện quân tới chứ? Ti Đình Ngữ. Thương Ngô Khung khổ sở nói. Xác định. Lý Vân Tiêu lúc này mới yên tâm, dường như nắm chắc, nhìn qua Thương cười nói. Sơn Thủy có gặp lại, không thể ngờ chúng ta gặp nhanh như vậy. Thương nói. Ngươi muốn kéo dài thời gian chờ viện quân, bổn tọa mặc dù không dám nói đã thiên hạ vô địch, nhưng người có thể cứu các ngươi không nhiều lắm. So sánh với giết bọn họ, ta càng có hứng thú giết ngươi. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Chờ viện quân chỉ là thứ nhất, ta còn muốn nói cho ngươi biết một chuyện. Thương yêu chi mạch, thực lực không dưới ngươi, hắn đang ở dưới chờ ngươi bị thương, khi đó trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi đấy. Sắc mặt mạch dưới Ngũ Hà Sơn đại biến, giận dữ hét. Lý Vân Tiêu, đáng chết. Cố Thanh Thanh cười nói. Ha ha, tiểu tình lang thật biết chuyện đấy. Ánh mắt Thương ngưng tụ, hắn nhìn xuống dưới, tỏa ra sát ý khôn cùng, sau đó cười một tiếng, nói. Thương yêu nhất tộc đúng là phiền phức, nhưng bổn tỏa có hồn thiên nghi trong tay, đủ để chấn áp vạn yêu, một lần nữa thành yêu hoàng. Việc này không cần ngươi quan tâm, ngươi nên quan tâm mình chết như thế nào đi. Long cong một tiếng, một đạo hào quang từ trong hồn thiên nghi bắn thẳng tới. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, sau khi sử dụng A Lại Huyền Việt, thực lực của hắn còn chưa khôi phục, hắn không cách nào ngăn cản đạo hào quang này, hắn sinh ra cảm giác vô lực. Đây cũng là luyện hóa thánh khí hoàn toàn sao? Trong nội tâm Lý Vân Tiêu hoảng hốt, rốt cục hiểu vì sao Thương Ngô Khung và Ti Đình Ngữ liên thủ còn có thể thua dễ dàng như thế, bị đánh mẹ nó cũng không nhận ra. Để ta đánh đi, cấp bậc chiến đấu này ngươi không thể tham gia vào. Tiếng cười của Sa Vưu vang lên, Tu Di Vô Ngã kiếm lăng không chém tới, chém ra một kiếm xuất trần. Phanh! Thân kiếm bị hào quang cuốn lấy, run rẩy vài lần, Long Uy bị đánh tan, cánh tay Sa Vưu run lên, nhịn không được lui ra sau một bước, hóa giải trùng kích kia. Vì sao mạnh như vậy? Sa Vưu cũng ăn cả kinh, nhưng tổng thể mà ói còn tốt hơn bây giờ nhiều, dù sao cốt lân song nhận của mạch khắc chế hắn quá mạnh mẽ. Lý Vân Tiêu ngưng âm thanh nói. Cẩn thận một chút, đừng chết ở đây, tận lực ngăn chặn hắn là tốt rồi, chờ đợi viện quân. Sa Vưu cũng không dám khinh thường, nói. Hết sức đi. Liền hóa thành long thân, xông lên. Bắc Quyến Nam cũng không nói hai lời, kiếm thế hiện ra sau đó xông tới. Còn có cá sấu gào thét một tiếng, hóa thành cương phong chém thẳng vào đối thủ. Tuy trong giới thần bi có không ít người, nhưng dưới siêu phàm nhập thánh đều là pháo hôi, cũng chỉ có Thiết Ngưu có thể phái ra, nhưng mà gia tăng không nhiều lắm, trừ phi là Linh Mục Địch ra tay, nhưng Linh Mục Địch không phải hắn có thể chỉ huy. Thương nói, Lý Vân Tiêu, người vẫn không hiểu rõ tình huống hay sao? Trong tay của ta có thánh khí duy nhất có thể phát huy toàn lực trong suốt vài vạn năm qua, đủ để chấn áp tất cả cường giả dưới thần cảnh. Lực lượng hồn thiên nghi lan tràn ra, diễn biến tinh không, lập tức bao phủ bốn người vào bên trong, lực áp chế mạnh mẽ áp xuống. Thương Ngô Khung và Ti Đình Ngữ biết rõ lợi hại, bọn họ sớm chạy đi nghỉ ngơi, điều tức thương thế. Bắc Quyến Nam nhướng mày, kiếm trong tay của hắn run rẩy trước hồn thiên nghi, không ngừng phát ra tiếng nức nở vì bị áp chế, trực tiếp bị lực lượng đẳng cấp mạnh hơn áp chế. Song kiếm của Sa Vưu sinh ra long khí màu xanh, nó chống lại quy tắc thế giới của hồn thiên nghi, không ngừng có long hình hiện ra. Bốn người đều vô cùng cảnh giác. Thương Sùy cười thành tiếng, ngón tay điểm xuống, nói. Tinh Vũ. Bầu trời lập tức lung lay, từ phía chân trời đáp xuống, hóa thành mưa nặng hạt, bầu trời xuất hiện vô số sao băng, trông rất đẹp mắt, chúng không ngừng nện vào đám người Lý Vân Tiêu. Tay phải của Bắc Quyến Nam run lên, lập tức thu hồi ngự kiếm, trực tiếp hai tay hóa trưởng, thi triển ra thể thuật quỷ dị, bằng vào lực lượng thân thể ngăn cản sao băng đánh tới. Vô số chấm nhỏ bị trưởng thế của hắn đánh nát cách đó không xa, không thể tới gần thân thể. Hơn nữa Bắc Quyến Nam đón lấy sao băng đầy trời, từng bước tiến về phía Thương. Hắn biết rõ phải công kích chính chủ, nếu không hồn thiên nghi càng áp mạnh thì hỏng bét. Sa Vưu bổ ra một kiếm, trực chỉ Thương, lăng không hóa rồng gào thét bay đi. Sắc mặt Thương lạnh lẽo, nói khẽ. Bọ ngựa đấu xe, thiên sát. Không gian cả thế giới lưu chuyển. Thân ảnh hai người bị gông xiềng, lại không thể tiến lên nửa phần. Đột nhiên đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, cả kinh quát. Không tốt, mau lui lại.
không gian vặn vẹo như lò xo, đột nhiên bắn ngược trở lại, lập tức vô số trục quang hiện ra trên không trung, hóa thành ngàn vạn trảm kích bay tới, đánh thẳng vào hai người bọn họ. Lý Vân Tiêu vỗ thân cá sấu bên cạnh, cá sấu lập tức hiểu ý, nó hóa thành cương phong từ trên lao xuống, trực tiếp ngưng tụ thành phong thuẫn ngăn chặn trước mặt hai người, đánh tan trục quang. Rầm rầm rầm. Nhưng vẫn có không ít xuyên thấu qua, hai người phản kích gian nan, bị đánh chật vật không chịu nổi, may mà thân thể cường hoành, không đáng lo ngại. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, lập tức vận dụng giới thần bi, dốc sức liều mạng thúc dục thánh khí. Trên thân bia xuất hiện vô số ma ha cổ văn, hóa thành từng đạo ấn quyết. Trên hồn thiên nghi sinh ra âm thanh long cong thật dài, dường như gặp gỡ cường địch, khí uẩn mênh mông không ngừng áp chế, muốn trấn trụ giới thần bi. Giới thần bi cũng sinh ra tiếng vang, không bị khống chế bay đi, hóa thành ngọc bia cực lớn nện thẳng vào hồn thiên nghi. Nội tâm Lý Vân Tiêu cả kinh, hắn không thể khống chế giới thần bi một cách tùy tâm sở dục, sợ rằng không thể làm gì được đối phương. Ầm ầm, hai kiện huyền khí va chạm vào nhau, hai màu rực rỡ bắn ra chung quanh, giống như hai thế giới va chạm với nhau. Tất cả mọi người chấn động, hoảng sợ nhìn sang. Thái cổ cương phong mượn cơ hội xoay tròn, lập tức bao phủ Sa Vư cùng Bắc Quyến Nam, mang hai người bọn họ tới bên cạnh Lý Vân Tiêu. Rất nhiều cường giả trong vòng chiến thả chậm chiêu thức nhìn sang, đều phân tâm quan sát, cảm nhận lực lượng thế giới khủng bố, lập tức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Cố Thanh Thanh và Mạch nhìn sang không nháy mắt, trên mặt đầy cả kinh. Thánh khí lúc bình thường muốn thấy một kiện cũng muôn vàn khó khăn, huống chi là hai thánh khí va chạm với nhau càng không thấy bao giờ. Thương Ngô Khung và Ti Đình Ngữ cũng giật mình nhìn qua nhau, hai người đều cảm khái, cũng không rõ trong nội tâm nghĩ thế nào. Giới thần bi lúc này dựa vào bản năng mà tự chủ hành động, vượt qua khống chế của Lý Vân Tiêu, hắn cũng không nghĩ ra sẽ có hiệu quả như vậy, lúc này rất kinh hỉ. Có thể khắc chế hồn thiên nghi, muốn đối phó Thương cũng dễ hơn nhiều. Hắn giả vờ như đang điều khiển giới thần bi tự nhiên, như đã tính trước, cười to nói. Ha ha, có thánh khí rất cuồng sao? Thiên hạ hôm nay, đây là thời đại thánh khí xuất hiện đấy. Nội tâm mấy ngàn người trên chiến trường không có tư vị, nhìn qua huyền khí trong tay của mình, bọn họ cảm thấy chúng chẳng khác gì sắt vụn, là đồ phế thải. Thương vốn kinh dị bất định, lại sợ hồn thiên nghi của mình bị đụng hư, phát hiện trên căn bản là cân sức ngang tài, lúc này sắc mặt mới tốt hơn một chút. Nghe thấy Lý Vân Tiêu nói như vậy, hắn tức giận không chỗ phát tiết, quát. Mặc dù không có thánh khí, ta vẫn có thể giết các ngươi. Hai sừng trên trán Thương bắn ra quang mang màu vàng và bạc, trực tiếp lăng không bắn thẳng tới phía trước, lúc này chúng biến lớn, giống như lôi không phải lôi, uy năng lại hơn xa lôi điện. Ầm ầm. Bốn người đều bay ra xa, vị trí không gian lúc trước nổ tung. Oanh, oanh, oanh. Sắc mặt Thương lạnh như băng, không ngừng thúc giục lực lượng hai sừng của mình đánh qua, áp đảo bốn người bỏ chạy ra xa. Không đúng, nguyên lực của Lý Vân Tiêu cực yếu, không có khả năng điều khiển thánh khí, đây là thánh khí tự chủ đối kháng. Thương lúc này tỉnh ngộ, ngẩng đầu nhìn qua hai kiện thánh khí đang đua tiếng với nhau, nội tâm lập tức hiểu ra. Dùng thiên tư của hắn còn phải mất vài vạn năm mới có thể luyện hóa hồn thiên nghi đến tận cùng, muốn nói Lý Vân Tiêu có thể điều khiển thánh khí như hắn, cho dù đánh chết hắn cũng không tin. Trong thánh khí cũng phân đẳng cấp cao thấp, ngọc bia có thể tự chủ đối kháng cân sức ngang tài với hồn thiên nghi, tất nhiên cực kỳ bất phàm, vì sao ta chưa từng nghe nói qua. Thương bắt đầu kinh nghi bất định, nhưng hắn cũng không lo lắng quá mức, bởi vì huyền khí càng cao cấp, muốn luyện hóa lại càng khó, hắn xem ra. Lý Vân Tiêu đời này không có khả năng luyện hóa thánh khí như vậy. Ta còn không tin, hồn thiên nghi chính là yêu tộc truyền thừa chí bảo lại bại trước tấm bia ngọc này. Thương khôi phục tâm tình, thúc giục hai sừng thi triển thần thông mạnh mẽ, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, không ngừng đánh ấn quyết vào trong hồn thiên nghi, áp chế giới thần bi, lực lượng mênh mông càng ngày càng lớn. Hai thế giới không ngừng va chạm nhau, giới thần bi dường như không hề địch lại, bắt đầu bị áp đảo. Khe hở không ngừng thu nhỏ lại. Lý Vân Tiêu cảm thấy áp lực khó hiểu, chính là bị giới thần bi cắn trả, lúc này nói chảy máu miệng. Hắn lập tức phát giác bây giờ vô cùng hung hiểm, nếu giới thần bi bị áp chế, lực lượng thế giới của hồn thiên nghi sẽ gia trì lên người của hắn, mặc dù thân thể của mình cường hoành, chỉ sợ cũng phải phấn thân toái cốt. Bành! Thời điểm tốc độ của hắn chậm lại,
lúc này hắn bị lực lượng cắn trả, hai đạo hào quang từ sừng bắn tới, bị Sa Vưu kịp thời sử dụng kiếm đánh bay, vội la lên. Ngươi như thế nào, thương thế phát tác? Lý Vân Tiêu lắc đầu, lo lắng nhìn lên không trung, nói. Nếu giới thần mi bị áp chế trở về, ta sợ rằng sẽ xong đờ. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức vận dụng đâu xuất thiên phong, hóa thành ngọn núi nhỏ bay lên cao cao. Hào quang năm màu của đâu xuất thiên phong tiến vào trong lực lượng thế giới, tuy nhiên tốc độ chậm lại nhưng nó không ngừng xoay tròn, tiến lên từ từ. Cái đó là... Cố Thanh Thanh sững sờ, kinh ngạc nói. Không bị khí uẩn của thánh khí áp chế, đây là huyền khí gì? Nhìn qua vô cùng thô ráp, không thể ngờ trên người tiểu tử này có nhiều thứ tốt như vậy. Sắc mặt Mạch đại biến, hắn lúc này sinh ra cảm giác sợ hãi, thứ này là thứ trực tiếp đánh nát long tỏa tinh không đại trận của hắn, nội tâm lúc này đầy lo lắng, sợ hồn thiên nghi sẽ tổn hại trước một kích như vậy, dù sao đây là chí bảo yêu tộc. Thương cũng cảm thấy nội tâm kinh hãi, tuy không cho rằng đâu xuất thiên phong sẽ làm tổn hại tới hồn thiên nghi, nhưng thứ này hắn đã từng nhìn thấy nó kích thương quỷ vương, tuyệt đối là ác mộng của huyền khí. Không dám mạo hiểm hiểm đánh bạc, vội vàng thu hồi hồn thiên nghi. Lực lượng áp chế giới thần bi cũng thối lui, giới thần bi lập tức tỏa sáng, hai kiện huyền khí sau khi chấn động trên không trung, chúng liền bay trở về. Ti Đình Ngữ bộ dáng như có điều suy nghĩ, nàng cũng có được thánh khí, lại không thể điều khiển tùy tâm sở dục như hai người bọn họ, uy năng có thể thi triển ra cực kỳ có hạn. Thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên, lăng không bay tới phía trước, thu hồi giới thần bi. Đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết vỗ vào đâu xuất thiên phong. Tốc độ biến ảo không chỉ gấp 10 lần, trong khoảnh khắc nó hóa thành ngọn núi thông thiên đánh thẳng vào Thương, nó giống như cột chống trời, nhật nguyệt vô quang. Nội tâm Thương run lên, hắn cũng không biết mình có thể tiếp được ngọn núi này hay không, nhưng hiển nhiên không muốn thử, hét lớn một tiếng vận chuyển lực lượng không gian, trực tiếp đánh nát thông đạo thuấn di bay đi. Nội tâm Lý Vân Tiêu thầm than. Thiếu hút lớn nhất của đâu xuất thiên phong chính là tốc độ. Hai tay lăng không bấm niệm pháp quyết, ngọn núi kia lập tức phanh một tiếng trở lại như cũ, thu vào trong lòng bàn tay. Thương trong khoảng khắc đã xuất hiện cách đó mấy trăm trượng, vừa hiện thân đã cảm nhận được kiếm ý chém tới. Tức giận hừ một tiếng sau đó đánh ra một quyền, phanh, tiếng nổ lớn sinh ra, kiếm ý bị đánh tán. Song kiếm của Sa Vưu tương giao, long vực áp xúc còn phạm vi mấy trượng. Cực lực tăng cường lực lượng sau đó đánh ra một quyền thẳng về phía Thương bên này. Trong mắt Thương có hào quang lập lòe bất định, hai sừng của hắn sáng lên, ngay cả đồng tử cũng biến thành màu bạc. Sa Vưu nghĩ thầm trong lòng không tốt, khí tức nguy hiểm đã ập thẳng vào người. Hắn đang muốn cất kiếm lui về phía sau, lại nghe Bắc Quyến Nam quát. Đứng vững! Hai người lúc này vận dụng lực lượng bản thân, hội tụ thành trưởng lực như thiên thạch đánh thẳng tới phía trước. Lúc này hào quang màu xanh bao phủ trưởng ấn, truyền ra ý cảnh mục nát, hiển nhiên có ẩn chứa kịch độc. Thương ăn cả kinh, tới trình độ như hắn hiển nhiên cảm ứng rất mạnh, một trưởng kia tuy bất phàm nhưng càng làm hắn sợ hãi chính là chất độc màu xanh. Khai! Thương hét lớn một tiếng, lực lượng hội tụ vào hai sừng của hắn, hóa thành lực lượng mạnh mẽ giáng bay Sa Vưu. Song kiếm diễn biến long vực cũng bị đánh tan nát, tiêu tán trong hư vô. Sau khi đánh bay Sa Vưu ra xa, Thương không dám dừng lại, độc trên trưởng thế quá mạnh mẽ, hắn không dám ngăn cản. Ầm ầm, một trưởng thất bại, độc quang nổ tung, thân ảnh Bắc Quyến Nam hiện ra, lập tức thu hồi chất độc. Hai tay của hắn như bườm vần hoa, không ngừng công thẳng về phía Thương. Đánh nhanh, đột nhiên Bắc Quyến Nam quát lên. Đánh nhanh, Sa Vưu và Lý Vân Tiêu đều sững sờ, hai người lập tức hiểu ra, hai mắt tỏa sáng. Lúc này long quang lóe lên, Sa Vưu trực tiếp xuất hiện trên không trung trên đầu Thương, vô số long ảnh xuất hiện, chân long kiếm chém xuống, đánh thẳng vào chỗ hiểm. Lý Vân Tiêu cũng thuấn di tới phía trước, kiếm thương chạm hồng lóe lên, đâm vào hai mắt đối phương. Hai người đều là cao thủ lăn lộn trên đầu Thương mũi kiếm, lập tức hiểu ý của Bắc Quyến Nam, nhanh chóng tiến công, bức đối phương không có thời gian và không gian hoàn thủ. Nếu cứ ép sát thế này... Đối phương sẽ không có thời gian vận dụng hồn thiên nghi hoặc là phong thiên ấn. Phàm là chiêu thức cường đại đều cần thời gian thi triển. Trừ phi Thương nguyện ý buông tha chống cự, thừa nhận một kích của bọn họ để đổi lấy thời gian, nếu không căn bản không thể thi triển. Mà cho dù là chân long song kiếm, hay là kiếm thương chảm hồng,
hoặc là độc dược, tất cả không phải thứ hắn có thể dễ dàng thừa nhận được. Mặc dù nổi giận đẩy lui hai người, tất nhiên cũng buộc hắn không thể thi triển đại chiêu. Loại đấu pháp này rất khó thủ thắng, dù sao thực lực sai biệt quá lớn, nhưng mà kéo dài thời gian lại rất hữu hiệu. Toàn bộ lực lượng trên người của Thương sinh ra hai màu vàng và bạc, hai màu này đang thủ hộ thân thể của hắn, phản công ba người, nhưng dù vậy hắn cũng không thể thoát vây. Cá sấu hét lớn một tiếng, hóa thành cự linh cao 10 trượng, gầm rú đánh ra vô số phong nhận, chém thẳng vào khe hở giữa công kích ba người, làm cho Thương vừa sợ vừa giận, vào lúc này lâm vào hạ phong, không thể thi triển tuyệt chiêu. Thương Ngô Khung và Ti Đình Ngữ đều vui mừng, không thể ngờ đám người Lý Vân Tiêu có thể làm được như vậy, tâm thần phấn chấn không ít. Cố Thanh Thanh cũng vui vẻ, nói. Dùng nhanh kiềm chế, những tiểu tử này đúng là có biện pháp, dùng thực lực bốn người bọn họ muốn thủ thắng quá khó, nhưng chỉ kéo dài chờ viện quân, cũng là biện pháp không tệ. Mạch thì kinh ngạc nhìn qua, không nói một lời, dường như đang suy nghĩ gì. Đúng vào lúc này có một giọng nói truyền ra, nói. Chậc chậc, nhiều hồn phách cường giả như vậy, thật sự là thịnh yến nha. Lý Vân Tiêu đã nghe được người này là ai, nhíu mày, lạnh lùng nhìn sang. Thương Ngô Khung đại hỉ nói. Hoàng phủ bật. Trên bầu trời xuất hiện một đám hào quang màu xanh, lập tức càng lúc càng lớn, hơn 10 đạo thân ảnh hiện ra, đều mặc áo đen. Sắc mặt người cầm đầu tái nhợt quỷ dị, giống như bôi phấn lên mặt của mình, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường. Thương Ngô Khung vui vẻ nói. Các ngươi rốt cục đã đến. Ánh mắt Hoàng phủ bật đảo qua chiến trường, sắc mặt vui mừng càng ngày càng đậm, cuồng tiếu nói. Ha ha, Thương Ngô Khung đại nhân, có bữa ăn ngon bực này, ta làm sao không tới chứ? Đám cường giả phệ hồn tông sau lưng, ánh mắt sinh ra hào quang màu xanh, kích động không thôi, bọn họ có thể nhìn thấy hồn phách bay đầy trời, hơn nữa tất cả thực lực cường đại, đều rất vui vẻ. Thương Ngô Khung nói, thỏa thích thi triển đi. Hoàng phủ bật cười nói, yên tâm, Ti Đình Ngữ muốn nói lại thôi, nhưng rốt cuộc vẫn phải chọc vào một câu, nói. Không được thu hồn phách cường giả bổn tộc. Ách, Hoàng phủ bật qua loa ứng một tiếng, có chút bất mãn, nói. Ta sẽ chú ý. Ha ha ha. Những cường giả phệ hồn tông lúc này hăng máu gà, lập tức lao thẳng vào trong chiến trường, thi triển các loại bí thuật phệ hồn, trắng trợn hấp thu du hồn đầy trời, đâu thèm quan tâm là hồn phách của ai. Ti Đình Ngữ tức giận. Hoàng phủ bật đại nhân, ngươi. Hoàng phủ bật vỗ cái trán nói. Ai nha, Ti Đình Ngữ đại nhân, đều do ta ước thúc thủ hạ bất lực, mong rằng đại nhân thứ tội. Sau khi trở về ta sẽ trừng phạt bọn họ. Ti Đình Ngữ giận dữ, đều là cường giả thánh vực cùng hóa thần hải, bọn họ hy sinh bản thân mình, chết còn bị bọn họ luyện hồn, tức giận suýt nữa xông lên. Thương Ngô Khung xuất hiện trước mặt nàng, ngăn cản nàng lại, hắn lắc đầu, ý bảo không được vọng động. Sắc mặt Ti Đình Ngữ giận tới mức tái nhợt, hừ một tiếng. Liền quay người không để ý tới. Ha ha! Hoàng phủ bật suy cười một tiếng, thả kim sắc ngữ giả ra, cũng lập tức tiến vào chiến trường. Có phệ hồn tông gia nhập, chiến tranh càng dữ dội hơn, sinh ra không ít gợn sóng, nhân tộc vốn yếu thế, áp lực giảm bớt thật nhiều. Cố Thanh Thanh cũng kinh ngạc nói. Phệ hồn tông! Trong mắt của nàng có hào quang lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì, lập tức xoay người nói. Tiểu Bạc Phơ! Cường giả nhân tộc sẽ không ngừng hàng lâm, người thật có nắm chắc chiến thắng lúc cuối cùng sao? Hai tay mạch khoanh trước ngực, vẫn chú ý tới trạng thái của Thương, hắn không quan tâm chuyện khác, chỉ khẽ nói. Nếu không có biện pháp, Thương nhất định sẽ hạ lệnh rút đi. Huống hồ ngươi đừng quên, hiện tại chiến lực yêu tộc đều là thuộc hạ của ta, thủ hạ vốn thuộc về hoang không có bao nhiêu người, sợ rằng đang trên đường tập kết đấy. Cố Thanh Thanh cả kinh, nói. Nếu thật sự là như thế, trận chiến này sẽ đánh tiếp. Nhưng mà hiện tại đều tổn thương lực lượng dòng chính của ngươi, ngươi không lo lắng sao? Mạch cười lạnh nói. Có gì phải lo lắng? Qua hôm nay, lực lượng cả yêu tộc sẽ là thủ hạ của bổn tọa. Hắn tự nhủ. Thương lợi hại là ở hồn thiên nghi cùng phong thiên ấn, chỉ cần bức bách hắn không có sức hoàn thủ, phần thắng rất lớn. Cố Thanh Thanh cười cười, nói. Ngươi còn gợi ý sao? Mạch gật đầu nói, trừ phi hắn cam nguyện trúng một chiêu của ba người, lại thi triển phong thiên ấn kéo dài khoảng cách, nếu không rất khó thoát khỏi ba người khoái công.
Loại chiến thuật này với kẻ khác thì rất khó làm, nhưng mà phi thường thích hợp với ta. Thuật phân thân của hắn có thể giải thể trở thành mấy cường giả siêu phàm nhập thánh, hơn nữa huyết độn chính là một trong những thân pháp mạnh nhất thiên hạ, dùng để dây dưa thương rất thích hợp. Chiến thuật của Bắc Quyến Nam ba người đã dẫn dắt cho Mạch, hắn vui vẻ quan sát. Thân ảnh của Mạch đột nhiên lóe lên, biến mất tại chỗ. Cố Thanh Thanh sững sờ, lập tức kêu lên. Không tốt. Chỉ thấy thân ảnh thật to của Mạch xuất hiện trên chiến trường, một đạo huyết quang hiện ra, liền có một cường giả nhân tộc bạo thể mà chết. Hắn tự nhận đã tìm ra biện pháp đối phó thương, liền không có sợ hãi, bắt đầu công kích nhân tộc. Phàm nơi huyết quang đi qua sẽ có đầu người rơi xuống, máu tươi bắn lên không sau đó biến mất không thấy, một giọt máu cũng không dư thừa. Yêu ma quỷ quái gì đây? Một tên trưởng lão hóa thần hải tức giận quát to, đột nhiên huyết quang lao tới chỗ hắn. Hắn cầm chiến đao chém xuống. Bành! Chiến đao đứt gãy, đầu của tên trưởng lão bay lên, máu tươi biến mất. Võ giả nhân loại chết hơn 10 người vẫn không nhìn rõ thân ảnh của Mạch. Hoàng phủ bật 3 phần chiến đấu, 7 phần hấp hồn, hắn nhanh chóng phát hiện huyết quang lao tới, hơn nữa đang lao về phía mình. Hắn cười lạnh một tiếng, nói. Muốn chết! Bàn cổ phiên liền đánh qua. Phanh! Huyết ảnh tới gần người của hắn hóa ra thân hình của Mạch, đột nhiên đánh ra song trường, đánh vào lá cờ, chấn vỡ vô số hồn phách. Hơn nữa trường lực xuyên qua lá cờ truyền vào trong người của hắn. Cái gì? Hoàng phủ bật lập tức hoảng hốt, thực lực người tới còn trên cả hắn. Không kịp suy nghĩ nữa, kim sắc ngữ giả tiến vào trong cơ thể, song hồn hợp nhất, lực lượng thân thể tăng nhiều, toàn thân sinh ra màu vàng, thừa nhận một trường này. Bành! Trường lực nổ tung vang vọng cả chiến trường, khiếp sợ tất cả mọi người. Chỉ thấy hoàng phủ bật thổ huyết tại chỗ, bị lập tức đánh lui mấy trăm trượng, toàn thân run rẩy không ngừng. Đăng phong tạo cực. Hắn gian nan nói ra 4 chữ này, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt xám ngét như cho tàn. Cái gì? Toàn trường sợ hãi, tất cả mọi người không tự chủ nhìn sang. Thời điểm người yêu tộc nhìn thấy thân ảnh của Mạch. Tất cả đều lớn tiếng hoan hô. Võ giả nhân tộc sắc mặt tái nhợt, sĩ khí giảm xuống thật lớn. Hoàng đứng trong đám người, trong mắt hiện ra thần thái âm ngoan, hắn hử lạnh một tiếng, không thèm nhìn qua. Hắc Phú Hộ và Thương Ngô Khung và các cường giả khác đều trợn mắt há hốc mồm, một cường đăng phong tạo cực đủ sức rời sông lấp biển, thay đổi chiến cuộc. Sự tồn tại của Thương làm bọn họ chống đỡ rất gian nan, đã có xu thế tan tác. May mà Hoàng bị Vi Thanh chém tổn thương, lại đại chiến với Thương mấy chiêu nên thực lực giảm xuống lợi hại, bây giờ bị vài tên cường giả vây công, đánh khó phân thắng bại, cũng không xuất hiện khác thường. Mà bây giờ trong yêu tộc lại có tồn tại ị đăng phong tạo cực. Một trong 7 đại tông chủ là Hoàng Phủ bật bị một chiêu đánh trọng thương, võ giả nhân tộc cảm thấy nội tâm tuyệt vọng. Mạch cười lạnh nói, đám con sâu cái kiến, tất cả đều hóa thành máu cho bổn tọa. Hoàng phủ bật đứng trước mặt hắn, bị khí thế tàn bạo này áp bách làm cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Hắn vừa lui liền sinh ra phản ứng dây chuyền, tất cả võ giả nhân tộc sau lưng hắn sĩ khí sụp đổ, không ngừng có người thất thủ bị giết, lúc này tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết quang trùng thiên. Mà tình cảnh biến hóa như vậy, cục diện rằng có nghiêng hẳn về một bên. Trực tiếp giống như chim thú tán đi, tất cả võ giả nhân tộc không còn tâm chiến đấu. Lúc này tan tác bỏ chạy ra chung quanh. Ha ha, giết! Sĩ khí yêu tộc tăng lên, điên cuồng đuổi giết. Ti Đình Ngữ khẩn trương, trực tiếp dùng vũ kỹ sóng âm quát to lên. Không được lui! Nàng cưỡng ép vận chuyển chân nguyên, trực tiếp bay vào trong chiến trường, lục giác lưu tinh tiêu hiện ra trong tay, sóng âm như đại trận kéo dài ngăn cản yêu tộc chém giết. Bành! Nhưng chỉ trong tích tắc, lưu tinh tiêu trực tiếp nứt vỡ. Lực phản chấn làm cho Ti Đình Ngữ thổ huyết, thương thế nặng hơn. Ti Đình Ngữ. Hắc Phú Hộ vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, sắc mặt sầu lo. Võ giả nhân tộc nghe nàng quát lên như thế cũng chấn định không ít, sợ hãi trong lòng tiêu tan đi phân nửa. Võ giả có thể đi tới bước này, bản thân đều là trong chiến đấu thiên truy bách luyện mà ra, đã xem nhạt sinh tử, nhưng mà bọn họ lại bị tràng diện huyết tinh ở đây chấn nhiếp, sau khi nghe Ti Đình Ngữ quát to đã bình tĩnh hơn trước. Huống chi Ti Đình Ngữ thân là nữ tử còn tử chiến, bọn họ có mặt mũi nào bỏ chạy chứ, xấu hổ và giận dữ đã giúp bọn họ bình tĩnh hơn,
trên mặt bọn họ hiện ra thần sắc thấy chết không sờn. Chậc chậc, xem như không tệ, nhiệt huyết kích động, khí huyết no đủ, bổn tọa yêu thích nhiệt huyết sôi trào đấy. Mạch đùa giỡn cười to, ánh mắt huyết hồng đảo qua mọi người, mỗi người bị hắn nhìn qua, đáy lòng sợ hãi không ít. Vi Thi Thi cũng ở trong chiến trường, trong mắt mang theo hối hận, dù sao là nàng mang phương pháp phá phong ấn tới, kết quả dẫn xuất địch nhân cường đại như vậy, nhưng trong mắt nàng thực sự tràn đầy nghi hoặc, không rõ vì sao người nọ làm như vậy. Thi Thi đại nhân, kính xin giúp ta một tay, chu sát yêu này. Hắc Phú Hộ trầm giọng nói. Người này phải ngăn chặn, nếu không hy sinh quá lớn. Hắc Phú Hộ đứng bên cạnh Ti Đình Ngữ, lúc này cũng toàn thân của hắn cũng đẫm máu, trên mặt dính máu sền sệt, hắn hồn nhiên không quan tâm tới. Vi Thi Thi khó xử nói. Bổn cung cũng muốn áp chế hắn, nhưng mà lực lượng đăng phong tạo cực. Hắc Phú Hộ nói. Áp chế không nổi cũng phải kiên trì, ít nhất phải kéo dài một thời gian ngắn, còn có viện quân không ngừng tiến tới nơi đây. Huyền Hoa cũng nói, ta sẽ cùng tiến với các ngươi. Hắn cũng hơi chật vật, toái tinh đao đẫm máu và thịt nát. Hắc Phú Hộ vui vẻ nói, tốt, có Ngân Nguyệt Võ Đế trợ trận, phần thắng càng lớn. Huyền Hoa cười khổ nói, đây là đại thắng, nhưng cho chỉ từ 1/2 phần 10 mà thôi. Nếu như ba người không bị thương, thực lực đỉnh phong, liên thủ có lẽ sẽ là 5 năm, nhưng bây giờ, kết quả thất bại. Có đôi khi, biết rõ thất bại vẫn phải lên chiến đấu. Trần Vũ lo lắng nói. Ba người các ngươi đi ra, ta sợ bọn họ càng gánh không được. Nhìn qua bên cạnh, bộ dáng tất cả võ giả uể oải gian nan, sĩ khí cực thấp. Ai nha, đã bộ dáng thế này, còn đánh cái gì đánh, tranh thủ thời gian chạy đi. Có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu, chờ ngày sau tập kết đại quân đấu với yêu tộc. Cố Thanh Thanh cũng bay lên không trung. Lúc này nhìn không được nên nói ra. Hắc Phú Hộ nhướng mày, nói. Ngươi là người phương nào? Cố Thanh Thanh cho hắn cảm giác phi thường đơn giản, nhưng mà lực lượng trên người của nàng chấn động, tựa hồ bị áp chế. Cố Thanh Thanh nói. Tục danh của bổn cô nương các ngươi hơn phân nửa đã nghe qua, nhưng nói ra ngươi sẽ không tin. Hiện tại quấn quýt chuyện này có ý nghĩa gì? Chỉ tăng thêm thương vong mà thôi. Đối phương có 2 gã đăng phong tạo cực. Chỉ bằng tàn binh bại tướng các ngươi có thể thắng được sao? Đám người Hắc Phú Hộ trầm mặc, Cố Thanh Thanh nói lời này bọn họ hiểu rõ, hiện tại đã thành cục diện rối rắm khó giải, trừ phi có viện quân đuổi tới, bằng không đây là vấn đề sống còn. Mạch cười nhạo nói, ngươi bảo bọn họ trốn đi sao? Vung tay lên, đại quân yêu tộc lập tức phân tán ra, hình thành vòng vây, bao phủ chiến trường. Hơn nữa yêu khí ngập trời, tất cả mọi người sĩ khí tăng vọt. Sát khí 10 phần. Ngay cả thuộc hạ của Hoang và Bát Bộ chúng đầu nhập vào thương cũng nhiệt huyết sôi trào, dung nhập vào đại quân của Mạch. Trong đó Lê và Từ nhìn rõ ràng, thần sắc bọn họ lo lắng, một núi không thể chứa 2 hổ, mặc dù tiêu diệt nhân tộc, phiền toái cũng to lắm. Ti Đình Ngữ nhìn qua Cố Thanh Thanh, nói. Cô nương nói đúng, nhưng giờ phút này trốn đi, sĩ khí tan tác, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là như vậy, còn không bằng ở lại đây đại chiến với chúng. Cố Thanh Thanh thở dài. Cũng trách các ngươi khinh người quá đáng, người ta đã phá phong ấn, liên quan gì tới các ngươi, cần gì phải chen vào một tay, hiện tại tay dính phân rồi đấy. Đám người Ti Đình Ngữ nhíu mày, mặc dù nói đúng vậy, nhưng ví dụ quá mức buồn nôn, trong nội tâm không thoải mái. Thương Ngô Khung nói. Cô nương nói lời ấy sai rồi, tuy thiên võ giới to lớn, nhưng nơi tài nguyên phong phú không nhiều. Nếu yêu tộc lớn mạnh, tất nhiên sẽ xâm chiếm tộc ta. Giờ phút này là cơ hội tốt nhất đả kích bọn chúng, chỉ là đánh giá sai thực lực đối phương cho nên mới bị động, cô nương còn có diệu kế gì, có thể giúp chúng ta thoát thân hay không? Hắn thấy Cố Thanh Thanh khí chất bất phàm, hơn nữa thời điểm này xuất hiện ở đây, cũng không phải hạng người bình thường, cho nên hỏi nàng. Cố Thanh Thanh chừng hắn, nói. Các ngươi nhiều như vậy đàn ông như thế không có biện pháp. Ta một tiểu cô nương làm gì có biện pháp. Trong nội tâm Thương Ngô Khung chấn động, phiền muộn hừ một tiếng, liền không lên tiếng. Giờ phút này trên bầu trời chỉ còn lại đám người Lý Vân Tiêu chiến đấu với Thương. Ở xa xa còn có Ngả cùng Thiên Chiếu Tử, hai người này hoàn toàn yên lặng đắm chìm trong đại chiến tinh thần lực, hai người bất phân thắng bại, tuy vất vả, thực sự mừng rỡ là không có xu thế thất bại. Lý Vân Tiêu cũng phát hiện chiến cuộc biến hóa, quát,
lui. Hắn thi triển tinh thần lực, Thương cảm thấy ánh mắt mơ hồ, thân ảnh bốn người rời đi. Thương bị áp bách phiền muộn tới cực điểm, giờ phút này giận dữ đánh ra hai đấm, hai đạo quang mang đánh thẳng vào bốn người. Ầm ầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 110.